chương 1391 ô, bỉ ngạn hoa chi mẫu quả nhiên khủng bố. Thấy cảnh này, các sinh linh ở đây không khỏi khiếp đảm trong lòng. Nhưng chuyện này cũng bình thường, nếu không giết được hình chiếu của chuẩn bất hủ, kia trong nháy mắt mới khiến người ta cảm thấy bất ngớ. a à, chỉ như thế thôi sao? Ý nghiền ngẫm trên mặt quân tiêu dao càng đậm. Hắn cũng biết tính cách của bỉ ngạn hoa chi mẫu cũng không phải tốt đẹp gì, đặc biệt là liên quan đến quân tiêu dao Dù sao đối với bỉ ngạn hoa chi mẫu, thì quân tiêu giao là tồn tại cực kỳ đặc thù, nếu ai trêu chọc quân tiêu giao, gây bất lợi với hắn thì bỉ ngạn hoa chi mẫu nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Bên kia, ở một đảo nhỏ xa xôi khác, sâu trong tổ địa của bát kỳ đế tộc, một bóng dáng mơ hồ ngồi xếp bằng bỗng chấn động. Thật là khủng khiếp, rốt cục bỉ ngạn hoa chi mẫu kia đã đến cảnh giới nào rồi. Bất hủ chi vương, không đúng, hẳn là còn bước lên một tầng. Đáng giận, trừ lão tổ trong vùng đất bất khả ngôn trung cực đế tộc ra, còn có ai có thể chấn áp bình ngạn hoa chi mẫu còn có tiểu tạp chủng kia nữa thân thể của chuẩn bất hủ được bao phủ trong khí cơ mơ hồ sát ý lạnh thấu xương khiến trời cao biến sắc cũng may bổn vương chỉ đến bằng một hình chiếu nếu đến bằng bản tôn thì hậu quả không dám tưởng tượng chuẩn bất hủ này ngẫm lại thôi cũng cảm thấy sợ hãi tuy rằng đó chỉ là một hư ảnh của bỉ ngạn hoa chi mẫu nhưng ông ta vẫn cảm giác được một luồng sát khí trí mạng nếu là hư ảnh của bất hủ chi vương bình thường thì có lẽ ông ta còn có đường sống nhưng bỉ ngạn hoa chi mẫu thì khác. Đắc tội với bát kỳ đế tộc, cho dù ngươi là một trong những diệt thế lục vương thì cũng không để ngươi sống tốt. Chuẩn bất hủ kia lãnh khốc nói nhỏ. Nhưng mà lúc này, trong hư không chung quanh ông ta lại có từng đóa bỉ ngạn hoa nở rộ. Đây là... Chuẩn bất hủ lập tức trừng lớn đôi mắt, một dự cảm chẳng lành bao phủ thân này. Cường giả chuẩn bất hủ đã có cảm giác cùng dự đoán bước đầu đối với họa phúc của bản thân, mà ông ta cảm giác được một mảnh hắc ám tĩnh mịch. Phốc, Thân thể cường giả chuẩn bất hủ trực tiếp nổ tung, một đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ tươi mỹ lệ nở rộ ra từ cơ thể ông ta. Thậm chí cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát bị những bỉ ngạn hoa dẫn độ về phía Hoàng Tuyền Địa phủ. Sao lại thế này? Không tốt. Lúc này vài vị chuẩn bất hủ còn lại của Bát Kỳ đế tộc mới cảm giác được động tĩnh, lập tức phá không mà đến. Họ nhìn thấy nơi này chỉ còn lại xương và máu, một chuẩn bất hủ đã mất mạng. Ầm ầm. Trong phút chốc chuẩn bất hủ ngã xuống toàn bộ loạn ma hải đều chấn động vô số phù văn đại đạo hiện hóa trở về với thiên địa trên vòm trời có quang cảnh vô cùng sáng lạn hiện lên đó là từng luồng pháp tắc bản mạng dung nhập vào giữa thiên địa trả mệnh cho trời đây là vị trí cường giả nào ngã xuống phía buổi tiệc thành hôn nhìn thấy dị tượng trên vòm trời tất cả sinh linh đều hơi ngơ ra tuy rằng trí cường giả trên chuẩn bất hủ rất khó ngã xuống nhưng nếu thật sự ngã xuống thì pháp tắc đại đạo trong cơ thể sẽ hỏng mất sẽ trở về với thiên địa cái này gọi là trả mệnh cho thiên mỗi khi có dị tượng hiện lên có nghĩa là một vị trí cường giả đã ngã xuống không thể nào chẳng lẽ là rất nhiều sinh linh lập tức phản ứng lại hoảng sợ mà nhìn về phía quân tiêu dao và hư ảnh bỉ ngạn hoa chi mẫu phía sau phía bát kỳ đế tộc sắc mặt đám người nại lạc cũng soạt một tiếng mà trắng bệch không thể tin nổi rất nhiều người lập tức liên tưởng đến chuẩn bất hủ vừa rồi của bát kỳ đế tộc nhưng sao lại vậy được đó chỉ là một hình chiếu mà thôi chẳng lẽ bỉ ngạn hoa chi mẫu đã mạnh đến mức chỉ dựa vào một hư ảnh đã có thể diệt sát bản tôn chuẩn bất hủ cách xa vạn dặm trong lòng tất cả sinh linh đều mang theo chấn động và không thể tin tưởng mà lúc này có tiếng giống giận nổ vang như sấm sét trên đất bằng mà nơi phát ra rõ ràng là vị trí của bát kỳ đế tộc là tộc chuẩn bất hủ của ta đang giống giận sắc mặt đám sinh linh bát kỳ đế tộc lập tức trắng bệch bọn họ phỏng đoán không sai người chết thật sự là chuẩn bất hủ của bát kỳ đế tộc bọn họ Sao có thể? Gia gia của Nại Lạc kêu to, tâm thần chấn động, cả người phát lạnh. Một vị chuẩn bất hủ của Bát Kỳ đế tộc bọn họ ngã xuống, đây chính là đại sự kinh thiên. Đối với Bát Kỳ đế tộc vốn đã như mặt trời lặn Tây Sơn, thì đây tuyệt đối là dậu đổ bìm leo. Không, tại sao lại như vậy? Nại Lạc như thạch hóa, trừng lớn đôi mắt, giọng nói run rẩy. Chuẩn bất hủ của nhất tộc bọn họ ngã xuống, có thể nói gần như là ngã xuống vì hắn ta nếu khi đó hắn trực tiếp rút đi, nói không chừng còn không có chuyện này phát sinh. Hối hận cùng oán hận vô tận tràn ngập thể xác và tinh thần hắn, làm nại lạc gần như muốn điên cuồng. Thậm chí hiện tại bảo hắn đồng quy vù tận với quân tiêu giao thì hắn cũng nguyện ý, nhưng có khả năng sao? Trong hư không, quân tiêu giao thu hồi đóa bỉ ngạn hoa kia, hư ảnh bỉ ngạn hoa chi mẫu cũng biến mất. Hoa này dùng một lần thì năng lượng lại giảm, đi một lần. Cho nên không phải đối mặt với trí cường giả thì quân tiêu dao sẽ không tung ra nhưng hiện tại xem ra, kết quả cũng không tệ lắm. Một chuẩn bất hủ ngã xuống, đủ để nhấc lên gợn sóng ngập trời ở loạn ma hải. Vẻ mặt quân tiêu giao lại cực kỳ bình đạm. Cả thần thoại đế mà hắn cũng từng gặp qua, còn giao thủ với đại đế một chiêu. Hiện tại chuẩn bất hủ ngã xuống vì hắn, quân tiêu giao đã không có cảm giác gì, trong hết sức lơ lỏng. Dáng vẻ này cũng khiến các sinh linh ở đây đều hoàn toàn câm nín. Sự cao quý và lạnh nhạt của quân tiêu giao quả thực đã khắc vào trong xương cốt, còn muốn ăn vạ ở nơi này sao hoặc là kêu luôn bất hủ chi vương đang bế quan của các ngươi ra đây quân tiêu dao hơi nghiêng đầu vẻ mặt nghiền ngẫm nại lạc nghe vậy thì mạch máu muốn phun trào huyết khí dâng lên lửa giận mãnh liệt như muốn thiêu đốt mỗi một tế bào nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại không có cách nào quân tiêu dao đã ép cho hắn không dám ngẩng đầu dù là thực lực của bản thân hay là chỗ dựa sau lưng hắn đều bị quân tiêu dao áp chế gắt gao căn bản không thể xoay người dáng vẻ này cũng khiến rất nhiều người thổn thức. Nếu không có quân tiêu giao, thì hôm nay sẽ là sân khấu để nại lạc hoàn toàn xoay người, danh dương tứ phương. Đáng tiếc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ra ra, chúng ta đi. Tiếng nói của nại lạc khàn khàn, giống như dã thú bị thương. Đoàn người bát kỳ đế tộc rời đi. Thậm chí lúc đi, nại lạc cũng không dám buông lời tàn nhẫn nào nữa. Hắn sợ nói thêm một chữ, thì quân tiêu giao lại ra tay chấn sát hắn nhìn bát kỳ đế tộc chật vật rời đi, toàn trường nhất thời im lặng. ai có thể nghĩ đến, đường đường là bất hủ đế tộc của loạn ma hải, lại bị hậu bối tuổi trẻ quân tiêu giao này ép tới không dám ngẩng đầu, thậm chí chuẩn bất hủ trong tộc cũng ngã xuống. bên kia sắc mặt trúc hoàng rất mất tự nhiên, hắn ta không nói lời nào, chỉ dẫn theo sinh linh nhất mạch trúc cửu âm chuẩn bị rời đi. chậm đã, quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt nói, nhìn về phía trúc hoàng. trong lòng trúc hoàng lập tức vang lên tiếng lột bộp nếu trước đó hắn ta còn có thể dựa vào bối cảnh huynh trưởng và nhất mạch trúc cửu âm, để đè người, vậy sau khi chuẩn bất hủ ngã xuống, trúc hoàng đã hoàn toàn cắt đứt tâm tư này. Trong mắt hắn ta, quân tiêu giao đã là nhân vật nguy hiểm cực độ. Vừa rồi ngươi âm thầm ra tay, cản một chiêu của ta, phải nói như thế nào đây? Quân tiêu giao lạnh nhạt nói. Sắc mặt trúc hoàng khó coi đến cực điểm. Sau đó, hắn ta lại khom lưng thật thấp trước quân tiêu giao dưới ánh mắt của tất cả sinh linh. Xin lỗi, trước đó là ta đường đột, lập tức tạ lỗi với tiêu giao công tử. Câu này khiến rất nhiều sinh linh ngây ra như phỗng. Đây còn là Trúc Hoàng vô cùng kiêu ngạo, dùng lỗ mũi xem người kia sao. Sao cảm giác từ Trúc Long biến thành cá trạch thế này? Chuyện này cũng làm quân tiêu giao không biết nói gì cho phải. Người cung kính nhát cấy như vậy thì còn kiếm chuyện như thế nào? Cút! Quân tiêu giao phun ra một chữ, không hề để ý tới. Cũng không phải hắn mềm lòng, mà là mới trêu chọc bát kỳ đế tộc, không cần thiết đối phó thêm với nhất mạch trúc cửu âm. Tuy rằng đối với hắn đều không sao cả, nhưng hiển nhiên át chủ bài không thể dùng hết ở loạn ma hải được. Vâng, vâng. Trúc Hoàng gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó dẫn một đám người rời đi. Chỉ là sau khi xoay người, đáy mắt Trúc Hoàng có một tia lạnh lẽo hiện lên. Nếu không phải hôm nay huynh trưởng ta không có tới. Trúc Hoàng đã nhớ kỹ món nợ này, nhưng hắn lại không biết. Trong mắt quân tiêu do hiện ra một tia trào phúng châm chọc. Oanh! khiến mọi người không kịp phòng ngừa là quân tiêu dao đột nhiên tịnh chỉ thành kiếm, kiếm quang lộng lẫy trực tiếp bắn ra, chảm thiên quyết, phụt, thân thể và nguyên thần của trúc hoàng bị xé rách trong phút chốc, tĩnh mịch, cả trường đều ngơ ra và tĩnh mịch, cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhất vương điện, ngay cả thần nhạc cũng thay đổi sắc mặt, nàng biết ca ca của trúc hoàng, trúc dạ nhất mạch trúc cửu âm là một nhân vật tàn nhẫn, ngươi, các sinh linh nhất mạch trúc cửu âm còn lại đều dạy ra sau đó đôi mắt phun lửa, nghiến khớp hàm mà nhìn về phía quân tiêu giao. Bản công tử đã cho hắn cơ hội, ngặt nổi hắn tự tìm đường chết, mang ác ý với ta. Quân tiêu giao cười lạnh không thôi. Có được tam thế nguyên thần, nên hắn cực kỳ nhạy bén đối với các loại sát ý và cảm xúc. Nếu trúc hoàng này thành thành thật thật mà đi, nói không chừng quân tiêu giao còn lười thò một ngón tay ra. Chúng ta đi. Sinh linh nhất mạch trúc cửu âm còn lại căn bản không dám buông lời hung ác, vội vàng ù rũ rời đi. Quân tiêu giao cường thế như vậy hoàn toàn khiến tất cả sinh linh nơi đây, đều mở rộng tầm mắt. Trước kia còn nghe nói tính tình vị chiến thần này bá đạo, thủ đoạn quả quyết, hôm nay được gặp, hoàn toàn bội phục. Không lời nào để nói, cường thế đỉnh điểm, không để ai vào mắt. Hừ, các ngươi biết cái gì, đây mới là tuyệt thế. Kiêu hùng, quá yêu. Có sinh linh nữ tính lộ ra ánh mắt sùng bái. Ở nơi cá lớn nuốt cá bé như dị vực, tính cách và thái độ hành sự của quân tiêu giao ngược càng được theo đuổi và sùng bái còn đôi biểu tỷ muội thần nhạc và hoàng tuyền sớm đã lộ ra ánh mắt lấp lánh đặc biệt là hoàng tuyền trước kia chưa từng tiếp xúc với quân tiêu giao, hôm nay nhìn thấy khát khao trong lòng đã khó có thể dùng bút mực để miêu tả chư vị trưởng lão nhất tộc y liếc nhìn nhau một cái ngũ trưởng lão ho khan một tiếng và nói khụ khụ hôm nay là mất nhã hứng của chư vị rồi nhưng nếu tan đi như vậy thì thật lãng phí tiệc cưới này ông ta nói còn không ngừng ra hiệu về phía hoàng tuyền khiến hoàng tuyền cắn môi lộ ra vẻ mặt thẹn thùng thần nhạc thấy thế thì trên gương mặt xinh đẹp vô song lập tức lộ ra nụ cười tủm tỉm cánh tay ngọc ôm qua vai ngọc của hoàng tuyền sau đó đá mắt với quân tiêu dao nũng nịu ngọt ngào mà nói nhất vương điện dù sao lãng phí tiệc cưới hôm nay cũng tiếc không bằng nhân cơ hội này ngài cướp luôn biểu tỉ muội chúng ta đi lời này lập tức làm mọi người ở đây đứng hình còn có thao tác này hả nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai tưởng tượng được đôi biểu tỉ muội xinh đẹp quyến rũ của y tà đế tộc lại chủ động như vậy quân tiêu giao quả thực đang ngồi hưởng cái phúc của tề nhân. Còn có thiên lý hay không, đầu tiên là đồ sơn ngũ Mỹ, sau đó lại là biểu tỷ muội nhất tộc y tà. Có sinh linh dị vực mắng nhất trong lòng, không nhịn được mà hâm mộ ghen tị. Nhưng nghĩ lại hình như cũng thực bình thường. Ở dị vực, cường giả đều có hậu cung ba ngàn giai lệ. Ưu tú như quân tiêu giao mà bên người lại không có mấy phụ nhân mới là hiếm thấy. Thậm chí cả đồ sơn ngũ Mỹ cũng là hiểu lầm, chẳng qua quân tiêu giao lười giải thích thôi biểu hiện của quân tiêu giao quả thực chính là một khổ tu sĩ không gần nữ sắc. Nghe được lời này, quân tiêu giao cũng cười than một tiếng. Thần nhạc, ngươi đừng lấy ta ra nói giỡn. Nhất vương điện, ngài cảm thấy người ta đang nói giỡn sao? Thần nhạc lộ ra vẻ mặt vô tội, cứ như đang nói quân tiêu giao hiểu lầm tấm lòng của nàng ta rồi. Quân tiêu giao cũng câm nín, biết thần nhạc không phải loại nữ nhân truyền thống, cũng không để ý chia sẻ với nữ nhân khác. Nhưng chuyện này là không có khả năng đối với quân tiêu giao, rất nhiều trưởng lão nhất tộc y tà cũng chờ đợi mà nhìn quân tiêu giao. Nếu quân tiêu giao thật sự đáp ứng, vậy nhất tộc y tà bọn họ kiếm lớn rồi. Còn về chuyện quân tiêu giao từng liên hôn với đồ sơn ngũ Mỹ, đây căn bản chả là gì cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, vui đùa dừng ở đây đi, chư vị, xem vừa lòng buổi diễn hôm nay chứ. Ánh mắt quân tiêu giao đảo qua. Đâu có đâu có, tiêu giao đại nhân chê cười. Đúng vậy, Hôm nay nhìn thấy uy thế của Tiêu Dao đại nhân, không thẹn danh xưng chiến thần. Chúng ta rời đi trước. Rất nhiều người đều khách khí chắp tay với quân Tiêu Dao, trong lời nói tràn đầy khen tặng và lấy lòng. Khách khứa tứ phương chậm rãi tan đi. Tuy trong mắt rất nhiều trưởng lão nhất tộc Y Tà có một tia thất vọng, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Hạng người tham luyến sắc đẹp thật sự thì sao có năng lực trở thành chiến thần kia chứ? Ít nhất hiện tại, quan hệ giữa nhất tộc Y Tà bọn họ và quân Tiêu Dao cũng không tệ lắm, vậy là đủ rồi hôm nay đa tạ tiêu giao công tử, bằng không nha đầu hoàng tuyền sẽ gặp phải tao ương. Ngũ trưởng lão ha hả cười nói với quân tiêu giao. Tiện tay mà thôi. Quân tiêu giao nói. Tiêu giao công tử yên tâm, nếu bát kỳ đế tộc và nhất mạch trúc cửu âm, thật sự dám gây bất lợi với công tử, nhất tộc y tà chúng ta sẽ không ngồi yên làm như không nhìn thấy. Ngũ trưởng lão nói. Quân tiêu giao ra mặt vì hoàng tuyền. Nếu chọc phiền toái vì chuyện này thì bọn họ nhất định không khoanh tay đứng nhìn vậy cũng phải xem bọn họ có lá gan đó không quân tiêu giao cười cho qua chuyện, cũng không để ý đến. Hắn tin tưởng, sau khi một chuẩn bất hủ ngã xuống, bát kỳ đế tộc, và nhất mạch trúc cửu âm sẽ không ngốc đến mức lại ra tay với hắn. Cũng đúng. Ngũ trưởng lão ngượng ngùng cười. Có bị ngạn hoa chi mẫu làm chỗ dựa, trừ trung cực đế tộc trong vùng đất bất khả ngôn, ra thì thật sự không ai dám gây bất lợi với quân tiêu giao. Kế tiếp, yến hội kết thúc, mọi người tan đi. Hoàng tuyền cũng cực kỳ sùng bái quân tiêu giao, ánh sáng ngưỡng mộ trong mắt thật sự không che giấu được. Nhưng nàng cũng rất tự mình hiểu lấy, biết có thể nói chuyện với quân tiêu giao hai câu đã đủ may mắn. Thái độ của quân tiêu giao cũng thực bình thản, ôn tồn lễ độ, hoàn toàn không có sự bá đạo quả quyết như lôi đình trước đó. Sau khi nói chuyện vài câu với Hoàng Tuyền, thần nhạc đã nhận được một ít tin tức từ tộc nhân, sau đó cùng quân tiêu giao đi tới một thiên điện. Nhất vương điện, ngài thật phụ lòng người ta, không cưới mà lại tán. Thần nhạc quyến rũ mà nói, được rồi, có được tin tức gì, nói đi. Quân tiêu giao nói. Vẻ mặt thần nhạc trở nên. Nghiêm túc, nàng ta nói. Theo lý thuyết, Nono là một trong những diệt thế lục vương. Vì thế đáng lẽ ra không ai trong nhất tộc y tà dám trêu chọc mới đúng. Nhưng nhất mạch trúc cửu âm kia lại cũng không giống như kiêng kỵ. Cho nên, ý của ngươi là. Quân tiêu giao cũng đoán được cái gì. Không sai, vừa rồi nghe một ít tộc nhân nói. Người kích hoạt ngôi sao sáu cánh hắc ám chính là trúc dạ nhất mạch trúc cửu âm, cũng là huynh trưởng của trúc hoàng kia thần nhạc nói quả nhiên nhất mạch trúc cửu âm sao quân tiêu giao cũng đoán được vì sao khi đó trúc hoàng luôn có thái độ lạnh lẽo với hắn đơn giản là cho rằng huynh trưởng của mình có thể giúp hắn trả thù hơn nữa nhất mạch trúc cửu âm là một trong những diệt thế lục vương cũng có thể lý giải dù sao diệt thế lục vương cũng có được truyền thừa bất phàm chiến thần đầu tiên đại hắc thiên thần mẫu thần hoàng tuyền thập vĩ diệt thế hắc hồ hiện tại lại thêm một trúc cửu âm có thể nói tất cả đều là truyền thừa trí cường. Vậy xem ra, nại lạc kia thật sự không phải một trong những diệt thế lục vương. Vậy hắn, quân tiêu giao thật sự có chút nghi hoặc đối với nại lạc. Tuy rằng hắn dùng vài chiêu là có thể chấn áp nại lạc, nhưng vẫn cảm giác hắn ta có vẻ không đơn giản. Thần nhạc nghe vậy thì hơi do dự, nói, nhất vương điện. Trước đó, ngài từng dò hỏi Nono chuyện có liên quan đến diệt thế lục vương. Thật ra còn có một việc Nono không nói cho ngài. Hừm, quân tiêu giao nhìn về phía thần nhạc. Còn có một truyền thuyết mập mờ, bởi vì không xác định nên Nono chưa nói. Truyền thuyết đó chính là, khi diệt thế lục vương hoàn toàn tề tụ, sẽ có một ma ảm quân chủ cường đại xuất hiện, dẫn dắt lục vương làm điên đảo tiên vực. Đương nhiên, bởi vì trong lịch sử chưa từng có chuyện lục vương tề tụ, cho nên truyền thuyết này chỉ là truyền thuyết, chưa được chứng thực. Lời thần nhạc nói làm quân tiêu giao lâm bỏ suy tư. Ma ảm quân chủ, chẳng lẽ, lần này quân tiêu giao, lập tức nghĩ thông suốt vì sao lại là không phải diệt thế lục vương hắn lại nghĩ tới truyền thuyết của bát kỳ tà thần đó là tồn tại cấm kỵ cổ xưa nhất dị vực là một trong những tồn tại cấm kỵ nhất trừ ách họa trung cực ra mà tà lực nại lạc phát ra phòng chừng cũng có liên quan đến thân phận này cho nên nại lạc kia có khả năng chính là ma ảm quân chủ quân tiêu giao cười cười ma ảm quân chủ thống lĩnh lục vương vậy chẳng phải tương lai nại lạc kia sẽ trở thành cấp trên của hắn quả thực buồn cười đến cực điểm nono cũng không thể xác định nhưng nô no, nô no, tin nhất vương điện ngài sẽ không bị kẻ nào cản tay. Thần nhạc nói. Nếu quân tiêu giao thần phục người khác, vậy hắn không còn là quân tiêu giao, cũng không phải đệ nhất vương mà thần nhạc ái mộ nữa rồi. Nếu là thật, vậy có nghĩa là ta đã trực tiếp trêu chọc Ma ảm quân chủ, và một vương giả diệt thế. Nhưng cũng tốt, như vậy mới thú vị, bằng không cũng quá chán, không phải sao. Quân tiêu giao không kiêng kỵ chút nào, ngược lại còn rất chờ mong. Mà bên kia, đội ngũ bát kỳ đế tộc chán nản rời đi, cũng về tới nơi dừng chân của Bát Kỳ Đế Tộc, mà ở tổ địa của Bát Kỳ Đế Tộc có rất nhiều tiếng khóc giống vang lên, là tộc nhân của Nhất Mạch chuẩn bất hủ ngã xuống kia đều đang khóc thảm thiết kêu to. Nại Lạc vừa về tới thì thấy cảnh này, tim như bị đau cắt, đều là do hắn, sự oán niệm và không cam lòng cường đại tràn ra mãnh liệt từ đáy lòng hắn. Ta muốn đi vào Bát Kỳ Thần xã, Nại Lạc hô lên một tiếng, vang vọng toàn bộ đảo nhỏ Bát Kỳ. trong nhất thời, tất cả tiếng khóc giống đều ngừng lại. Bát Kỳ Thần Xã là nơi thần thánh cung phụng Bát Kỳ Đế tộc, cũng là vùng cấm tuyệt đối cấm bước vào. Trước kia, sinh linh Bát Kỳ Đế tộc nhiều nhất cũng chỉ dám thăm viếng ở bên ngoài, cầu xin tà thần chúc phúc, căn bản không có khả năng bước vào. Mà hiện tại, Nại Lạc lại nói hắn muốn đi vào Bát Kỳ Thần Xã, điều này lập tức khiến cho toàn bộ Bát Kỳ Đế tộc gợn sóng. Thật ra theo lý thuyết, chuẩn bất hủ ngã xuống có liên quan đến Nại Lạc. Nếu hắn vẫn là thiếu chủ phế vật trước kia thì tất nhiên sẽ bị buộc tội, thậm chí cả vị trí thiếu chủ cũng khó giữ được nhưng hiện tại khi nại lạc đột phá đến trí tôn hơn nữa hiện hóa ra hư ảnh bát kỳ tà thần tất cả sinh linh bát kỳ đế tộc đều biết nại lạc chính là hy vọng cuối cùng của toàn bộ bát kỳ đế tộc cho nên nghe nại lạc lên tiếng rất nhiều sinh linh bát kỳ đế tộc đều trầm mặc có trưởng lão hỏi nại lạc ngươi có suy nghĩ kỹ chưa nơi đó chính là cấm địa của tộc ta không ai biết đi vào sẽ phát sinh cái gì nếu đến lúc đó có bất chắc gì trưởng lão kia không nói thêm gì nữa. Tuy rằng nại lạc là nguyên nhân dẫn tới chuẩn bất hủ ngã xuống, nhưng hiện tại nại lạc rất quan trọng đối với bát kỳ đế tộc, không thể có bất chắc gì được. Dù thế nào thì ta cũng phải đi vào. Nại lạc kiên quyết nói, cho dù đánh vỡ phong ấn, đột phá tới trí tôn, hắn vẫn không phải đối thủ của quân tiêu giao. Biện pháp duy nhất chính là tiến vào bát kỳ thần xã, đây là hy vọng và khả, năng cuối cùng để hắn xoay người. Cho nên dù có nguy hiểm lớn đến cỡ nào, hắn cũng phải tiến vào trong đó. Huống chi, Nại Lạc cho rằng chưa chắc mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao lúc trước ánh sáng tím trong bát kỳ thần xã đã phong ấn tu vi của hắn, trong đầu hắn từng vang vọng một lời nói. Người bước vào thần xã, tiếp thu tẩy lễ của tà thần. Nại Lạc tin mình sẽ không gặp phải nguy hiểm. Rất nhanh, Nại Lạc đã đi tới trước bát kỳ thần xã. Thần xã vô cùng cũ kỹ, cảnh vật chung quanh u ám, cứ như cả ánh quang cũng không thể soi chiếu vào thần xã này. Nhìn tòa thần xã này, tâm tình Nại Lạc rất phức tạp khi tu vi bị phong ấn, hắn rất hận thần xã, nó làm hắn mang theo vô số bêu danh, còn làm hắn trở thành thiếu chủ phế vật loạn ma hải nổi danh. Nhưng châm chọc chính là, hiện tại hy vọng duy nhất của hắn cũng nằm trong thần xã trong vòng. Nại lạc hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào thần xã. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc trong thần xã này có cái gì? Tôn nhi. Bên ngoài, đám người ra ra của nại lạc cũng không khỏi ngừng thở. Nại lạc tiến vào thần xã, chỉ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo như nước, mà không có khí tức áp bách nào cả. Trong thần xã vô cùng hắc ám, không có chút ánh sáng nào, cũng rất an tĩnh. Quả thực như đi tới một mảnh vũ trụ tĩnh mịch. Không có âm thanh, không có ánh sáng. Nhưng nại lạc lại cảm giác được một lực hấp dẫn, như có cái gì đang kêu gọi hắn. Hắn đi dọc theo chỉ dẫn trong lòng, liên tục thâm nhập. Cuối cùng, hắn thấy được phía trước có ánh lửa màu lam thăm thẳm như ma, trời lạnh lẽo thê lương. Mà ở trung tâm có có một mặt tường phù điêu, trên tường điêu khắc một sinh linh có tám cái đầu rắn dữ tợn khủng bố đó đã từng là bá chủ của loạn ma hải tồn tại hắc ám cổ xưa sinh linh mang đến cho thế gian hủy diệt vô tận là bát kỳ đại xà hoặc có thể nói là bát kỳ tà thần khi nại lạc nhìn thấy phù điêu kia tám đôi mắt bát kỳ đại xà được điêu khắc trên phù điêu cũng sáng lên ma quang màu tím thăm thẳm sau đó dưới ánh mắt chấn động của nại lạc bát kỳ đại xà vốn là phù điêu kia lại bắt đầu mấp máy sau đó hóa thành một thần mang tà lực màu tím đen, trực tiếp lao về hướng Nại Lạc. A, à, Nại Lạc lập tức cảm nhận được sự nóng cháy, mỗi một giọt máu toàn thân đều như sôi trào lên, hình như có một loại năng lượng khủng bố cắm dễ thật sâu vào trong cơ thể hắn, vô số ma âm quanh quẩn trong đầu hắn, vài hình ảnh cổ xưa hiện lên, trong hình ảnh đó, hắn như hóa thân thành tà thần làm chúa tể tất cả. Bên tai, mơ hồ còn quanh quẩn những lời nói mông lung, Nại Lạc nghe không rõ ràng lại mơ hồ nghe được bốn chữ ma ảm quân chủ trong đó. Tà lực màu tím bao phủ cả người nại lạc lại, như trở thành một cái kén. Bên ngoài thần xã, các sinh linh bát kỳ đế tộc nghe được nại lạc, hét thảm một tiếng thì lập tức căng thẳng. Không biết qua thời gian bao lâu, một cột sáng màu tím đen bỗng bùng nổ ra từ bên trong thần xã, hoàn toàn thông thiên. Trong nhất thời, chung quanh toàn bộ đảo nhỏ bát kỳ đều nhấc lên sóng gió động trời. Vô số sinh linh trốn đi, run lên bần bật, một ít hải thú hung tàn rất cổ xưa cảm giác được khí tức cũng vô cùng run rẩy co do lại ở vực sâu đáy biển bởi vì chúng sinh ra một cảm giác sợ hãi đến từ huyết mạch linh hồn cứ như tổ tiên xa xăm trước kia của chúng nó từng run rẩy thần phục dưới uy áp tà lực khổng lồ này cùng lúc đó khi khí tức này bùng nổ còn có một nhóm người đột nhiên cảm ứng được tới gần bờ của loạn ma hải một lâu thuyền lơ lửng đang lao vút trên trời cao trên lâu thuyền có một thanh niên da thịt hơi đen đúa đang đứng trên đầu có một đôi tay trồn đen, sau lưng còn có 10 cái đuôi. Đó chính là Vân Tiểu Hắc. Hình dạng của hắn ta đã có thay đổi so với trước kia, có nghĩa là hắn đã có thể bắt đầu vận dụng thuần thục sức mạnh của thập vĩ diệt thế Hắc Hồ. Lần này tiến đến loạn ma hải, cũng vì hắn ta nghe nói loạn ma hải lại có vương giả diệt thế hiện thân. Hắn muốn xem có thể mượn sức đến cùng trận doanh hay không. Dù sao quân tiêu giáo cũng là tử địch với hắn ta, hơn nữa kế tiếp diệt thế lục vương còn phải đi đến vùng đất bất khả ngôn cho nên Vân Tiểu Hắc cũng chạy đến. Ở bên người hắn ta còn có một số cường giả minh chiếu đế tộc và ma cật đế tộc, đi theo. Hả, khí tức kia. Vân Tiểu Hắc nhìn ra xa. Ở mặt biển cực sam, có cột sáng màu tím nối liền với trời đất. Trong mơ hồ như có một ma ảnh vô biên lúc ẩn lúc hiện, thân thể hùng trắng như đè ép cả thiên địa. Ma ảm quân chủ. Trong bất chi bất giác, bốn chữ này được nói ra từ miệng Vân Tiểu Hắc, thậm chí cả hắn ta cũng không phản ứng lại mà bên kia ở đảo nhỏ tổ địa của nhất mạch trúc cửu âm sâu trong một tòa địa cung một nam tử tuổi trẻ đang ở trong đó hắn ta mặc trường bào màu đen rộng thùng thình tóc đen rũ xuống đất da thịt trắng nõn dung mạo cực kỳ anh tuấn ở giữa mày có một cái vảy mơ hồ có thể thấy được trên vảy có khắc một hoa văn sao sáu cánh màu đen ở hư không trước mặt hắn lơ lửng một tấm giấy mỏng màu vàng nhạt một luồng sức mạnh thời gian mơ hồ tràn ngập trên giấy mỗi một chữ trong đó đều như ngưng tụ thời không vạn cổ vào thời khắc nào đó, nam tử tuổi trẻ kia như cảm ứng được gì đó, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp chứng ngại, nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, ta đoán không sai, hắn thật sự là vị kia. Nam tử lẩm bẩm nói, trong mắt cũng không có chút bất ngờ nào. Dám trêu chọc hắn thì thật là ngu xuẩn. Càng ngu xuẩn chính là còn trêu chọc ta. Một hàn mang nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt hắc bạch của nam tử kia. Hắn chính là huynh trưởng mà Trúc Hoàng nhắc đến, là đế tử trúc dạ của nhất mạch trúc cửu âm, Đồng thời hắn còn có một thân phận, đó chính là đệ nhị vương trong diệt thế lục vương. Sinh ra cảm ứng cũng không phải chỉ có Vân Tiểu Hắc và Trúc Dạ. Quân tiêu giao cùng thần nhạc trên đảo nhỏ nhất tộc Y Tà cũng có cảm ứng. Trên một lầu cát, quân tiêu giao và thần nhạc đứng sóng vai, ánh mắt cùng nhìn ra hướng nơi xa. Một cột sáng tà lực màu tím đen nối liền cả thiên địa. Chỉ cần là ở loạn ma hải thì hầu như ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhất vương điện, xem ra suy đoán của chúng ta quả nhiên không sai nhìn thấy cột sáng kia, trong mắt thần nhạc lộ ra một tia lo lắng. Tà lực kinh khủng kia khiến cả nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Có thể nói, nếu nại lạc thật sự trở thành ma ảm quân chủ, vậy thì tình thế rất bất lợi cho quân tiêu giao, thậm chí có khả năng bị hạn chế. Như vậy mới thú vị, đúng rồi, vì sao lại có ma ảm quân chủ xuất hiện, mà vì sao ma ảm quân chủ có thể thống lĩnh lục vương? Quân tiêu giao có chút tò mò. Thần nhạc khẽ lắc đầu và nói, cụ thể thế nào thì Nono cũng không rõ lắm, dù sao trước đó chỉ là một truyền thuyết mờ mịt. Nhưng, nhưng cái gì? Ánh mắt quân tiêu giao trượt lóe. Căn cứ vào ghi chép của một ít sách cổ tộc ta, hình như mà ảm quân chủ có được một thứ do ách họa trung cực ban cho, cho nên mới có năng lực thống trị lục vương. Ách họa trung cực ban cho ma ảm quân chủ thứ gì? Quân tiêu giao càng tò mò. Hình như là, một giọt máu. Thần nhạc nói, một giọt máu. Trong mắt quân tiêu giao hiện lên một tia sáng đen tối hắn lập tức liên tưởng đến rất nhiều, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Một khi đã như vậy, vậy càng thú vị, ai biết nại lạc kia có phải là ma ảm quân chủ thật sự hay không? Giọng điệu của quân tiêu giao mang theo nghiền ngẫm. Có ý gì? Thần nhạc không hiểu ra sao, có chút mờ mịt. Trong mắt nàng, quân tiêu giao thật sự sâu không lường được, luôn mang dáng vẻ như định liệu trước, nắm chắc thắng lợi, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Yên tâm đi, kế tiếp phải xem nại lạc có dám tới gây chuyện với ta không? Quân tiêu giao cười nói. Sau đó quân tiêu giao chuyển lại tin tức, bảo Tô Hồng Y cũng tới loạn ma hải. Trò hay thật sự sắp sửa được trình diễn. Ngay khi toàn bộ loạn ma hải chấn động vì loại dị biến này, ở ngọn nguồn hỗn loạn, trên đảo nhỏ Bát Kỳ, rốt cuộc cột sáng màu tím đen thông thiên kia, cũng chậm rãi tiêu tán theo thời gian trôi đi. Tất cả sinh linh Bát Kỳ đế tộc đều khẩn trương mà nín thở chờ đợi, hình như đang đợi cái gì đó mà sâu trong Bát Kỳ thần xã. Ánh sáng tím kia bắt đầu tan đi, nại lạc hiện thân khác với trước đó, trên người hắn ta xuất hiện một khối áo giáp màu tím đen dữ tợn chiếc áo giáp màu tím đen này mang theo một khí tức thần bí quỷ dị hắc ám cứ như mọi thần binh lợi khí đều không thể phá hư nó được tà thần chi giáp nại lạc lẩm bẩm nói tu vi của hắn vẫn giống như trước kia vẫn là trí tôn cảnh nhưng hắn lại cảm giác mình có biến hóa về bản chất trong đầu hắn có thêm rất nhiều ký ức đột nhiên khống chế được rất nhiều đại thần thông khủng bố rất nhiều đại thần thông trong đó đều mạnh hơn bát kỳ tri uyên mà trước đó hắn thi triển ra ngoài ra tà thần chi giáp này cũng cung cấp phòng ngự vô địch cho hắn gần như có thể sánh ngang với cấp bậc diệt thế cấm khí càng quan trọng là áo giáp này còn có thể tăng cường mọi thuộc tính của hắn ta có thể nói tuy rằng hiện tại nại lạc vẫn có tu vi trí tôn nhưng cho dù là cường giả cấp bậc tiểu thiên tôn cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hắn hiện tại thực lực của hắn hoàn toàn khác với trước kia đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất mà ảm quân chủ thì ra ta là ma ảm quân chủ thống lĩnh lục vương trong truyền thuyết giọng nói của nại lạc cũng đang phát run hoàn toàn không thể tin được quả thực vui như lên trời làm đầu óc hắn có cảm giác choáng vắng cảm nhưng tâm tính nại lạc cũng rất tốt rất nhanh đã chấn định lại bát kỳ tà thần từng được ách họa trung cực điểm hóa trở thành ma ảm quân chủ thống lĩnh lục vương nói vậy chẳng phải ta là cấp trên của ngọc tiêu giao kia nghĩ vậy trong mắt nại lạc hiện ra oán hận vô tận có thể nói nếu không có quân tiêu giao thì hiện tại hắn sớm đã giải thích cho mình, thậm chí nằm trong ngực giai nhân. Mà tất cả đều bị quân tiêu giao phá hủy. Không vội, hình như ta còn thiếu chút đồ vật. Tuy rằng nại lạc đã biết thân phận của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không phải ở trạng thái đỉnh cao nhất. Còn thiếu thứ gì đó, đúng rồi, máu, là một giọt máu. Nại lạc nỗ lực hồi tưởng, phát hiện trong ký ức cổ xưa có một giọt máu màu đen. Giọt máu kia như ẩn chứa hắc ám vô tận, mang theo một luồng sức mạnh khiến chư thiên cũng phải e rè sợ hãi chuyện được đọc bởi kênh haleji audio mà bát kỳ tà thần cũng mượn dùng giọt máu kia mới có thể xưng bá toàn bộ loạn ma hải khiến vô số sinh linh ẩn nấp dưới sự thống trị này đây cũng là nguyên nhân vì sao bát kỳ tà thần lại nguyện trung thành với ách họa trung cực thì ra là thế cần đến giọt máu này thì ta mới có thể thật sự hoàn toàn trở thành ma ảm quân chủ trở thành truyền nhân tà thần nại lạc hoàn toàn hiểu ra hiện tại nói một cách nghiêm khắc hắn còn không xem như hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh ma ảm quân chủ, mà chỉ là có được diệt thế cấm khí của ma ảm quân chủ, tà thần chi giáp mà thôi. Cần tìm thêm một giọt máu đen, không có tung tích ở loạn ma hải, như vậy chỉ có khả năng ở vùng đất bất khả ngôn mà thôi. Nại lạc lẩm bẩm nói, hắn đã nghĩ đến, sau này nên đi như thế nào? Hiện tại hắn có tự tin cho dù gặp lại quân tiêu giao, thì không nói có thể chấn áp quân tiêu giao, ít nhất quân tiêu giao cũng đừng mong uy hiếp được hắn càng không thể giống như trước kia, đánh đến hắn chật vật như thế. Kiên nhẫn chờ đợi vương cuối cùng xuất thế, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Còn có Ngọc Tiêu Giao, chỉ sợ ngươi không thể tưởng tượng được, cho dù ngươi là đệ nhất vương thì cũng phải nghe mệnh với ta. Tưởng tượng đến đó, trong lòng nại lạc sảng khoái không thôi. Hắn đã bắt đầu nghĩ, ngày sau sau khi hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh ma ảm quân chủ, thì nên tra tấn quân Tiêu Giao như thế nào? Đúng rồi, còn có các vương khác nữa, hình như cũng có ân oán với Ngọc Tiêu Giao, Tỷ như thập vĩ diệt thế hắc hồ và nhất mạch trúc cửu âm hiện tại nại lạc đã có thể cảm ứng được dao động của vương giả diệt thế, một dao động trong đó đến từ nhất mạch trúc cửu âm thân phận là ai thì đã không cần nghi ngờ nữa rồi đảo mắt thì thời gian một tháng đã trôi qua làm quân tiêu giao có chút bất ngờ chính là nại lạc lại không tới tìm hắn báo thù xem ra tuy rằng nại lạc này có chút ngu xuẩn nhưng còn không đến mức ngốc đến không có điểm mấu chốt quân tiêu giao hơi mỉm cười. Giờ phút này hắn đang thoải mái mà nằm trong suối nước nóng của nhất tộc Y Tà. Ngâm suối nước nóng là sở thích khắc vào trong xương cốt quân tiêu giao. Chỉ là từ khi đi vào dị vực vẫn luôn bố cục sắp đặt, tiết tấu vội vàng, căn bản không có thời gian nhàn hạ. Hiện tại thì có cảm giác yên lặng trước bão táp, cho nên quân tiêu giao cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi mà hưởng thụ. Hai biểu tỷ muội thần nhạc, Hoàng Tuyền cũng mặc quần áo hở hang, lộ ra rất nhiều da thịt trắng nõn chân bóng, hầu hạ bên người quân tiêu giao, mát xa tắm rửa cho hắn tiêu giao đại nhân, dáng người thật tốt quá. Hoàng Tuyền đang bóp vai cho quân tiêu giao, sắc mặt đỏ bừng, rất thèm khát thân thể quân tiêu giao. Quân tiêu giao không có cơ bắp mang tính nổ mạnh, nhưng xương cốt cân xứng như ngọc, lại có cảm giác hoàn mỹ và hài hòa tự nhiên. Hoàng Tuyền tiếp tục nhìn xuống, sắc mặt càng đỏ lên. Bên kia, ánh mắt thần nhạc cũng quyến rũ như nước, nói, với kích cỡ của công tử, Nono và biểu muội đều chịu không nổi. Quân tiêu giao hò khan một tiếng, như không nghe thấy cái gì cả, trên thực tế, sau khi đánh dấu huyền dương bảo sử, kích thước của hắn thật sự đã vượt qua phạm vi chiều sâu của nữ nhân. Một bước đến dạ dày, không hề là câu nói hình dung nữa. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng nói kính cẩn của nha hoàn truyền đến. Tùy tùng của tiêu giao đại nhân tới. Hồng y tới sao? Quân tiêu giao cười nhạt trư vương hội tụ, bức màn chân chính cũng nên được kéo ra. Mưa to rơi xuống. Tại loạn ma hải và nơi giao tại vùng biên của vùng đất bất khả ngôn, là một mảnh xương mù xám xịt mênh mông vũ khí dày đặc bao phủ thiên địa. Trong đó, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng thú gầm cổ quái khiến người người tê dại cả da đầu, cả người lạnh run. Đây là một khu sương mù dày đặc trên đường vùng đất bất khả ngôn trong loạn ma hải. Nếu không có sinh linh bên trong vùng đất bất khả ngôn dẫn đường, nếu sinh linh ngoại giới tùy tiện tiến vào bên trong, lạc mất phương hướng còn tính là may mắn. Nếu bước vào nơi đất giữ nào đó, hoặc là tuyệt trận, vậy thì ngay cả chết như thế nào cũng không biết nghe nói bên trong vùng sương mù còn có các loại địa vực cổ quái khủng bố, khe nứt hắc ám, rãnh biển tử vong. Có thể nói, tồn tại cấp trí tôn tùy tiện bước vào còn gặp nguy hiểm. Trừ phi là cường giả chuẩn bất diệt trở lên mới có thể trực tiếp đi qua. Nhưng nhìn khắp dị vực, sinh linh trí cường đạt được chuẩn bất diệt lại có mấy vị đâu chứ. Cho nên điều này cũng tạo nên sự khủng bố của vùng đất không thể nói thần bí. Là vùng cấm mà tuyệt đại đa số sinh linh dị vực khó có thể vượt qua được. Mà giờ khắc này, ở trong vùng sương mù dày đặc, bỗng có một bóng thuyền hiện lên. Sóng, gợn ngoài khơi gột rửa. Bóng thuyền kia dần trở nên rõ ràng hơn trong màn sương mù xám xịt. Đó là một chiếc thuyền con. Trên thuyền con có một già một trẻ đứng trên đó. Lão già đầu đội nón la nắm lấy một cây mái chèo mà chèo thuyền. Mà người trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ, chỉ là có một cặp mắt đen nhánh tà mị, có chút thâm thúy mà quỷ dị. Nếu để người khác thấy được một màn này, át hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên có thể nói bên trong khu sương mù của vạn linh cấm khu đã có một giả một trẻ trèo một chiếc thuyền con mà đến vậy thì khả năng duy nhất cũng chỉ có một đó là một giả một trẻ này là sinh linh bên trong vùng đất bất khả ngôn sinh linh ngoại giới mà muốn đi qua khu sương mù sẽ cực kỳ khó khăn thậm chí phải mạo hiểm cả tính mạng nhưng sinh linh của vùng đất không thể nói lại có thể tùy ý ra vào thời gian cũng không còn nhiều lắm giống hệt với tiên đoán ở trong tộc đại thế này chính là thời gian giới ta triệt để đánh tan tiên vực đã bao nhiêu năm rồi mới chờ tới được một bước ngoặt này, tai ương vĩ đại mà vô tận, hiển nhiên cũng chờ đợi đã lâu. Người trẻ tuổi này khí tức thâm thúy, lúc này mở miệng lại mang theo một cỗ sùng báo cùng nhiệt. Sự sùng bái đối với tai họa cuối cùng, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay kia bỗng xuất hiện một đạo ấn ký lục mang tinh hắc ám. Đến lúc rồi, chư vương tề tụ cùng đi về phía vùng đất bất khả ngôn. Tiếng nói người trẻ tuổi phát ra, bỗng nhiên ấn ký lục mang tinh hắc ám trong lòng bàn tay phát ra ô quang đen kịt bắn, về phía trời xanh trên trời cao mây đen tụ lại phong vân biến sắc một đạo ấn ký lục mang tinh màu đen hiển hiện trên vòm trời cùng lúc đó diệt thế vương giả ở khắp loạn ma hải cũng cảm nhận được cỗ hơi thở này lại là một vị diệt thế vương giả vậy là đã đủ hết trên tầng lầu của một con thuyền vân tiểu hắc nhìn ấn ký lục mang tinh trên bầu trời xa xa trong mắt lóe lên quang mang rốt cuộc một vương cuối cùng hiện thân ấn ký lục mang tinh trên bụng vân tiểu hắc cũng phát ra một đạo hắc mang bắn lên thiên khung đạo ấn ký lục mang tinh thứ hai xuất hiện hắn không trần chờ, trực tiếp đi đến địa vực kia trên bát kỳ đảo nại lạc khoác tà thần chi giáp chắp tay đặc không mà đi trước ánh mắt kính sợ của vô số sinh linh bát kỳ đế tộc hắn lúc này khoác trên mình tà giáp so với dáng vẻ chật vật như chó trước lễ thành hôn tưởng chừng như là hai người nại lạc hiện tại quả thực giống như là tà thần chi tử mang theo một cỗ quyền thế sát phạt bẩm sinh ngọc tiêu dao rất mong chờ được gặp lại ngươi. Tâm tình nại lạc vô cùng bình thản, bởi vì lực lượng đầy đủ mang lại cho hắn ngập tràn tự tin. Bên kia, một đảo nhỏ trong trúc cửu âm có khí tức khủng bố giống hệt bạo phát, địa cung chấn động. Một bóng người lướt nhanh qua, một thân hắc bào, tóc đen phấp phới. Ngũ quan anh Tuấn, mi tâm có một cái vảy, trên đó là ấn ký lục mang tinh màu đen bắn ra một đạo u mang thẳng, về phía chân trời. Đạo ấn ký lục mang tinh thứ ba xuất hiện cuối cùng cũng đã đến cuộc hội ngộ của lục vương và ma ám quân còn có ngọc tiêu giao mạng của bào đệ ta không có dễ lấy như vậy đâu thân ảnh trẻ tuổi này chắc hẳn là trúc dạ hắn bước lên một bước tốc độ nhanh đến mức thời gian cũng rút ngắn đi rất nhiều từ nơi này cũng có thể thấy được khả năng trưởng khống thần thông huyết mạch lực lượng thời gian của hắn còn cao thâm hơn cả trúc hoàng hai người hoàn toàn không cùng một cảnh giới ngay danh giới mây mù nổi lên từ phía y tài nhất tộc một nam hai nữ ba thân ảnh hiện lên trong hư không. Chính là quân tiêu giao và thần lạc, còn có tô hồng y theo chiến thần học phủ chạy tới. Mà trên người ba người bọn họ cũng có hắc mang bắn ra, hóa thành ấn ký lục mang tinh màu đen in lên bầu trời. Trong lúc nhất thời, sáu đạo ấn ký lục mang tinh hợp nhất trên vòm trời. Một vương cuối cùng cũng hiện thế rồi, còn có chúng ta, lục vương tể tụ. Quân tiêu giao nhìn xem sáu đạo ấn ký trên bầu trời, biểu tình nhẹ nhàng thoải mái, không có bất kỳ sự khẩn trương hay kiêng kỵ nào hắn sắp tiếp cận được bí mật ẩn giấu của dị vực. Đây chính là việc mà không một sinh linh tiên vực nào có thể làm được. Nếu quả thực tra ra được bí ẩn tuyệt thế gì đó, vậy đối với tiên vực mà nói, quân tiêu giao chính là thiên đại không thần. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này phải đợi đến vùng đất bất khả ngôn rồi hắn nói. Được rồi, ta muốn hỏi các ngươi một việc. Quân tiêu giao nhìn về phía hai nàng. Thần Lạc và Tô Hồng Y đều nhìn về phía quân tiêu giao. Nếu như nại lạc thực sự là ma ảm quân chủ, vậy chắc hẳn hắn cũng có quyền lợi mệnh lệnh thống trị các ngươi vậy các ngươi sẽ nghe theo ai diệt thế lục vương do ma ảm quân chủ thống lĩnh mà thần lạc và tô hồng y đều là một trong sáu vương đều bị quản chế bởi ma ảm quân chủ tô hồng y cơ hồ không chút do dự đôi đồng tử xích hồng mang theo sự trung trinh và kiên định là công tử cho hồng y sinh mạng mối hồng y là người của công tử chỉ nghe mệnh lệnh của công tử nếu ma ảm quân chủ kia dám gây bất lợi cho công tử hồng y nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn Tô Hồng Y nói, giữa huyết sắc xích đồng còn ẩn chứa sát khí nhàn nhạt. Hiển nhiên kẻ thù của quân Tiêu Giao chính là kẻ thù của nàng. Thần lạc cười rồi lạc sinh động chớp mắt một cái, sau đó nở một nụ cười quyến rũ nói, Nhất Vương Điện nói gì vậy chứ? Nono vẫn luôn hướng về Nhất Vương Điện đó nha. Huống chi đại nhân còn là vương đầu tiên, ở trước mặt quân chủ cũng chưa chắc thấp hơn đâu. Hiển nhiên thần lạc không thể trung tâm như Tô Hồng Y, thậm chí nguyện ý đánh đổi mạng sống vì quân Tiêu Giao nàng đối với quân tiêu dao chỉ là mang lòng cảm ơn và ái mộ mà thôi thậm chí trong đó còn có một chút tham luyến thân thể quân tiêu dao quân tiêu dao cũng không để tâm cười cười nói tốt lắm vậy chúng ta cùng đi gặp mặt đi thân ảnh ba người trực tiếp phá mở hư không đi về phía nơi phát ra hắc ám lục mang tinh thì ra là phương hướng tới khu sương mù gợn sóng nổi lên từ phía loạn ma hải không chỉ loạn ma hải ngay cả thập đại châu ở dị vực bên này cũng có thể thấy sáu đạo ấn ký lục mang tính hắc ám trên bầu trời. Diệt Thế Lục Vương tể tụ rồi. Rất nhiều đại nhân vật và tồn tại cổ xưa đều đang cảm thán. Có lẽ tạm thời Lục Vương hiện tại còn chưa trưởng thành, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Lục Vương sẽ trưởng thành thành Hắc Ám Bất Diệt Chi Vương của Diệt Thế, đến lúc đó chính là đại tai kiếp của tiên vực. Minh Hà Đại Châu, địa đạo sâu nhất trong Chiến Thần Học Phủ. Đây là nơi mọi người trong học phủ không được đặt chân đến, bởi vì người đang bế quan tại nơi đây chính là cổ lão vô thượng của chiến thần học phủ, thần Ngao Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà giờ khắc này, tại một nơi động thiên phúc địa dưới lòng đất, một vị lão giả thân đeo mai rùa, mái tóc hơi bạc trắng đi tới chỗ sâu bên trong động thiên phúc địa. Lão giả thoạt nhìn không có gì lạ, không có bất kỳ khí tức gì, thậm chí còn có cảm giác lọng khọm ốm yếu. E rằng chẳng ai nghĩ rằng, vị lão giả tướng mạo xấu xí này lại là thần ngao vương danh chấn dị vực của chiến thần học phủ. Mà giờ khắc này, thần Ngao Vương nhìn vào chỗ sâu bên trong động thiên phúc địa. Nơi đó có một mảnh khí cơ mù mịt bao phủ, cắt đứt tất cả thần niệm dò xét. Thậm chí ngay cả nhân quả cũng bị che giấu. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một đạo bạch y thân ảnh mơ hồ, lặng lặng ngồi xếp bằng, ở bên trong. Trong mảnh mù mịt nổi lên một cỗ uy áp chư thiên, khí tức khủng bố chấn động chấn áp chư thế. Tựa như tiềm long tại uyên. Đại nhân, lục vương đều đã hiện thế hẳn là phải đi đến vùng đất không thể nói thần ngao vương khẽ chắp tay về phía sâu bên trong cỗ khí cơ mù mịt kia nếu để người khác thấy được một màn này chắc chắn sẽ hoảng sợ đến mức làn da bạo tạc một vị bất diệt chi vương tiếng tăm lừng lẫy của dị vực có thể xưng là một vị tồn tại thần bí làm đại nhân đây quả thực là một chuyện khiến người khác không thể tin được toàn bộ loạn ma hải thậm chí cả dị vực đều bởi vì chuyện lục vương mà dậy lên sóng lớn bên tiên vực cũng có động tĩnh có người phát hiện dường như quân gia vẫn luôn thận trọng ổn định cũng bắt đầu âm thầm hành động một vài chuẩn đế cổ tổ của quân gia giải rác ở các cổ địa thậm chí là cấm địa bắt đầu hội tụ lại một vài đội ngũ của quân gia cũng đang tập kết điều này khiến cho rất nhiều thế lực bất diệt cực kỳ kinh ngạc phải biết rằng lúc tiên vực giao phong với dị vực trước kia tuy quân gia cũng xuất lực nhưng đúng ra mà nói bị vây trong trạng thái bàng quang nên cũng không thể động viên tận tình có người cho rằng cho dù tiên vực thực sự bị công phá thì đoán chừng quân gia cũng có thể tự tạo thành thế giới riêng bình yên vô sự vốn dĩ quân gia cũng không có suất toàn lực thế nhưng bây giờ thấy quân gia động viên khiến rất nhiều người phải ngạc nhiên mặt trời mọc từ phía tây rồi sao có một lão ngoan đồng của thái cổ hoàng tộc khẽ thầm thì nhìn xem quân gia có tính toán gì không có điều cảm giác này cảm thấy dường như ý đồ của quân gia không đơn giản như vậy chẳng lẽ đang mưu đồ đại sự gì đó bên vô thượng tiên đình cũng có trí cường giả đang suy tư nhưng cho dù thế nào, mọi người tiên vực cũng mơ hồ có dự cảm. Dường như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Sự kiện kia có thể thay đổi hoàn toàn cục diện đại chiến của hai giới. Dị vực, loạn ma hải. Ba thân ảnh nhanh chóng chạy tới trong hư không. Chính là ba người quân tiêu giao. Quân tiêu giao nhàn nhã chắp tay. Hắn khống chế côn bằng cực nhanh, lại có không thư. Nếu không tận lực thả chậm tốc độ thì e là thần lạc và tô hồng y, không thể nào đuổi kịp bước chân hắn. Chắc cũng sắp đến rồi quân tiêu giao nhìn về phía xa xa khu vực kia hẳn là khu sương mù tại nơi giao giữa loạn ma hải và vùng đất bất khả ngôn thần lạc nói nói như vậy thì đó hẳn là vương cuối cùng chẳng lẽ là sinh linh đế tộc cuối cùng đi ra từ vùng đất bất khả ngôn quân tiêu giao suy đoán rất có thể thần lạc khẽ gật đầu đế tộc cuối cùng người thần bí nhất dị vực thế lực xưa nhất địa vị ngang bằng với các thế lực bất diệt đứng đầu như quân gia tại tiên vực tiên đình và địa phủ có thể nói dị vực cường đại như vậy còn có tính xâm lược không thể thiếu được công lao đế tộc cuối cùng ở trong đó thú vị ngược lại muốn gặp nhân vật thiên kiêu như đế tộc cuối cùng quân tiêu giao tùy ý cười nói không chút căng thẳng thần lạc cũng hết chỗ nói rồi sinh linh đế tộc cuối cùng cho dù là nàng đụng phải thì trong cũng sẽ có một tia thấp thỏm bởi vì từng nghe đồn dường như mấy đế tộc cuối cùng cổ xưa nhất kia có quan hệ rất lớn tới tai họa cuối cùng đương nhiên những cấm kỵ thuộc về dị vực này cho dù là thần lạc cũng không thể tra xét được quá nhiều. Mà đúng lúc này, quân tiêu dao bỗng dừng chân, hất ống tay áo lên, nói, lùi ra phía sau. Hai nàng tô hồng y và thần lạc bị chấn động đến mức phải lui ra phía sau. Trong thoáng chốc, quân tiêu dao cũng cảm giác thời gian của một mảng tu vi bản thân dường như, đình chỉ lưu động. Đột nhiên không gian phía trước lộ ra một khe hở. Một thân ảnh trực tiếp chấn áp về phía quân tiêu dao Trúc cửu âm nhất mạch. Quân tiêu dao mâu quang chợt lóe, thân thể chấn động, hỗn độn khí giống như núi lửa phun trào mà mãnh liệt cuộn trào ra từ cơ thể hắn hỗn độn lực cùng là một loại thuộc tính lực lượng trí cao cũng không kém bao nhiêu so với lực lượng thời gian hầu như trong phút chốc thân thể quân tiêu dao đã khôi phục lại tự do sau đó hắn cũng dương năm ngón tay đánh tới thân ảnh đó a à, hiển nhiên thân ảnh kia thoáng kinh ngạc trong nháy mắt không ngờ tới quân tiêu dao lại phá mở giam cầm dễ dàng như thế sau đó hao người giao lưu quyền phong ầm um, một kích va chạm như bình địa kinh lôi Phù văn hiện lên, xung quanh dâng lên sóng lớn vạn trượng. Toàn bộ mặt biển đều bị áp lực va chạm này làm cho sụp xuống hoàn toàn. Khụ, một tiếng khụ buồn bực vang lên, đạo thân ảnh kia nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng, cuối cùng mới dừng lại. Lúc này Quân Tiêu Dao mới thu quyền lại, nhìn về phía đại thân ảnh kia. "Chúc dạ, ngươi làm càn." Phía sau truyền đến tiếng kêu khẽ của Thần Lạc. Đạo thân ảnh kia là một vị nam tử anh tuấn trẻ tuổi, thân mặc trường bào đen, tóc đen phấp phới, mi tâm có một mảnh trúc long lân rõ ràng là một mạch đế tử của Trúc Cửu Âm, vương thứ hai, Trúc Dạ. Hỗn độn thể, danh bất hư truyền. Trúc Dạ chậm rãi giơ tay lên. Tay ra quyền của hắn vẫn khẽ run lên như khi nãy. Bên trong cẳng tay đã lan tràn đầy vết nứt. Nếu không phải nhất mạch Trúc Long có thân thể cực kỳ cường hãn, thì sau một kích đó, chắc chắn cánh tay hắn đã bị đánh nát. Ngươi chính là huynh trưởng của Trúc Hoàng, vương thứ hai, Trúc Dạ. Quân tiêu rào lên tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt hắn nhìn về phía trúc dạ lông mày khẽ nhíu lại hắn đã nhận ra tựa hồ trên người trúc dạ có một loại khí tức không tầm thường một loại khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc khí tức của thiên thư chỉ là điều khiến quân tiêu dao co mày là đó chính xác là khí tức của thiên thư rồi lại mơ hồ có chút không đúng trúc dạ không để ý đến thần lạc và tô hồng y ánh mắt nhìn thẳng về phía quân tiêu dao nghe nói trên người ngươi có hồn thư một trong cửu đại thiên thư thế nào ngươi cũng có Quân tiêu giao khẽ nhướng mày. Hắn không chỉ có hồn thư mà còn có thể thư, không thư, bảo thư, sinh thư. Đương nhiên, quân tiêu giao sẽ không ngu dốt đến mức nói ra những thứ này. Ta quả thực khá là hứng thú với người mang hồn thư. Trúc dạ nối. Ta cũng khá là hứng thú với thiên thư trên người ngươi. Nếu ta đoán không lầm thì thứ ngươi có được hẳn là thời thư, một trong cửu đại thiên thư. Giống như không thư là cực hạn không gian chi đạo. Thời thư chính là cực hạn thời gian chi đạo cái này cũng phù hợp với thần thông bản mệnh của nhất mạch trúc cửu âm cũng khó trách mới nãy quân tiêu giáo cũng cảm nhận được khả năng trưởng khống lực lượng thời gian của trúc dạ không phải là thứ mà trúc hoàng có thể so sánh ngoại trừ thiên phú thì còn có liên quan đến sự ảo diệu của thời thư mà trúc dạ lĩnh ngộ như vậy đi nếu ngươi giao hồn thư cho ra thì ta sẽ không so đo việc ngươi giết bảo đệ của ta nữa được không trúc dạ cười lạnh nói thứ đồ vật như thân tình ở trước mặt lợi ích thì chẳng đáng một đồng quân tiêu giao cũng nở nụ cười. Chìa khóa ta phối, ngươi xứng sao? Ngươi! Trong mắt trúc dạ lóe lên lãnh mang. Hắn biết quân tiêu giao là đang châm chọc hắn. Ngươi đã trêu chọc nại lạc, thế nhưng hắn lại là ma ảm quân chủ thống lĩnh lục vương. Hiện tại xem ra, ngươi cũng muốn đối địch với ta rồi. Trúc dạ hờ hứng nói. Không bàn đến việc nại lạc có thực sự là ma ảm quân chủ hay không, cho dù đúng là thì đối với ta mà nói lại tính là gì chứ? Mà ngươi lại tính là gì chứ? Quân tiêu giao ngữ khí tùy ý càng khiến đôi mắt trúc dạ rét lạnh hơn. Xem ra người cũng không có hứng thú với người mang thời thư là ta. Nếu không phải thực, lực của quân tiêu giao khiến hắn phải kiêng kỵ. Hơn nữa còn có tô hồng y và thần lạc tại bên người hắn. Trúc giã dạ đã trực tiếp cướp đoạt từ sớm rồi. Người nghĩ rằng ta không biết, thời thư kia của ngươi không phải là thời thư thực sự à. Ngữ khí quân tiêu giao mang theo vẻ châm chọc. Thân thể hắn chứa năm quyển thiên thư, đã sớm ít nhiều hiểu rõ thiên thư. Mặc dù trên người trúc dạ có khí tức của thiên thư nhưng luôn có cảm giác không giống với thiên thư thực sự. Sắc mặt Trúc Dạ khẽ biến, thế nhưng vẫn cười lạnh nói, không phải là thật thì sao? Chí ít cũng là do tổ tiên tộc ta ghi chép lại. Hơn nữa, ngươi không muốn biết tâm tích của thời thư thực sự sao? Tâm tích thật sự, ta tự khắc biết, chỉ cần. Lời quân tiêu giao còn chưa dứt đã trực tiếp che đậy một tay, cường thế trấn áp về phía Trúc Dạ. Vương thứ nhất và vương thứ hai chuẩn bị chiến đấu. Thật can đảm. Trúc dạ đứng thẳng, đáy mắt cũng hiện lên hàn mang. Dù gì hắn cũng là nhất mạch đế tử Trúc Cửu Âm, diệt thế chi vương thứ hai. Thật không ngờ quân tiêu giao lại không để hắn vào trong mắt, phẳng phất như con kiến tiện tay một cái là có thể chấn áp. Điều này khiến cho tâm tình Trúc dạ cực kỳ khó chịu. Hắn cũng xuất thủ rồi. Không thể không nói, Trúc dạ và Trúc Hoàng không tồn tại cùng một đẳng cấp. Trúc dạ đưa tay ra giữa, nắm tay ngũ chỉ, pháp lực khủng bố chấn động. Không chỉ có một đạo cách, cảm nhận được khí tức của trúc dạ thần lạc và tô hồng y cùng biến sắc số lượng pháp tắc liên quan đến chiến lực của một vị trí tôn đây cũng là lý do vì sao trí tôn sở hữu cửu đạo pháp tắc có thể được xưng là cực cảnh trí tôn mà trúc dạ vừa ra tay thì không chỉ có một loại pháp tắc chi lực chấn động càng kỳ dị hơn là hai loại pháp tắc chi lực vừa vặn lại tương phản với nhau song quyền của trúc dạ đều đã xuất hiện một quyền phát sáng mịt mờ như là thủ niết thái dương tri hạch tản mắt ra hảo quang nóng cháy không gì sánh được một quyền khác đánh ra, toàn bộ những nơi đi qua tựa như bị chấn chìm giữa màn đêm, một mảnh đen nghịt, giơ tay không thấy được năm ngón. Quang Minh pháp tắc và Hắc Ám pháp tắc, Quân Tiêu giao liếc mắt một cái liền nhìn ra, Trúc Dạ trưởng khống hai loại pháp tắc đối lập Quang Minh và Hắc Ám. Điều này khiến Quân Tiêu giao lập tức nghĩ tới truyền thuyết của Nhất Mạch Trúc Cửu Âm. Nghe đồng Trúc Cửu Âm mở mắt tức là ban ngày, nhắm mắt tức là ban đêm, cũng vừa lúc phù hợp với Quang Minh và Hắc Ám pháp tắc, mà giờ khắc này vốn là pháp tắc đối lập, ở trong tay trúc dạ lại hài hòa không gì sánh được, uy lực bội chồng chấn áp về phía quân tiêu giao. Chỉ thế thôi sao? Quân tiêu giao bình thản nói. Vẫn may trúc dạ không có ngưng tụ ra thời gian pháp tắc. Nói cách khác, dù cho là quân tiêu giao đối phó thì cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Dù sao loại đồ vật như thời gian quá huyền ảo rồi. Quân tiêu giao thôi động nhục thân pháp tắc, mỗi một tấc cốt nhục đều giống như đang giải phóng lực lượng vô cùng vô tận. Quân tiêu giao đi, chính là đạo lộ dốc hết toàn lực tuy nguyên thần lực của hắn cũng yêu nghiệt nhưng hắn vẫn ưa thích khoái cảm từng cú đấm nghiền ép ra thịt quân tiêu dao đấm ra một quyền không gian trước mắt đều bị xé thành hai mảnh như hỗn độn thần ma khai thiên tích địa khai thiên thần ma quyền ầm um. hai người đụng vào nhau pháp tắc rung động tản ra tứ phía trật tự xích thần của bầu trời vạn dặm xung quanh đều bị bẻ gãy bị toái diệt dưới loại trùng kích này ầm um. một quyền của trúc dạ bị đánh trả thân thể tê dại hắn cũng há miệng kêu lên một tiếng, tiếng long ngâm rung trời. Luận nhục thể chi lực, trong long tộc, trúc dạ cũng là tồn tại cấp cao nhất. Chú dạ thần quyền. Trúc dạ sử dụng đại thần thông của nhất mạch bọn hắn. Quyền phong đánh ra giữa, ban ngày cùng đêm tối điên đảo, âm dương hỗn loạn. Đây là một loại quyền pháp có sức công phạt cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả tinh thần của địch nhân cũng có thể hỗn loạn. Quân tiêu giao khép ngón tay lại thành kiếm, một luồng kiếm quang sáng trói phá vỡ ban ngày và đêm tối hết thảy hỗn loạn đều bị xét nứt. Đạo hoàng sắc kiếm quang sáng chói kia giống như có thể chém hết tất thảy vạn vật thế gian. Kiếm mang vạn trượng xé rách càn khôn. Đại chiến bắt đầu. Quân tiêu giao thi triển ra một vài tán thủ lĩnh ngộ ra từ chiến thần đồ lục. Các loại thần thông như chiến bia thủ, ban sơn ấn, hư không chấn. Dựa vào thực lực và kinh nghiệm chiến đấu của quân tiêu giao, cho dù là thần thông võ học bình thường nhất, thi triển ra từ trong tay hắn cũng có uy lực cực lớn, chờ nói chi là những tán thủ này bản thân nó đã ẩn chứa loại huyền ảo nào đó thứ luyện ra từ chiến thần đồ lục sao có thể tầm thường được sau vài chiêu va chạm trúc dạ bị đánh bay lần thứ hai trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi so với tưởng tượng của hắn quân tiêu dao còn mạnh hơn nhiều lân phiến giữa hai đầu chân mày của trúc dạ phóng ra quang hoa yếu ớt nhất thời một cỗ lực lượng thời gian tuôn về phía quân tiêu dao bao bọc hắn thành một vùng không gian giam cầm quân tiêu dao cũng lập tức phản ứng lại đưa tay ra giữa thi triển ra cấm tiên đệ tứ phong. Một màn quỷ dị xuất hiện. Trong phút chốc, thân ảnh hai người đều bị định trụ. Quân tiêu giao bị lực lượng thời gian định trụ. Trúc dạ bị không gian chi lực định trụ. Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi sau, thân thể quân tiêu giao chấn động, mạnh mẽ phá tan giảng buộc. Hắn nhắc lòng bàn tay lên, hỗn độn đại thủ ấn áp về phía trúc dạ. Không ổn. Trúc dạ sắc mặt chấn động. Hắn so với quân tiêu giao, chỉ chậm một cái chớp mắt. Cao thủ so chiêu, một cái chớp mắt cũng để để chí mạng ầm cả người trúc dạ đều bị hỗn độn đại thủ ấn đập vào trong biển lớn nhấc lên sóng lớn ngút trời chật chật xem ra vương thứ hai cũng không phải là đối thủ của đại nhân thần lạc cảm thán nói trúc dạ có thể nói là đỉnh cấp thiên kiêu trong loạn ma hải kết quả lại vẫn thua trong tay quân tiêu dao thế nhưng biểu tình của quân tiêu dao lại chẳng thay đổi gì hắn nhìn về phía sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi đuôi lông mày khẽ nhảy lên ùng ục ùng ục biển rộng mênh mông bắt đầu sôi trào lên từng cột nước dựng lên sừng sững. Chuyện gì xảy ra? Thần Lạc và Tô Hồng Y đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ẩm! Ở... Đúng lúc này, một đạo hỏa trụ khủng bố bỗng tuôn ra từ dưới đáy biển, thậm chí diễm quang mãnh liệt muốn đốt sập cả hư không rồi. Quân Tiêu Dao nhấc lòng bàn tay lên, hỗn độn lực hình thành một bức tường ngăn trở ngọn lửa công kích. Thân ảnh trúc dạ vọt ra khỏi mặt nước. Lúc này, mặc dù hắn có chút chật vật, khóe miệng ho ra máu, thế nhưng trong tay cũng xuất hiện một chiếc thanh đồng đăng ngọn lửa đó giống như bản thể của Trúc Long, tản mắt ra lực lượng phẳng phất có thể thiêu đốt vạn vật thế gian. Đây chắc là diệt thế cấm khí của ngươi nhỉ? Ánh mắt quân tiêu dao không chút dao động. Hắn không chút nghi ngờ, chiếc thanh đồng đăng đó có thể thiêu cạn hơn nửa loạn ma hải. a à, đây là Trúc Long đăng, xem xem ngươi có thể kháng trụ hay không? Trúc dạ thổi lửa đèn, hỏa quang ngập trời tản ra. Đó cũng không phải là ngọn lửa thông thường mà là Trúc Long chi hỏa. Tất cả vật chất, thậm chí là vô hình chi chất cũng có thể đốt cháy. Nếu không sẽ không có tư cách trở thành diệt thế cấm khí. Vậy thì thử một chút đi. Quân Tiêu Dao lật bàn tay, thần khắp chiến kích xuất hiện. Một tia tơ máu thoát ra từ trên thân giáo rồi đâm vào cánh tay Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản chém ra một kích. Hôm nay, hắn lại phối hợp thêm thần khắp chiến kích, uy lực không thể nghi ngờ. Ẩm. Ừ. Trúc Long chi hỏa có thể đốt cháy vạn vật thế gian lại bị thần khắp chiến kích đánh cho tan tác mũi nhọn sáng như tuyết chém đứt hư không thập phương chém vào đầu trúc long đăng trúc dạ quát lên chói tai lấy trúc long đăng đối kháng ầm um. trúc dạ bị đẩy lui lần thứ hai trong miệng tràn ra máu tươi quân tiêu dao không giảm thế đánh mà tiếp tục cưỡng chế mỗi một kích đều mang theo hỗn độn lực còn có lực lượng tu di thế giới mỗi một kích cũng có thể chém nát núi cao vạn trượng đáng chết trúc dạ sắc mặt trắng bệch tuy rằng hắn cũng có trưởng khống cấm khí trúc long đăng Thế nhưng lại bị quân tiêu giao đánh cho tan tác Thời thư thật sự ở đâu Quân tiêu giao đạm mạc hỏi Lấy hồn thư để đổi Trúc dạ cắn răng Vậy được thôi, trực tiếp lấy mạng ngươi Ta sống thì còn có cơ hội tìm được thời thư Ngươi chết rồi thì cái gì cũng đã mất Quân tiêu giao chảm một kích xuống dưới lần thứ hai Mũi nhọn ngập trời như muốn chia nhỏ cả hải vực ra Nhiều hòn đảo nhỏ Chia năm xẻ bảy trong nháy mắt Chìm xuống dưới đáy biển Cho dù mạnh mẽ như trúc dạ thì nhất thời cũng khó mà chịu được cỗ lực lượng khủng bố này. Thời thư hẳn là ở giới hải. Trúc dạ thực sự không chịu đựng nổi, cao giọng quát lên. Giới hải. Trong mắt quân tiêu dao lóe lên tia sắc bén. Người đang dọa ta. Quân tiêu dao vẫn đạm mạc như cũ. Mặt không chút thay đổi, tiếp tục ra tay với trúc dạ. Trúc dạ đứng thẳng, đều phải học máu, quát lớn, không có lừa ngươi, bản dập này quả thực. Do một vị trí cường giả cổ xưa sáng tác sau khi trở về, từ cuộc thăm dò giới hải, Lời này, ngược lại là thật. Trúc dạ cũng không có lừa quân tiêu giao. Cũng không phải là vì hắn thành thực. Mà là vì, cho dù quân tiêu giao, biết tung tích của thời thư thực sự cũng không thể có được thời thư. Giới hải là nơi nào chứ? Đây chính là địa phương quỷ dị nhất, khủng bố nhất chư thiên vạn giới. Dính dáng đến tiên vực, dị vực, hay thậm chí là một vài bí mật của vạn giới khởi nguyên, thì ngay cả vị trí cường giả cổ xưa kia của tộc hắn, trở về không bao lâu thì vẫn lạc. Trúc Dạ không tin quân tiêu giao lại có khả năng đó, có thể tìm được thư từ trong giới hải mịt mờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì thế nói rồi thì cũng không phải việc gì lớn. Thấy biểu tình của Trúc Dạ, quân tiêu giao nhíu mày. Hắn không cảm thấy Trúc Dạ đang nói dối. Việc này hơi rắc rối rồi, thời thư lại ở loại địa phương đó. Quân tiêu giao cũng có chút đau đầu. Giới hải chính là cấm địa tuyệt đối. Độ khó của chuẩn đế đô. Đây chính là nơi cấm kỵ của chư thiên vạn giới, cực kỳ quỷ dị nếu thực sự ở loại địa phương đó thì trong khoảng thời gian ngắn, quân tiêu giao cũng khó mà đi thăm dò được. Đương nhiên, về chuyện thời thư, ít nhất quân tiêu giao cũng phải được tới khi rời khỏi dị vực rồi mới tính tiếp. Hiện tại chỉ cần giải quyết chuyện trước mắt như vậy là được rồi. Trong mắt quân tiêu giao lộ ra vẻ suy tư. Như vậy càng khiến trúc dạ cảm thấy căng thẳng. Hắn biết quân tiêu giao đang nghĩ gì? Đang suy nghĩ có nên giết hắn hay không? Quân tiêu giao, người muốn tự giết lẫn nhau sao? Chúng ta là diệt thế lục vương, có thiên mệnh hủy diệt tiên vực, sao có thể tương tàn lẫn nhau? Trúc dạ có chút giả dối. Hắn quá mức tự tin vào thực lực của chính mình rồi. Nếu thực sự muốn hủy diệt tiên vực, thêm ngươi hay thiếu ngươi một người thực sự chẳng khác gì cả. Quân tiêu giao cười lạnh một tiếng. Nếu hắn thực sự là sinh linh của dị vực. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì trong tương lai cũng đủ phá hủy tiên vực rồi, không cần các vương còn lại. a, à, khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, có tiếng hư lạnh vang lên. Thanh âm thoạt nghe thật quen thuộc ánh mắt đám người quân tiêu giao và thần lạc nhàn nhạt, nhạt rời đi. Bầu trời nơi xa có một con thuyền lầu hiện lên trong hư không. Hai thân ảnh cầm đầu trên bong thuyền. Hai thân ảnh này đều nhìn quân tiêu giao với ánh mắt lạnh như băng. Chính là Nại Lạc và Vân Tiểu Hắc. Trúc dạ đứng thẳng, đáy lòng thầm thở dài một hơi. Bởi vì thần Lạc và Tô Hồng Y đều đứng bên quân tiêu giao, nên hắn một mình cô đơn, áp lực quá. Bây giờ cuối cùng cũng có người cùng chiến tuyến xuất hiện xem ra những bại tướng dưới tay các ngươi cũng hiểu được đoàn kết rồi. Quân tiêu giao lờ đĩnh nói, đối với bại tướng dưới ta, từ trước tới nay hắn đều không để tâm đến. Con kiến cuối cùng vẫn là con kiến. Quân tiêu giao, ngươi nên sửa lại tính tình tự cao tự đại của ngươi đi. Lúc này, sắc mặt nại lạc lại chấn định. Hắn đang khoác tà thần chi giáp, cả người giống như con tà thần, được bao phủ bởi quang mang tà lực màu tím đen. Về phần tiểu hắc thì càng không cần phải nói. Hận ý của hắn đối với quân tiêu dao cho dù có dốc hết nước biển để cọ rửa thì cũng không hết được. Từng là chó nhà có tang, bây giờ lại kiên cường tới rồi. Thần lạc tùm tỉm cười nhìn nại lạc, ngữ khí nhạo báng. Bị mỹ nhân châm chọc, cho dù là bất kỳ nam nhân nào đều sẽ có cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương. Sắc mặt nại lạc khẽ trầm xuống, nói, thần lạc, có thể ngươi không biết bây giờ ta có thân phận gì. Châm biếm quân chủ của các ngươi cũng không phải là việc một thuộc hạ tốt nên làm. Quân chủ, ngươi, thần lạc khẽ nhướng đôi mày liễu, không sai. Ta, người thừa kế ta thần bát kỳ, cũng là ma ảm quân chủ thống lĩnh lục vương. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi thần phục ta. Thanh âm nại lạc mênh mông cuồn cuộn, quanh quẩn khắp thiên địa. Sóng to gió lớn nổi lên tứ phía, dường như là vì lời nói của nại lạc mà chấn động. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai. Trúc dạ cười nhạt một tiếng, đi tới bên người nại lạc. Vẫn phải cảm tạ trúc dạ huynh rồi, chỉ tiếc cho bào đệ của ngươi, đối với trúc dạ nại lạc lại không dùng ngữ khí khi đối mặt với thuộc hạ dù sao nhất mạch trúc cửu âm giao hảo với đế tộc bát kỳ hơn nữa trúc dạ đã từng ứng cứu hắn ha ha nào có sau này hy vọng quân chủ đại nhân có thể chiếu cố hơn rồi trúc dạ cũng rất tự biết thân biết phận đừng thất bây giờ nại lạc không cường đại bao nhiêu nhưng chỉ cần hắn là ma ảm quân chủ sau này chắc chắn sẽ có thực lực tự mình thống trị lục vương đây cũng là lý do vì sao hắn nhất định phải khiến trúc hoàng thân thiết với nại lạc lúc này cục diện cũng đã rất rõ ràng vương thứ hai trúc dạ vương thứ năm vân tiểu hắc đứng bên người nại lạc mà vương thứ bốn thần lạc vương thứ sáu tô hồng y đứng bên người quân tiêu giao nại lạc nhìn về phía thần lạc và tô hồng y nói các ngươi còn không mau qua đây thần phục hiện tại hai nàng này lại thần phục quân tiêu giao nếu như có thể khiến cho các nàng thần phục trong lòng nại lạc chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn dù sao đây chính là người của quân tiêu giao đó nhưng mà thần lạc biểu đôi môi đỏ mọng cố ý dùng thanh âm kinh ngạc mà nói không thể nào không thể nào ngươi sẽ không thực sự xem bản thân là ma ảm quân chủ chứ lời này tràn ngập vẻ trào phúng thần lạc cũng là một người âm dương bắt quái về phần tô hồng y thì lại càng đơn giản hơn cút một từ cút thật đơn giản đã biết đạt ra tất cả các ngươi làm càn bị hai nàng chế nhạo như vậy mặt mũi nại lạc cũng không chịu được nữa sắc mặt hắn thâm trầm trực tiếp đưa tay chấn áp về phía thần lạc và tô hồng y lực lượng lại càng mạnh hơn trước còn chưa đợi hai nàng phản ứng lại quân tiêu giao sải chân bước ra hỗn độ lực và tu di thế giới lực song song thôi động một cái tát đánh về phía nại lạc ẩm um, thanh âm lôi phong kinh thiền động địa văng lên trên mặt nại lạc hiện lên một tầng giáp chắn nhưng dù vậy thì cũng bị một cái tát của quân tiêu dao đánh nát người của ta đến phiên ngươi giáo huấn sao quân tiêu dao bạch y phấp phới sợi tóc phiêu diêu mâu quang lãnh khốc tựa kiếm trông như một tôn hỗn độn thần vương đạp lập trời cao nhất vương điện hai mắt thần lạc si mê lộ ra dáng vẻ hoa si cảm giác được sự bá đạo của quân tiêu dao hậu thuẫn thật không tệ công tử đáy mắt tô hồng y cũng toát lên sự cảm động cho dù là trúc dạ cũng mang biểu tình hơi quái lạ chuyện quái gì đang xảy ra vậy sao lại có cảm giác quân tiêu dao mới là ma ảm quân chủ cỗ bá đạo đó khiến hắn âm thầm nhíu mày ngọc tiêu giao ngươi không nên cho rằng ta vẫn là ta của trước kia nại lạc có chút không kiếm chế được nữa tuy hắn vẫn chưa thực sự có được giọt hắc huyết kia nhưng có tà thần chi giáp và truyền thừa của tà thần hắn tự nhận là đã không thua kém quân tiêu giao tà thần quyết diệt thần chi thương trong thể nội của nại lạc tuôn ra tà lực màu tím đen trong lúc đó ngưng tụ thành một cây trường thương màu tím đen ẩn chứa sự sắc bén có thể xuyên thủng thiên địa tà thần quyết đã từng là công pháp cấm kỵ của tà thần bát kỳ nếu một chiêu này do tà thần thực sự thi triển ra, thì toàn bộ loạn ma hải rộng lớn cũng phải sụp đổ. tuy nại lạc còn chưa trưởng thành nhưng uy lực một chiêu này của hắn rất cường đại. hơn nữa tà thần chi giáp tăng thuộc tính của hắn, một chiêu này khiến cả trúc dạ và vân tiểu hắc đều phải kinh hãi. bọn hắn muốn tiếp được một chiêu thì cũng rất khó khăn. bộ áo giáp kia, quân tiêu giao lập tức nhận ra, dường như bộ áo giáp kia đang tăng cường lực lượng cho nại lạc. có điều loại thủ đoạn tăng trưởng này cũng không phải chỉ mỗi người có. Quân tiêu giao âm thầm cười nhạt. Trong cơ thể, trí tôn thần huyết đang sôi trào. Trí tôn thần huyết thăng hoa từ trí tôn cốt cực cảnh cũng mang đến, cho hắn trí tôn thuật thứ tư có khả năng tăng cường lực lượng của bản thân. Trí tôn thần huyết như đang thiêu đốt. Thực lực quân tiêu giao tăng vọt trên mọi phương diện. Tay hắn cầm thần khắp chiến kích, một vòng sáng thế quang mang trói sáng lưu động ở mũi thương. Sáng thể kỷ, uy năng thần chi quang gia trì trên thần khắp chiến kích. Chiếu, quân tiêu dao đánh ra một kích, chém nát chân trời mênh mông vạn dặm, hư không tan biến, mặt biển rộng lớn bị phân thành hai. Mức tăng trưởng của trí tôn thuật thứ tư, cộng thêm sáng thể kỷ và uy lực thần chi quang. Còn có sức mạnh của chính thần khắp chiến kích. Cho dù lại là có tà thần chi giáp gia trì, còn thi triển ra một chiêu thức trí cường từ tà thần quyết. Trong cú va chạm, hắn vẫn hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Lực chấn động khủng bố quét sạch tám hướng. Diệt thần chi thương được ngưng kết ra kia trực tiếp bị thần khắp chiến kích chém nát, hóa thành đốm sáng khắp trời sau đó thế đi của mũi thương không giảm mà chém về phía nại lạc trong thoáng chốc nại lạc cũng cảm nhận được cảm giác tử vong đã tới gần hắn vội vàng thi triển ra phòng ngự chi pháp tà lực mà tím đen nhưng kết thành một lá chắn trước người hắn ầm um, thần khắp chiến kích lại chém nát lá chắn một lần nữa chỉ là uy lực cũng đã suy yếu đi một phần sau đó mũi thương nặng nề chém lên tà thần chi giáp ánh lửa lóa mắt bùng lên thanh âm kim loại va chạm vào nhau tựa như kim qua thiết mã, lại như tiếng thiên rối luyện binh chuyển xuống, đinh đai nhức óc, rách cả màng nhĩ. Phốc, nại lạc rơi vào trùng kích, thân ảnh như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Thế nhưng thần khắp chiến kích cũng không có chém nát được tà thần chi giáp. Tà thần chi giáp đã từng là cấm khí của tà thần bát kỳ, cũng là tồn tại cấp bậc diệt thế cấm khí, cùng một trình độ với thần khắp chiến kích, tất nhiên không thể yếu ớt như thế. Ta đã nói, Ngọc Tiêu Giao, người muốn giết ta cũng không đơn giản như thế khóe miệng nại lạc nhách lên nụ cười gần. Hắn đã khoác lên tà thần chi giáp, thì có là tiểu thiên tôn cũng không làm gì được hắn. Một cái mai rùa mà thôi cũng có thể khiến ngươi tự tin đến vậy. Quân tiêu giao mặt không đổi sắc, tiếp tục ra tay. Nại lạc hoàn toàn nằm trong trạng thái bị đánh bẹp. Tuy rằng thần khấp chiến kích không thể chém vỡ tà thần chi giáp, thế nhưng lực phản chấn lại không cách nào tránh khỏi. Khiến lồng ngực nại lạc khí huyết sôi trào, rất nhiều đoạn xương sườn đã gãy, rốt cuộc dưới thế tiến công gió thổi không lọt của quân tiêu giao, thân ảnh nại lạc trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra máu tươi cùng với mảnh vụ nội tạng bị phá nát. Thân mình hắn như một quả đạn pháp ba về phía hòn đảo xa xa. Hòn đảo đó trực tiếp bị nại lạc đập nát, phân ra thành bốn năm mảnh. Đáng chết, ngọc tiêu giao. Trong mắt nại lạc phực lên đoàn tử hòa. Tuy nói là có ta thần chi giáp bảo vệ, hắn không đến mức bị quân tiêu giao giết chết. Thế nhưng với hắn mà nói, bị nghiền ép chật vật như vậy cũng không thể nào tiếp thu được ngay lúc nại lạc muốn tiếp tục thi triển cực chiêu trong tà thần quyết quyết chiến với quân tiêu giao thì một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên chư vị tạm thời ngừng tay đi nghe thấy thanh âm này ánh mắt mọi người đều nhìn qua trong sương mù xa xa một chiếc thuyền con trôi tới một cụ già đội nón lá đang nắm lấy mái chèo mà chèo thuyền một đạo thân ảnh khác là một người trả tuổi tuấn mỹ một đôi trong mắt đen nhánh không có tròng trắng thoạt nhìn có vẻ tả mị mà quỷ dị tất cả mọi người tại đó đều đang nhìn người trẻ tuổi kia, cảm nhận được một cỗ khí tức hắc ám. Xem ra người chính là một vương xuất hiện cuối cùng kia. Quân tiêu do tạm thời ngừng tay, thu hồi thần khắp chiến kích. Vương thứ nhất, người trẻ tuổi nhìn tháng qua quân tiêu giao, sau đó nhìn về phía nại là có chút chật vật ở cách đó không xa. Lẽ nào ngươi chính là ma ảm quân chủ? Người trẻ tuổi hơi nghiêng đầu, biểu tình có chút cổ quái. Hình như vị ma ảm quân chủ này bị vương đầu tiên giáo huấn hơi thảm nhị. Đúng vậy, nại lạc đáp tà lực trong cơ thể dâng lên thương thế nhanh chóng khôi phục biểu tình của hắn cũng có chút vạn vẹo thân là ma ảm quân chủ mặt mụi của hắn đã bị mất sạch được rồi như vậy thì chính thức giới thiệu một chút người trẻ tuổi cười nhạt một cái nói ta là vương thứ ba cũng là người tiếp dẫn tên là ma hầu la đến từ mai khai tộc ma hầu la nói nhất thời khiến đám người thần lạc và trúc dạ chấn động tuy bọn hắn đã đoán được từ trước nhưng khi thực sự biết được thân phận của người trẻ tuổi này vẫn khiến bọn hắn phải rung động ma khai tộc một trong những đế tộc cuối cùng của vùng đất bất khả ngôn biểu tình của thần lạc trở nên nghiêm trọng hơn một chút a à, ma khai nhất tộc quân tiêu dao vô cùng bình tĩnh đây là lần đầu tiên hắn đụng phải sinh linh của đế tộc cuối cùng thoạt nhìn ma hầu la kia rất không tồi cho dù là vị lão già trèo thuyền kia thì tu vi cũng vô cùng thâm sâu thần lạc ghé sát vào tai quân tiêu dao nói ma khai nhất tộc nghe nói khởi nguyên từ vạn ma thủy nguyên là một trong những mạch của giới ta, có liên quan mật thiến với tai ương. Vạn ma thủy nguyên, quân tiêu giao tự lẩm bẩm. Đầu tiên là tai ương cuối cùng, bây giờ lại là vạn ma thủy nguyên. Bí mật của dị vực thật đúng là không ít chút nào. Chư vị đều là đồng bào, đồng tâm hiệp lực trong tai ương, hà tất phải chế kiếm vào nhau chứ. Ma hầu la nói. Nại lạc hắng giọng nói, chỉ là có người chẳng phân biệt được tôn ti mà không, không biết ai mới là thống lĩnh của hắn. Bại tướng dưới tay cũng dám sủa, Quân Tiêu dao cười gằn, ngươi thực sự là ma Ảm Quân Chủ. Ma Hầu La nhìn về phía Nại Lạc, nói thật thì bộ dạng chật vật này của Nại Lạc thực sự chẳng có chút dáng vẻ của Ma Ảm Quân Chủ nào cả. Ngược lại, Quân Tiêu Giao khí tức thâm thúy như hỗn độn Thần Vương, trái ngược với Quân Chủ thực sự. Làm sao? Ngươi hoài nghi ta? Ngư khí Nại Lạc trầm xuống. Nếu không phải vì Ma Hầu La là người của Ma Khai Nhất Tộc thì e là thái độ của hắn còn kém hơn không, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao mà ảm quân chủ trong lời đồn đã bị tai ương điểm hóa, có thực lực tự mình thống lĩnh lục vương, thế nhưng ngươi, ma hầu la muốn nói lại thôi. Ngụ ý chính là nại lạc quá yếu, hoàn toàn không khiến mọi người khuất phục. Bây giờ ta còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, còn thiếu một thứ. Nại lạc hừ lạnh nói. Thứ gì? Hắc huyết. Nại lạc ánh mắt sắc bén. Hắn cũng không sợ nói ra. Bởi vì trong trí nhớ của hắn, chỉ có ma ảm quân chủ mới có tư cách luyện hóa được lực lượng màu đen. nếu như sinh linh khác tùy tiện luyện hóa, nhẹ thì rơi vào điên cuồng, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. có thể nói, dù cho một giọt hắc huyết ở trước mặt mọi người, thì cũng chỉ có nại lạc hắn mới có tư cách luyện hóa. thì ra là vậy, trong tộc của ta cũng có một đoạn ghi chép mơ hồ. ma hầu la khẽ gật đầu. về phần quân tiêu giao, đáy mắt lóe lên tia sáng, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm nhàn nhạt. nhạt xem ra điều thần lạc nói quả nhiên không sai hắc huyết mà nại lạc nói rất có thể là cùng một loại vật với thượng thương hắc huyết mà ta đã đánh dấu quân tiêu giao thẩm nghĩ trong lòng lúc này ma hầu la nói đã như vậy thì chỉ cần dung hợp hắc huyết là có thể chứng minh ngươi thực sự là ma ảm quân chủ rồi hơn nữa còn có thể có được lực lượng thống trị lục vương đó là đương nhiên chỉ là ngươi nói vậy tức là trong mắt nại lạc lóe lên tinh mang không sai ta thực sự biết được tại vùng đất bất khả ngôn nơi đó có hắc huyết tồn tại một câu nói của ma hầu la khiến hô hấp của nại lạc cũng trở nên rồn rập tà lực màu tím bắt đầu khởi động trong mắt ở nơi nào hắn có chút không thể chờ đợi được chớ có nóng vội trước tiên ta mang bọn ngươi đi qua khu sương mù này tới vùng đất bất khả ngôn đã dù sao lục vương chúng ta còn phải cùng nhau đi vào chỗ sâu trong vùng đất bất khả ngôn thậm chí có khả năng nhìn thấy tai ương vĩ đại ma hầu la nói tới đây trong mắt toát lên một vẻ cuồng nhiệt và thành kính cánh cửa lớn sâu trong vùng đất bất khả ngôn, cần lục vương thôi động sáu kiện diệt thế cấm khí mới có thể mở ra. Đã, không biết bao nhiêu kỷ nguyên không có ai mở nó ra. Tại kỷ nguyên này, bọn hắn có thể thấy được tai ương cuối cùng thực sự. Mà nại lạc cũng lộ ra vẻ không thể chờ đợi được nữa. Hắn ngược lại nhìn về phía quân tiêu giao, sắc mặt hiện ra vẻ khoái trá. Ngọc tiêu giao, những ngày an nhàn của ngươi cũng không còn nhiều, chờ ta có được hắc huyết, đến lúc đó. Nại lạc cười, ý cười lạnh lẽo, quân tiêu dao lại nhàn nhạt, nhạt lắc đầu trong lòng hắn đã bắt đầu mặc nghiệm cho nại lạc mời chư vị lên thuyền nếu như không có ta tiếp dẫn thì khu sương mù này cũng không phải dễ dàng như vậy đâu ma hầu la khẽ cười cười sáu người quân tiêu dao thần nhạc tô hồng y nại lạc vân tiểu hắc trúc dạ cũng bước lên trên thuyền nhỏ tuy thuyền nhỏ không lớn nhưng đứng mấy người vẫn không thành vấn đề bọn họ không thể đi vào ma hầu la nhìn thoáng qua lâu thuyền mà vân tiểu hắc ngồi phía trên có một ít sinh linh của bất hủ đế tộc. Chỉ là những sinh linh này ở bên ngoài cao cao tại thượng, ở trước mặt ma hầu la của bộ tộc ma thủy lại không dám có chút khinh thường. Những kẻ này vốn đến để bảo vệ Vân Tiểu Hắc, nhưng bây giờ không cần. Bọn họ đều chắp tay rời đi, biết hiện tại quân tiêu giao không thể ra tay với gã. Nếu như quân tiêu giao ra tay thì ma hầu la sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Dù sao mở đại môn vùng đất bất khả ngôn, cần phải 6 người bọn họ đồng loạt ra tay mới được. Sau khi mọi người lên thuyền, vị lão giả đầu đội đấu lạp kia cũng bắt đầu cầm mái trèo lên trèo thuyền một chiếc thuyền nhỏ bắt đầu tiến vào khu sương mù xung quanh sương mù xám mênh mông quân tiêu dao cảm giác được trong sương mù xám còn có một ít vật chất hắc ám tồn tại về thứ vật chất này quân tiêu dao rất quen thuộc từ bí tàng nguyên thiên trí tôn ban đầu bắt đầu liên tục tiếp xúc qua loại vật chất này với sinh linh tiên vực mà nói có uy hiếp rất lớn nếu như không chống đỡ được thì sẽ rơi vào điên cuồng nhưng với sinh linh dị vực lại vô hiệu bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có loại vật chất này đây cũng là nguyên nhân sinh linh dị vực dưới điều kiện cấp bậc ngang nhau mạnh hơn sinh linh tiên vực ách họa trung cực ta nhất định phải biết rõ ngươi đến cùng là thứ gì quân tiêu dao nghĩ thầm lúc này hắn đã nhận ra một ánh mắt là ma hầu la đang nhìn chằm chằm vào hắn sao vậy quân tiêu dao cười nhạt một tiếng không có gì chẳng qua là cảm thấy đệ nhất vương ngươi có vẻ như hơi mạnh quá mức. Ma Hầu La cũng cười. Đã như vậy, ta đây liền coi như tiếp nhận nhận khen ngợi này của ngươi. Phong thái quân tiêu ra bình thản tự nhiên. Có vận mệnh hư vô, còn có che đậy của thâu thiên hoán nhật đại pháp, hắn tin tưởng mình sẽ không dễ dàng bị nhìn ra manh mối. Đúng rồi, vị trí máu đen theo như lời ngươi nói, đến cùng nằm ở đâu? Nại là có chút gấp không kịp chờ. Ma Hầu La đáp, Minh Hà, hẳn là biết chứ. Tất cả mọi người đều gật nhẹ đầu thân là dòng sông bắt ngang địa giới mười châu lớn ta hướng chảy cuối cùng chính là vùng đất bất khả ngôn nghe đồn ở nơi cuối cùng ấy có một giọt máu đen truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lời của ma hầu la khiến người giật mình chẳng lẽ nói vật chất hắc ám ẩn chứa ở trong minh hà đều là thần nhạc lập tức nghĩ tới đúng vậy đều là bắt nguồn từ một giọt máu đen kia ma hầu la nói hít đám người trúc dạ đều bị dọa sợ. Minh Hà, rộng lớn nhường nào, bắt ngang người châu lớn. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là lực lượng của một giọt máu đen kia, lại khiến cho cả sông đều tràn ngập sức mạnh vật chất hắc ám. Đây đủ để đại biểu giọt máu kia, lớn mạnh đến trình độ nào. Về phần quân tiêu giao, trong mắt lại càng hiện lên một chút vẻ suy tư. Hắn nghĩ tới một cái thuyết âm mưu. Nếu như giọt máu đen đó bắt nguồn từ ách họa trung cực, sau đó mượn dùng một giọt máu đen, đắp nạn minh hà, bắt ngang 10 châu lớn thì có thể ở trong thời gian rất nhanh, lây nhiễm cho sinh linh dị vực, khiến trong cơ thể bọn họ đều có vật chất hắc ám. Nếu như nói âm mưu này ra ngoài, tuyệt đối sẽ phá vỡ tưởng tượng của sinh linh dị vực. Đương nhiên, quân tiêu giao không có khả năng nói ra. Nếu bây giờ hắn đưa ra chất vấn, nhất định sẽ khiến cho ma hầu la nghi ngờ. Dù sao ma hầu la chính là tín đồ thành kính của ách họa trung cực. Hay là nói, cả bộ tộc ma thủy đều là tín đồ của ách họa trung cực. Ngoài ra, quân tiêu giao còn nghĩ tới một điểm khác. Minh Hà xác thực rất quan trọng với Lạc Tương Linh. Hắn nghĩ, ở cuối Minh Hà, phải chăng có một thứ gì đó có thể giúp cho Lạc Tương Linh lột xác đột phá, vậy thì không thể tốt hơn. Có điều, nếu như thật sự giống như lời ngươi nói, giọt máu đen kia có lực lượng mạnh như thế, vì sao chưa từng có bất hủ giả đi cướp? Nại Lạc nhíu mày hỏi, sự cường đại của máu đen, không thể nghi ngờ. Cho dù là bất hủ vương cũng động tâm không thôi ma hầu la nghe vậy lắc đầu nói ở cuối minh hà có một cái cổ trận giọt máu đen đó có lẽ là ở trong trận cái cổ trận ấy cũng không mạnh bao nhiêu chỉ là nghe đồn có quan hệ với ách họa vĩ đại cho nên không ai dám vượt qua nửa bước nếu như ngươi đúng là quân chủ ma ảm mà ách họa vĩ đại khâm điểm có lẽ giọt máu đen kia sẽ tự động sinh ra cộng minh với ngươi ma hầu la lên tiếng giải thích thì ra là thế nại lạc nghe vậy càng yên tâm hơn cứ như vậy, càng không kẻ nào có thể tranh đoạt giọt máu đen kia với hắn ta. Bởi vì hắn ta mới là quân chủ duy nhất. Quân tiêu giao ở bên cạnh im lặng lắng nghe, trong mắt lóe lên một vệt suy tư. Đúng lúc này, mặt biển bỗng nhiên cuộn lên gợn sóng. Trong sương mù đằng trước, dường như có rất nhiều cái bóng hiện lên, như là xúc tu của bạch tuộc. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ vực sâu đáy biển hiện lên. Đó là cái gì? Đám người trúc dạ, vân tiểu hắc giật mình, cảm giác giống như là một loại động vật biển cổ xưa kinh khủng nào đó không cần lo lắng ma hầu la ngược lại không hề cảm thấy ngạc nhiên làm càn lão già trèo thuyền đầu đội đấu lạp quát lớn một tiếng một cỗ uy áp khủng bố đổ úp xuống tới bao phủ toàn bộ hải vực tạo hóa thần tôn cảm giác được cỗ khí tức gần như khiến người ta hít thở không thông này đám người trúc dạ vân tiểu hắc trên thuyền nhỏ đều cảm giác hít thở trì trệ thân thể không nhịn được lùi lại duy chỉ có mỗi quân tiêu dao sừng sững bất động thần nhạc và tô hồng y dựa ở sau lưng hắn không hổ là trung cực đế tộc. Quân tiêu giao mỉm cười. Ngay cả một vị lão già trèo thuyền mà cũng có tu vi cấp thần tôn. Kha lão là tiền bối chuyên môn tiếp dẫn, có ông ấy ở đây thì chúng ta không cần phải lo lắng. Ma hầu la mỉm cười. Dọc đường kế tiếp, mặc dù có rất nhiều cấm khu, tuyệt địa, còn có các loại động vật biển kinh khủng. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Kha Lão, vẫn luôn bị giật mình nhưng không nguy hiểm. Mấy ngày trôi qua, sương mù đằng trước rốt cuộc tán đi. Tầm mắt sáng tỏ thông suốt, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, đều hít thở trì trệ. Đó là một khối đại lục hắc ám vô cùng to lớn, tản ra một loại khí tức tĩnh mịch. Nhưng loại tĩnh mịch này cũng không phải là loại tĩnh mịch mất hết sinh cơ kia. Hoàn cảnh này, với những sinh linh trung cực đế tộc này mà nói, là đất đai màu mỡ và bảo địa. Nhưng với tiên vực mà nói, hoàn toàn là vùng đất hoang vu hẻo lánh. Chư vị, hoan nghênh đến trung tâm giới ta, vùng đất bất khả ngôn. Ma hầu la mỉm cười nói quân tiêu dao khoanh tay nhìn đại lục hắc ám trước mặt hàng tỷ sinh linh tiên vực có mấy sinh linh có thể tới được nơi này chứ trong thế hệ trẻ tuổi quân tiêu dao gần như là một người đầu tiên tiếp theo đi thẳng tới cuối minh hà đi nại lạc đã gấp không kịp chờ muốn dung hợp máu đen à được thôi ma hầu la liếc mắt nhìn nại lạc một chút nại lạc ngược lại nhìn sang quân tiêu dao trên mặt lộ vẻ tươi cười yên tâm đi chờ ta thực sự trở thành quân chủ ma ảm rồi cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì còn phải nhờ vào ngươi mở đại môn ra, nhưng ta sẽ cho ngươi hiểu rõ, cái gì là đạo tôn ti. Nại Lạc dường như đã sắp thấy được dáng vẻ quân tiêu giao, chật vật như chó ở dưới chân hắn ta. Quân Tiêu thậm chí còn không thèm đáp lại Nại Lạc, trực tiếp không nhìn. Hắn ta gấp gáp muốn chết như vậy, quân tiêu giao còn có thể nói được gì đây? Thấy quân tiêu giao không nhìn, đáy lòng Nại Lạc nghẹn một đám lửa, thu hồi ánh mắt âm trầm. Xỉ nhục ở trên tiệc cưới, hắn ta sẽ hướng quân tiêu giao đòi lại vậy chúng ta đi thôi. Ma Hầu La đương nhiên cũng biết, có vẻ như Nại Lạc và quân tiêu giao có khúc mắc, Chỉ là hắn cũng không tỏ thái độ đứng về bên nào. Nhưng nếu như Nại Lạc thật sự là quân chủ ma ảm, vậy hắn cũng sẽ bênh vực quân chủ ma ảm bên này. Dù sao quân chủ ma ảm chính là tồn tại mà ách họa trung cực khâm điểm. Sau đó, Ma Hầu La lập tức dẫn mọi người bước lên đại lục hắc ám. Về phần vị kha lão kia, ngược lại chưa từng theo tới, mà mái trèo chống thuyền, lần nữa biến mất ở trong sương mù quân tiêu giao chờ sáu vương cộng thêm nại lạc hết thảy bảy người ngự không mà đi ở dưới sự dẫn dắt của ma hầu la tiến về cuối minh hà phóng mắt nhìn lại vùng đất bất khả ngôn vô cùng rộng lớn trên bầu trời là vũ trụ tối đen vô tận sao trời như kim cương vỡ vụn tô điểm trong đó nơi này chính là tổ địa của trung cực đế tộc quân tiêu giao một đường sang đây ngược lại không nhìn thấy sinh linh nào thậm chí các loại yêu vật hung ác đều cực kỳ hiếm thấy trời đất một mảnh yên tĩnh Loại yên tĩnh quỷ dị này, ngược lại khiến cho người ta cảm giác trong lòng hơi sợ hãi. Nhưng mọi người ở đây đều không phải người phàm, cho nên cũng rất nhanh thích ứng. Đúng rồi, về sau chúng ta đi đến chỗ sâu bên trong vùng đất bất khả ngôn, địa điểm cụ thể là ở đâu? Trong lúc rảnh rỗi, Trúc Dạ mở miệng, hỏi thăm Ma Hầu La. Thân là sinh linh bộ tộc Ma Thủy, Ma Hầu La biết, rõ ràng nhiều hơn mấy người bọn họ rất nhiều. Ma Hầu La cũng không ngại kể ra, nói, ở chỗ sâu bên trong vùng đất bất khả ngôn có một khu vực, tên là Vô Thiên Ám Giới. Vô Thiên Ám Giới, lực chú ý của đám người, quân tiêu giao đều chuyển sang Ma Hầu La. Những tin tức này đều rất quan trọng. Đúng vậy, nếu như nói vùng đất bất khả ngôn là cổ địa của giới ta, như vậy Vô Thiên Ám Giới chính là trung tâm của vùng đất bất khả ngôn. Nghe đồn trong đó còn có cả ách họa trung cực vĩ đại. Mà sáu kiện diệt thế cấm khí sáu vương chúng ta đang sở hữu, chính là chìa khóa mở ra vô thiên ám giới. Nếu như không có chúng ta, bất luận là ai cũng không thể tiến vào vô thiên ám giới. Trong lời nói của Ma Hầu La truyền đạt tin tức rất quan trọng. Vậy ngươi có biết ách họa trung cực đến cùng là cái gì không? Thần nhạc không nhịn được hỏi dò. Ách họa trung cực rất thần bí, ngay cả bọn họ cũng hết sức tò mò. Bất hủ đế tộc bên ngoài vùng đất bất khả ngôn, khó mà tra xét được nguồn gốc của ách họa trung cực. Vậy trung cực đế tộc ở trong vùng đất bất khả ngôn nên có chút ghi chép mới đúng. Nhưng ai từng nghĩ, ma hầu la lại duỗi ngón tay ra gác lên miệng nói, suỵt không thể ngông cuồng đoán mò ách họa vĩ đại đến cùng là loại tồn tại nào ngày ấy không cách nào diễn tả cũng không ai biết ở trong tộc của ta cũng không có ghi chép quá tỉ mỉ dù sao rất nhanh chúng ta có thể gặp được rồi nhìn đến dáng vẻ mặt mày đầy cuồng nhiệt thành kính của ma hầu la thần nhạc bĩu môi thế này chẳng phải giống như cái gì cũng chưa nói sao quân tiêu dao còn đang âm thầm suy tư nói thật hắn đang lo lắng về sau nếu như thật sự tiến vào vô thiên ám giới thì nên làm cái gì bây giờ dù sao ách họa trung cực cũng không phải là tồn tại bình thường gì. So với bất hủ vương, không biết còn kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Quân tiêu giao quả thực không có bao nhiêu nắm chắc có thể lừa được ách họa trung cực. Thậm chí trước giờ hắn còn không biết ách họa trung cực rốt cuộc là cái quỷ gì. Kiểu địch trong tối ta ngoài sáng này khiến cho quân tiêu giao rơi vào cục diện bị động. Quên đi, đi một bước xem một bước, muốn ta lùi bước, là không thể nào. Đáy lòng quân tiêu giao thầm nghĩ. Đều đến đây đi, quân tiêu giao cũng không phải hạng người nhát gan lùi bước đó. Kế tiếp, bọn họ tiếp tục đi tới. Trước đó hệ thống đổi mới địa điểm đánh dấu, từng nói đánh dấu ở vùng đất bất khả ngôn, bây giờ lại không có động tĩnh gì. Quân tiêu giao biết, có thể là còn chưa có chân chính tiến vào chỗ sâu bên trong vùng đất bất khả ngôn, cũng chính là vô thiên ám giới. Ước chừng 7 ngày trôi qua, đám người quân tiêu giao mới đi đến được khu vực đầu nguồn Minh Hà. Liếc mắt nhìn lại, đằng trước có tiếng nước sông chảy xiết vang lên sương mù xám xịt dày đặc bao phủ giữa trời đất thậm chí sương mù còn muốn dày đặc hơn ở khu sương mù trước đó minh hà cuồn cuộn dâng trào vật chất hắc ám ẩn chứa trong đó hơn xa những địa phương khác phía trước chính là phần cuối minh hà chỗ này là điểm cuối cùng cũng là khởi điểm bắt nguồn ma hầu la nói tầm mắt mọi người nhìn lại một tầng ánh sáng đen nửa trong suốt bao phủ cả phiến khu vực kia chắc hẳn đó chính là cổ trận bao phủ đầu nguồn minh hà quân tiêu giao suy nghĩ nói rồi sau đó, hắn lại thấy, ở khu vực bên trong trận pháp, dường như có một viên hạt châu màu xanh lam đậm. Trong hạt châu có một giọt máu đen kịt sâu thẳm đến cực điểm. Minh Hà mênh mông cuồn cuộn, bởi vì sự thúc ép của hạt châu kia mà không ngừng trào dâng. Đó chính là nguồn gốc lực lượng của Minh Hà, Thiên Minh thần châu, thứ mà ngươi muốn, ở bên trong hạt châu kia. Ma Hầu la nói. Hô hấp của nại lạc không nhịn được bắt đầu dồn dập lên. Hắn ta có thể cảm giác được Mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều giống như đang réo gọi giọt máu kia. Ký ức cổ xưa lại lần nữa xông lên đầu. Đó là một loại cảm giác huyết mạch cùng nguồn. Nại lạc không chút nghi ngờ, nếu như bản thân mình có thể có được giọt máu kia, thì sẽ sinh ra biến đổi về chất chân chính. Đó là một loại thay đổi từ thân thể đến linh hồn, hoàn toàn thay ra đổi thịt. Lực lượng của tà thần Bát Kỳ và quân chủ ma ảm sẽ hoàn toàn được kích phát. Đến lúc đó, đừng nói một mình quân tiêu giao, hắn có tự tin đó, có thể hoàn toàn áp chế sáu vương. Trái tim nại lạc đang đập thình thịch, hắn ta chậm rãi đi tới cái cổ trận kia. Những người còn lại đều đang cẩn thận ngưng mắt nhìn. Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc không còn nghi ngờ gì nữa, nại lạc chính là quân chủ ma ảm. Hơn nữa bọn họ vừa hay cũng đứng đúng người. Ma hầu la thì lại có chút nghi ngờ. Bởi vì biểu hiện lúc trước của nại lạc, quả thực có chút bất kham, ấn tượng đầu tiên đã hạ thấp xuống. Nhưng nếu như nại lạc thật sự có thể dung hợp máu đen, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ thừa nhận địa vị quân chủ của Nại Lạc. Về phần thần nhạc thì lại rất căng thẳng, trong lòng đang cầu khẩn Nại Lạc đừng có thành công. Nếu không thì quân tiêu giao thật sự gặp phải phiền phức rồi. Từ đầu đến cuối Tô Hồng Y đều không lộ ra cảm xúc gì. Bất kể Nại Lạc có phải là quân chủ ma ảm hay không, người mà nàng vĩnh viễn trung thành, chỉ có một mình quân tiêu giao mà thôi. Mà quân tiêu giao ở trong sáu vương, biểu cảm ngược lại ung, dung thoải mái nhất, không hề cảm thấy áp lực xíu nào nhưng điều này cũng không đại biểu, quân tiêu giao chưa từng sai gì. Hắn bắt đầu lặng lẽ thôi động một giọt máu đen trời xanh ở trung tâm vũ trụ bên trong, của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỗng dưng. Trong thiên minh thần châu, máu đen liên tục yên tĩnh kia bỗng nhiên rung lên. Như là có sinh mệnh ý thức của riêng mình, bắt đầu nhúc nhích, sôi trào. Quả nhiên có phản ứng. Ánh mắt vân tiểu hắc chăm chú. Hắn quả nhiên là quân chủ ma ảm hàng thật giá thật. Trúc dạ cũng lên tiếng, trong mắt nại lạc che kín tơ máu, căng thẳng kích động đến nỗi thậm chí ngay cả hít thở cũng muốn ngưng lại. Cuối cùng, hắn ta đã đi tới biên giới cổ trận. Giọt máu đen ở trong thiên minh thần châu kia, như là sinh ra cộng minh nào đấy, vậy mà trực tiếp dừng lại bên trong hạt châu, nổ bắn về phía nại lạc. Đến đây đi, gia tăng thân ta, để cho quân chủ ma ảm, lần nữa thức tỉnh ở thế gian này. Nại lạc giang hai cánh tay ra, nghênh đón sự dung hợp của máu đen. Nhưng mà, giọt máu đen kia bắn xuyên về hướng nại lạc, sau đó, trực tiếp sượt qua bên người. Cuối cùng, lơ lửng ở trước người quân tiêu dao. Một tay quân tiêu dao thả ở sau lưng, một cái tay khác chậm rãi nâng giọt máu đen này lên, khiến cho nó lơ lửng ở lòng bàn tay. Lời nói hờ hững đến cực điểm, từ trong miệng hán truyền ra, ta không muốn trở thành quân chủ, thiên mệnh lại thêm vào người ta. Nại lạc, có thể nói ra di ngôn của ngươi được rồi. Bầu không khí giữa trời đất, xa vào trong một loại không khí tĩnh mịch hết sức quỷ dị. Mọi người đều chưa có lấy lại tinh thần, chỉ ngây ngốc nhìn giọt máu đen kia trôi lơ lửng ở trước người quân tiêu dao đây sao lại thế này trúc dạ và vân tiểu hắc hoàn toàn ngốc trệ tư duy đều bị đứt gãy hoàn toàn không cách nào lý giải được một màn trước mắt trong mắt ma hầu la cũng lộ ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên còn thần nhạc sau khi đờ đẫn nhất thời trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ bất ngờ và mừng rỡ hết mức nói thật nàng quả thực trăm triệu lần không ngờ tới vì sao trước đó quân tiêu dao lại chấn định như vậy thản nhiên như vậy khi đó nàng còn không rõ Bây giờ thì nàng đã hiểu. Bởi vì quân tiêu giao mới thật sự là quân chủ ma ảm. Về phần nại lạc, đầu óc nổ gian, trống rỗng. Sắc mặt biến thành màu xanh tím. Yết hầu tự như bị một đôi bàn tay vô hình bóp lấy, khiến cho hắn ta khó mà hít thở. Đây là có chuyện gì? Mẹ nó, đây đến cùng là chuyện gì đang xảy ra hả? Huyệt thái dương của nại lạc, từng đường từng đường gân xanh mạnh mẽ nổi lên. Không phải đã nói hắn ta là quân chủ ma ảm sao? hắn ta chính là người thừa kế của tà thần Bát Kỳ. Sao có thể như vậy, nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu rồi, ta mới là quân chủ ma ảm, ta mới thật sự là quân chủ. Nại lạc điên cuồng lắc đầu, không cách nào tin tưởng. Hết thảy những thứ này, đều giống như là một giấc mộng. Từ vừa mới bắt đầu, mộng đẹp trở thành quân chủ ma ảm. Đến bây giờ, mộng đẹp tan biến, hóa thành ác mộng. Loại tranh lệch này, nại lạc không cách nào tiếp thu được. Ngươi là quân chủ ma ảm, thế thì sao giọt máu đen này lại không chọn ngươi đây? Mặt Mày Quân Tiêu Giao hờ hững, "Nhất định là ngươi đã dùng thủ đoạn đặc thù gì đó, máu đen là của ta." Nại Lạc nổi giận gào lên, gân xanh trên cổ gồ lên. Hắn ta xông thẳng tới Quân Tiêu Giao, muốn gấp lấy máu đen. Nét mặt Quân Tiêu Giao lạnh lùng, nhấc lòng bàn tay lên, đánh ra hỗn độn đại thủ ấn, đẩy lùi Nại Lạc. Tuy lời Nại Lạc nói thật sự là lời nói thật, giọt máu đen này là sinh ra cộng minh với máu đen trời xanh ở trong cơ thể của hắn, cho nên mới rơi về phía hắn nhưng quân tiêu giao hiển nhiên không có khả năng nói ra. Không nghĩ tới không nghĩ tới nha, ta đã nói mà, quân chủ ma ảm cũng không nên yếu đến mức này mới đúng. Ma hầu la bừng tỉnh hiểu ra, suy nghĩ rõ ràng. Vì sao quân tiêu giao lại mạnh như vậy, còn lại lạc yếu như vậy? Thì ra nói cho cùng, quân tiêu giao mới thật sự là quân chủ ma ảm. Ha ha, nhất vương điện đúng là lại lần nữa khiến cho Nono ngạc nhiên mừng rỡ nha. Thần nhạc lại càng thản nhiên cười nói. Lần này nàng đã hoàn toàn yên tâm ngược lại trúc dạ và vân tiểu hắc mặt mày cực kỳ khó coi bọn họ đứng sai đội rồi chẳng những đứng sai hơn nữa còn có thù lớn với quân tiêu giao thế nhưng hắn là đệ nhất vương sao có thể là quân chủ ma ảm được trúc dạ không nhịn được lên tiếng phản bác ai nói đệ nhất vương và quân chủ ma ảm không thể là cùng một người được hả ngươi định sao thần nhạc trả lời lại một cách mỉa mai cổ họng trúc dạ nghẹn một cục thật đúng là nói không ra lời phản bác bởi vì ghi chép về quân chủ ma ảm bản thân cũng rất mơ hồ hắn còn chưa có chân chính dung hợp máu đen đâu đấy ánh mắt vân tiểu hắc gắt gao nhìn chằm chằm quân tiêu dao gã tuyệt đối không muốn nhìn thấy quân tiêu dao chính là quân chủ ma ảm để cho kẻ thù làm cấp trên dẫn đầu mình cái này ai mà chịu nổi trong mắt quân tiêu dao hiện lên một tia chế diễu lạnh lùng ngay sau đó ở giữa ánh mắt mọi người quân tiêu dao trực tiếp vỗ giọt máu đen kia vào trong cơ thể của mình ầm um, trong phút chốc một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm, tràn ngập thân thể quân tiêu giao. Quân tiêu giao cảm giác được như thể có lực lượng thủy triều vô tận bao trùm lấy mình. Mỗi một tế bào đều giống như sắp sửa bị no nổ. Máu đen, chỉ có quân chủ ma ảm chân chính mới có thể dung hợp. Quân tiêu giao biết, mình cũng không phải là quân chủ ma ảm thật. Chẳng qua là mượn dùng lực hút của máu đen trời xanh mà thôi. Nhưng cũng may quân tiêu giao là thể chất hỗn độn. Nếu như là thể chất khác, hầu như 99% đều sẽ bị no nổ ầm ầm trời đất lật úp càn khôn quay cuồng một cỗ lực hắc ám nguyên thủy không gì sánh kịp từ trong cơ thể quân tiêu giao bộc phát ra cả vòm trời đều bị bức màn đen che giấu mây đen vô tận bao phủ vùng đất bất khả ngôn cổ giao động này cũng khiến cho một ít sinh linh trung cực đế tộc của vùng đất bất khả ngôn giật mình cỗ khí tức đó có người dung hợp giọt máu kia quân chủ ma ảm quả nhiên đã xuất hiện như dự liệu kế tiếp vô thiên ám giới sắp mở ra, ách họa trung cực lại lần nữa trở về. Ngày diệt vong của tiên vực đang tới. Trong tổ địa một ít trung cực đế tộc, có tồn tại cổ xưa đang lầm bẩm thì thầm. Mà giờ khắc này, ở đầu nguồn minh hà, vân tiểu hắc đã bị khiếp sợ tột đỉnh. Gã mới vừa nói quân tiêu dao còn chưa có chân chính dung hợp máu đen, quân tiêu dao liền nhét máu đen vào trong cơ thể. Cú vào mặt này, bốc bốp vang dội. Không thể nào, nếu như không phải quân chủ ma ảm chân chính, nhẹ thì rơi vào điên cuồng ngây dại, nặng thì trực tiếp nổ tan xác mà chết. Ta không tin, ta mới là quân chủ ma ảm chân chính. Hai mắt nại lạc đỏ, y như nhỏ máu, gắt gao nhìn chầm chầm vào quân tiêu dao Hắn ta rõ ràng có ký ức cổ xưa. Bản thân hoàn toàn xác thực, chính là quân chủ ma ảm chân chính. Hắn ta không rõ vì sao quân tiêu dao lại có thể thu hút máu đen. Nhưng hắn ta tin tưởng, quân tiêu dao nhất định không thể hoàn toàn dung hợp, Hai nữ thần nhạc, Tô Hồng Y cũng có chút căng thẳng nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, "Là thật hay giả, thử một lần là biết." Ma Hầu La cũng nhìn Quân Tiêu Dao, "Nếu như có thể hoàn toàn dung hợp, thế thì Quân Tiêu Dao đương nhiên thuận lý thành chương chính là quân chủ ma ảm. Nếu như không thể dung hợp, vậy thì chỉ sợ, trong đó thật sự có mờ ám gì đấy." Mà Quân Tiêu Dao của giờ phút này, lại đang cật lực khống chế lực lượng của máu đen. Cỗ lực lượng này, xa xa vượt qua dự liệu của Quân Tiêu Dao giọt máu đen trời xanh trước đây, tuy có thể để cho quân tiêu giao tiến vào hình thức hắc ám, nhưng cho tới bây giờ hắn đúng là chưa từng chân chính sử dụng qua. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên quân tiêu giao dùng hợp máu đen, khiến cho quân tiêu giao ngoài ý muốn chính là, lực lượng của máu đen này, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so với máu đen trời xanh, hình như vẫn yếu hơn một chút. Thật giống như là máu đen sau khi pha loãng, có điều vật chất hắc ám ẩn chứa trong đó, ngược lại cùng nguồn, lực hỗn độn, lực thế giới tu di, trí tôn thần huyết thậm chí ngay cả lực bản nguyên vũ trụ trong vũ trụ bên trong, cũng bị quân tiêu giao tế ra, dùng để áp chế lực lượng máu đen. Nhưng đột nhiên, ở não hải quân tiêu giao, vị trí nguyên thần, bỗng dưng có sương mù xám phun trào đánh úp lại, muốn bao phủ ngấm dần vào nguyên thần quân tiêu giao. Chẳng lẽ đây là chân tướng vật chất hắc ám khiến cho sinh linh điên cuồng? Cảm nhận được sương mù xám kia đánh úp lại, muốn tiêm nhiễm vào nguyên thần, quân tiêu có giao phản ứng lại. Vì sao sương mù xám lại khiến cho sinh linh tiên vực rơi vào điên cuồng? thì ra là bởi vì loại sương mù xám này có lực xâm nhiễm ăn mòn nguyên thần cực mạnh nguyên thần bị ô nhiễm ăn mòn tự nhiên sẽ rơi vào điên cuồng quân tiêu dao lại càng tò mò hơn về lai lịch của máu đen và vật chất hắc ám trước mắt trong đầu hắn tam thế nguyên thần phóng ra hào quang bất tận ba tôn nguyên thần quá khứ hiện tại tương lai hiện lên như là ba tôn thần linh đang ngồi xếp bằng phóng ra ánh sáng linh hồn trói mắt nếu như tam thế nguyên thần chưa từng hoàn chỉnh thì có thể sẽ thật sự có chút phiền phức nhưng bây giờ quân tiêu dao không hề sợ hãi tam thế nguyên thần hiển hóa ở quá khứ hiện tại tương lai không sinh không diệt chẳng dơ chẳng sạch không tăng không giảm cho dù quỷ dị như vật chất hắc ám cũng không cách nào lây dính nguyên thần của quân tiêu dao lại càng không có khả năng khiến hắn rơi vào điên cuồng cùng lúc đó quân tiêu dao cũng cảm nhận được một phần lực lượng của máu đen đang tập trung hướng về hai trong mắt của hắn giống như muốn dựng dục ra một loại biến hóa lớn vừa kinh khủng lại quỷ dị nào đó. Mà ở ngoại giới, tất cả mọi người đều đang nhìn quân tiêu giao bị hắc vụ nồng đậm bao vây lấy kia. Sao lại không có động tĩnh gì chứ? Thần Nhạc hơi lo lắng. Ha ha, thấy không, đây chính là kết cục ngông cuồng dung hợp máu đen." Nại Lạc không nhịn được cười ngặt nghẽo. "Chẳng lẽ, thật sự có mờ ám." Ma Hầu La cũng có vẻ nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, trong hắc vụ như có tiếng sấm nổ cuồn cuộn, một cỗ khí tức khủng bố khôn cùng, tản mắt ra. Thình lình, hắc vụ tán đi. Bóng dáng quân tiêu giao chậm rãi hiện ra. Trong trời đất không có chút tiếng động. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng gắt gao ngưng tụ ở trên người quân tiêu giao. Quân tiêu giao của giờ phút này, khác hoàn toàn với trước đó. Mái tóc đen của hắn biến thành trắng bệnh như tuyết. Ba nghìn tóc bạc, phất phơ hư không. Một đôi tròng mắt của hắn nhắm chặt. Cả người, vóc dáng thon dài, áo mũ trắng hơn cả tuyết tựa như một pho tượng thần linh nhắm mắt. Trong thánh khiết lại mang theo một cảm giác tà mị khó nói nên lời. Loại cảm giác quỷ dị này khiến cho đáy lòng đám người nại lạc, trúc dạ, vân tiểu hắc đều hồi hộp một phen. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Nhất vương điện đã dung hợp máu đen thành công rồi sao? Thần nhạc cũng đang căng thẳng dõi theo. Khí tức của quân tiêu giao giờ phút này, sâu không lường được. Không ai biết hiện tại hắn đang bị vây ở trạng thái gì, mạnh cỡ nào. Khí tức của công tử, hơi không đúng. Tô Hồng Y luôn luôn trầm mặc ít nói với người khác, bỗng nhiên mở miệng nói. Có ý gì? Thần nhạc khó hiểu. Cảm giác, khí chất không giống, có chút không giống như là công tử. Tô Hồng Y trần chờ đáp. Không giống như là nhất vương điện, điều này sao có thể, chẳng lẽ máu đen đã ảnh hưởng tới nhất vương điện? Nét mặt thần nhạc hơi đổi. Rốt cuộc sao lại thế này, có thành công hay không? Ma Hầu La cũng hết sức tò mò. Ngay lúc tâm tư mọi người còn đang xoay chuyển trăm lần. Đôi mắt nhắm chặt của quân tiêu dao rốt cuộc chậm rãi mở ra theo đôi mắt hắn mở ra cả trời đất đều đang run rẩy vùng đất bất khả ngôn quy tắc đặc thù mặt đất vô cùng kiên cố trí tôn bình thường đều khó mà nổ nứt nhưng hiện tại mặt đất xung quanh quân tiêu dao lại đang run rẩy lún xuống hô hấp của tất cả mọi người đều dừng lại ở thời khắc này bởi vì một đôi mắt kia của quân tiêu dao trong sâu thẳm lộ ra ánh sáng tím âm u tà dị trong con người có phù văn huyền ảo hiển hóa cổ xưa thần bí thâm thúy mà lại đặc biệt lạnh băng cứ như là quân chủ ma quỷ cổ xưa quan sát sâu kiến chúng sinh đó đó là con mắt diệt vong ma hầu la nhìn đến đôi mắt tản ra ánh sáng tím âm u của quân tiêu dao biểu cảm kích động thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run lên nghe đồn khi con mắt diệt vong mở ra đó là khởi đầu của thế gian diệt vong con mắt diệt vong sẽ mang đến kết cục diệt vong cho tiên vực thuộc hạ ma hầu la tham kiến quân chủ ma ảm ma hầu la hét lớn, vô cùng kích động, trực tiếp quỳ gối với quân tiêu giao. Thiên kiêu cấm kỵ của bộ tộc ma thủy, quỳ gối với kẻ khác. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Sao có thể, hắn thật sự là quân chủ ma ảm sao? Biểu cảm trên mặt trúc dạ và vân tiểu hắc đều mạnh mẽ biến đổi, hết sức tái nhợt. Quân tiêu giao thật sự dùng hợp lực lượng máu đen. Thậm chí còn sinh ra con mắt diệt vong chỉ có quân chủ ma ảm mới có thể có. Mặc dù bọn họ cũng không rõ, nhưng mà hầu la biết, khẳng định nhiều hơn bọn họ. Thuộc hạ thần nhạc, tham kiến quân chủ ma ảm. Vẻ mặt thần nhạc cũng vô cùng kích động. Không ngờ quân tiêu giao thật sự là quân chủ ma ảm, nàng cũng quỳ gối với quân tiêu giao. Tô Hồng y tự nhiên là không cần phải nói, cũng quỳ xuống với quân tiêu giao. Không không, điều đó không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Sao ngươi có thể là quân chủ ma ảm được, ở trong đó nhất định có chỗ nào sai rồi chăng? Trên mặt này là cắt không còn chút máu cả người tựa như mất hồn, trong miệng đang nói làm nhảm. Hắn ta nghĩ mãi mà không ra, hoàn toàn nghĩ mãi không ra. Quân tiêu không để ý đến những kẻ còn lại, chậm rãi giơ tay lên. Đây là lực lượng của máu đen sao. Quả thực khiến cho người ta say mê. Khóe miệng quân tiêu dao nổi lên một nụ cười tà dị lạnh muốt. Tô Hồng Y nói, khí chất của quân tiêu dao khác hẳn với trước đó. Quả đúng là như vậy. Nếu như nói khí chất của quân tiêu dao trước đó siêu trần thoát tục tựa trích tiên. Như vậy quân tiêu dao của hiện tại lại giống như là quân chủ ma quỷ ở chỗ sâu trong địa ngục, nắm giữ sống chết vạn linh. Lạnh băng, tà mị, tuấn tú. Phẳng phất có thể khiến cho tất cả mọi người đều cam nguyện tiêu vong ở trong tay hắn, hóa thành xương khô. Đây là quân tiêu giao phiên bản ma hóa sau khi đạt được lực lượng máu đen. Xem ra kết cục đã định. Hai mắt quân tiêu giao nổi lên ánh sáng tím âm u, nhìn về phía nại lạc. Trên thực tế, vào một khắc quân tiêu giao đánh dấu máu đen trời xanh ấy, vận mệnh của nại lạc cũng đã chú định. Ta không tin, Ngọc Tiêu Giao, rốt cuộc ngươi đã vận dụng thủ đoạn gì? Ta là người thừa kế của tà thần Bát Kỳ, ta mới là quân chủ ma ảm thật. Nại lạc hét lớn, rơi vào điên cuồng. Trong mắt thậm chí còn lồi ra khỏi hốc mắt, cả gương mặt hoàn toàn vạn vẹo hết sức giữ tợn. Quân Tiêu Giao không? Thèm để ý, trong lúc lật tay, chiến kích thần khóc rơi vào trong tay. Không biết có phải do liên quan đến lực lượng máu đen gia trì hay không, ngay cả chiến kích thần khóc, mặt ngoài cũng có ánh sáng tà dị màu tím và màu máu đang lưu chuyển lưỡi kích đang run lên nhè nhẹ, nở rộ ra hàn mang trước nay chưa từng có. Một chiêu không chạm được ngươi, ta tự sát tại chỗ. Lời nói ong ong, vang vọng trời đất, càn khôn cũng nổi lên gió lốc. Ha ha, người muốn giết ta, vọng tưởng, ta có giáp tà thần, phòng ngự vô địch, ai có thể chạm được ta? Nại lạc quát lớn một tiếng, kích phát toàn bộ tiềm lực, hoàn toàn thôi động tà lực của tà thần bát kỳ bên trong cơ thể. Uy thế khủng khiếp từ trong cơ thể nại lạc bộc phát ra. Trước đó quân tiêu giao không làm gì được hắn ta bây giờ vẫn y như cũ. Hai mắt quân tiêu dao nở rộ ánh sáng tím âm u, một trong những năng lực của con mặt diệt vong, chính là tìm ra điểm yếu của tất cả tồn tại. Đúng vậy, là tất cả tồn tại. Quân tiêu dao không nói một lời, chém ra một kích. Trời đất u ám, vạn vật trầm luân. Ngân hà đảo ngược, vũ trụ phá diệt. Như là ba nghìn chư thế tan vỡ, càn khôn vạn vũ đều bắt đầu vỡ nát. Lực hắc ám ngập trời, phá vỡ trời minh mông. Chỉ có một đạo mũi nhọn sáng như tuyết, cắt qua càn khôn thiên hạ, dường như có thể chảm diệt 10 vạn chư thiên thần Phật. Một kích, rơi vào trên người nại lạc, giáp, giáp tà thần, theo tiếng động nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, nổ bắn ra bát phương, xuyên thủng hư không âm u. Thân thể nại lạc trong nháy mắt bị xé rách. Hắn ta thậm chí ngay cả cảm xúc hoảng sợ còn chưa kịp khởi lên. Thân thể đã bị xé nát trở thành hạt nguyên thủy nhất, thuộc về giữa trời đất. Yên tĩnh, yên tĩnh triệt để cả mặt đất đầu nguồn Minh Hà, chia năm xẻ bảy. Trên bầu trời, khe nứt thật lớn kéo dài hơn 10 vạn dặm, như vực trời tối đen, hiện lên bắt ngang trên không trung. Chư Vương còn lại chứng kiến một màn này, biểu cảm đều cứng lại, da dầu nổ tung. Mạnh như nại lạc, cộng thêm phòng ngự vô địch của Giáp Tà Thần, lại bị quân tiêu giao một kích chém chết. Một đống xương tàn, một bãi máu thịt cũng không có lưu lại, biến thành hạt cơ bản nhất, tan vào trời đất. Đây chính là sức mạnh của quân chủ ma ảm sao. Ma hầu la quỷ xuống, Thân thể đều đang run rẩy, cho dù hắn là sinh linh trung cực đế tộc, giờ phút này cũng lo sợ không yên. Hai người Vân Tiểu Hắc và Trúc Dạ, chân lại càng mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi phịch ở trên mặt đất. Sức lực toàn thân đều giống như bị rút sạch. Thần nhà kích động đến nỗi má lúm đồng tiền đỏ ửng, cả thân thể cũng vì hưng phấn mà run rẩy. Hai chân càng kẹp chặt hơn. Quân tiêu dao của giờ phút này, khí phách viết hoa. Công tử, Tô Hồng Y cũng có chút si mê tuy quân tiêu giao giờ phút này hoàn toàn khác hẳn khí chất trích tiên trước kia nhưng loại khí chất ma quân này cũng có một mị lực khác quân tiêu giao chậm rãi thu kích ánh mắt nhìn quét qua đám người trúc dạ và vân tiểu hắc đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào quân tiêu giao thực lực của quân tiêu giao hiện tại mạnh cỡ nào bọn họ cơ bản không dám tưởng tượng ta đến dạy cho các ngươi quân như thế nào thần như thế nào ta là quân các ngươi là thần không phục chết Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng nói nghiêm nghị khí phách, vang vọng khắp trời cao. Giờ phút này, không ai phản bác. Tô Hồng Y, thần nhạc, tất nhiên là sẽ không phản bác. Ma Hầu La từ lâu đã bị biểu hiện của quân tiêu giao chinh phục. Về phần trúc dạ và vân tiểu hắc, bây giờ cứ như hai con chuột run lẩy bẩy. Đừng nói phản kháng, ngay cả một chữ không cũng không dám thốt ra. Quân tiêu giao có thể giết nại lạc thì đương nhiên cũng có thể dễ dàng giết bọn họ thần nhạc tham kiến quân chủ tô hồng y tham kiến quân chủ ma hầu la tham kiến quân chủ hai người trúc dạ và vân tiểu hắc thấy thế biểu cảm đều giống như đớp phải con ruồi cuối cùng trúc dạ cắn chặt hàm răng quỳ gối với quân tiêu dao trúc dạ tham kiến quân chủ vân tiểu hắc thấy thế cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng bây giờ gã chỉ cầu quân tiêu dao có thể đừng giết gã vân tiểu hắc tham kiến quân chủ năm vị diệt thế vương giả chú định trở thành tồn tại đại nhân vật hiện tại tất cả đều quỳ gối với quân tiêu dao nhìn năm người quỳ gối ở trước mặt mình này biểu cảm quân tiêu dao vẫn hờ hững mặc dù vật chất hắc ám không có ăn mòn nguyên thần của quân tiêu dao khiến hắn điên cuồng nhưng quả thật đã có chút ảnh hưởng tới tâm tính của quân tiêu dao khiến hắn trở nên băng lãnh vô tình hơn coi sinh mệnh là trò chơi coi sinh linh là kiến hôi đương nhiên cái này cũng nằm trong kiểm soát của quân tiêu dao chỉ cần hắn áp chế lực lượng máu đen tự nhiên sẽ từ trạng thái ma hóa bên trong thoát ra chỉ là giọt máu đen này đã mang tới cho ta lực lượng như thế vậy nếu như dung hợp máu đen trời xanh tiến vào hình thức hắc ám thì sẽ mạnh cỡ nào đây bây giờ quân tiêu dao không hề nghi ngờ đừng nói là tiểu thiên tôn cho dù là đại thiên tôn ở trước mặt hắn đều sẽ bị tay không xé nát đây chính là lực lượng của máu đen hơn nữa hiện tại mới chỉ là dung hợp sơ bộ quân tiêu dao vẫn còn áp chế một phần lực lượng của máu đen bằng không đúng là có chút không cách nào khống chế nổi quân chủ điện hạ vậy an bài kế tiếp thế nào giọng điệu ma hầu la hơi có vẻ cẩn thận từng ly từng tí tuy rằng bối cảnh của hắn rất sâu nhưng quân chủ ma ảm có con mắt diệt vong tương lai sẽ chỉ vượt lên trên trung cực đế tộc có thể nói quân chủ ma ảm chính là trực hệ của ách họa trung cực nếu như nói bối cảnh của hắn là bộ tộc ma thủy thế thì bối cảnh của quân chủ ma ảm chính là ách họa trung cực cho nên cho dù có bối cảnh bộ tộc ma thủy thì ma hầu la cũng không dám bất kính với quân tiêu giao chút nào. Quân tiêu giao thản nhiên, không nói gì, bước thẳng vào cái cổ trận kia. Cầm thiên minh thần châu trong tay, lực lượng của Minh Hà lập tức cắt giảm hơn phân nửa. Thiên minh thần châu chính là cội nguồn của Minh Hà. Đương nhiên, Minh Hà mất đi máu đen, cũng không cách nào tiếp tục ô nhiễm dị vực. Tuy rằng dị vực đã bị vật chất hắc ám xâm nhập cốt tủy ô nhiễm. Các ngươi đi trước đi, tạm thời ta còn có việc, đến lúc đó sẽ trực tiếp đi tìm các ngươi giọng điệu quân tiêu giao lạnh như băng. Vâng, thế thì chư vị trước hết đến tộc của ta đi, đến lúc đó trực tiếp tiến về vô thiên ám giới. Ma Hầu La nói, thần nhạc và tô hồng y đều khẽ gật đầu. Về phần trúc dạ và vân tiểu hắc, lại tương đối có chút nản lòng thoái chí. Bọn họ biết mình đã hoàn toàn thất bại rồi. Thậm chí ngay cả sống chết đều bị nắm giữ ở một ý niệm của quân tiêu giao. Rất nhanh, Ma Hầu La lập tức dẫn mọi người rời đi trước. Về phần quân tiêu, lại lấy ra một cái ngọc giản, chậm rãi bóp nát. Ngọc giản này là của lạc tương linh. Nàng lo cho quân tiêu giao nên mới đưa cho hắn miếng ngọc giản này. Bất kỳ lúc nào, nếu như quân tiêu giao có nguy hiểm thì đều có thể bóp nát, nàng sẽ lập tức phát giác. Đương nhiên, bây giờ quân tiêu giao muốn mượn cái này để gọi lạc tương linh, giao thiên minh thần châu cho nàng. Thiên minh thần châu chính là cội nguồn lực lượng của Minh Hà, rất quan trọng với lạc tương linh. Lạc tương linh đã là người mình, tu vi của nàng mạnh lên một phần, đều có lợi cho quân tiêu giao ngay tại thời khắc quân tiêu dao bóp nát miếng ngọc giản kia châu lớn minh hà học phủ chiến thần ở trong một khu rừng trúc tím lạc tương linh đang tu luyện lập tức nhận được tin tức đây là chẳng lẽ tiêu dao đã xảy ra chuyện má lúm đồng tiền xinh đẹp tuyệt trần trơn bóng như mỡ của lạc tương linh lộ ra một tia khiếp sợ liên quan tới tin tức của quân tiêu dao nàng luôn liên tục chú ý trước đó nghe nói quân tiêu dao ở biển loạn ma và châu lớn bị ngạn gây xôn xao náo động một phen bây giờ quân tiêu dao bóp nát ngọc giản, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Lạc tương linh không hề trần chờ, trong lúc lách mình, thẳng phá vỡ hư không. Chuẩn bất hủ, trong một ý niệm có thể vượt ngang không gian vô tận. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, nơi Phù phong vương đang bế quan. Khí tức của lạc vương biến mất, nàng ấy đi đâu rồi? Ánh mắt Phù phong vương lộ ra một tia nghi ngờ. Trước đó, nghe được quân tiêu giao kết hôn với ngũ Mỹ Đồ Sơn, Phù phong vương đã tạm thời buông bỏ mũi nhọn nhằm vào, cho rằng quân tiêu giao không có cơ hội tiếp xúc với lạc vương kết quả chuyện tỉnh sau này đã hung hăng vào mặt phù phong vương lạc tương linh ngược lại càng thân thiết với quân tiêu giao hơn cho nên phù phong vương rất để ý tới động tĩnh của lạc tương linh chẳng lẽ lại đi tìm tên tiểu tử kia biểu cảm phù phong vương hơi khó coi hắn ta rời khỏi nơi bế quan đang chuẩn bị lặng lẽ đi theo sau lưng lạc tương linh tìm hiểu ngọn ngành mà đúng lúc này tiếng thần niệm của một giọng nói già nua truyền vào trong óc phù phong vương phù phong vương đến đây một chuyến đi giọng nói này khiến cho gương mặt phù phong vương nháy mắt lộ vẻ ngạc nhiên thần ngao vương phù phong vương sửng sốt không ngờ thần ngao vương lại triệu kiến hắn ta phải biết thần ngao vương chính là cổ lão vô thượng địa vị đứng đầu học phủ chiến thần hơn nữa thực lực cũng là một cấp mạnh nhất cho dù hắn ta là chuẩn bất hủ cũng không dám có chút chậm trễ chẳng mấy chốc phù phong vương đã đi tới trong động thiên phúc địa nơi sâu nhất dưới lòng đất học phủ vãn vui đến đây bái kiến thần ngao vương phù phong vương đang ở trước động phủ hơi chắp tay cho dù là hắn ta ở trước mặt thần ngao vương tuổi tác cực cổ cũng phải tự xưng vãn bối vào đi giọng nói thần ngao vương chuyển đến phù phong vương đi vào trong rất nhanh hắn ta lập tức nhìn thấy thần ngao vương đang ngồi xếp bằng ở chỗ sâu bên trong động phủ thần ngao vương lưng đeo mai rùa tóc mai điểm bạc đầu chán hói nhìn qua y như một lão già bình thường không có gì lạ nhưng Phù Phong Vương lại không dám chậm trễ chút nào, biết thực lực của Thần Ngao Vương sâu không thể lường. "Tiền Bối, có chuyện gì?" Phù Phong Vương hỏi. "Đi theo ta." Biểu cảm trên mặt Thần Ngao Vương không hề thay đổi, quay người đi về hướng chỗ sâu bên trong động phủ. Phù Phong Vương lộ vẻ khó hiểu, nhưng hắn ta cũng không nghi ngờ gì cả, đi theo sau lưng Thần Ngao Vương. Hai người đi tới chỗ sâu nhất của cái động Thiên Phúc địa này. Nơi đó một mảnh khí cơ mông lung, như ở bên trong hỗn độn. "Tiền Bối, đây phù phong vương vẫn như cũ không hiểu đại nhân người đã dẫn đến thần ngao vương bỗng nhiên hơi chắp tay hướng về phía chỗ sâu bên trong khí cơ mông lung kia cái gì thần ngao vương ngài phù phong vương hết sức sửng sốt điều khiến hắn ta sửng sốt không phải ở chỗ sâu trong động phủ này còn có những sinh linh khác mà là thần ngao vương lại gọi một tồn tại khác là đại nhân đây là khái niệm gì phù phong vương không cách nào nghĩ tới hoàn toàn không rõ đây là tình huống gì ầm ầm Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong khí cơ mông lung, một bàn tay to khủng khiếp xen lẫn pháp tắc thỏ ra, như là che phủ bầu trời thiên hạ, ép tới phủ phong vương. Là ai? Toàn thân phủ phong vương run rẩy, hét lên một tiếng, khí tức chuẩn bất hủ lập tức bộc phát ra. Kết quả, lại bị bàn tay to kia, một tay nắm lại, bọc ở bên trong. Đại đạo pháp tắc khủng bố hóa thành lò luyện, niêm phong phủ phong vương ở trong đó, một tia khí tức cũng phóng không ra. Đường đường chuẩn bất hủ, bị một chiêu chấn áp, nếu cảnh tượng xảy ra trong động thiên phúc địa dưới mặt đất bị người ngoài nhìn thấy, thì tuyệt đối sẽ hoảng sợ đến ra đầu tê dại. Tuy rằng so với các vô thượng cổ xưa thì Phù Phong Vương có vẻ khá trẻ tuổi, nhưng thực lực chuẩn bất hủ của ông ta lại là hàng thật giá thật. Tuy rằng không có khả năng so sánh với những chuẩn bất hủ, đứng đầu đã vượt qua 8 kiếp, thậm chí 9 kiếp, nhưng tốt xấu gì cũng là một chuẩn bất hủ đầu sỏ, sao có thể yếu được kia chứ? Nhưng hiện tại, tồn tại thần bí trong sương mù kia lại chỉ dùng một chiêu đã chấn áp Phù Phong Vương khiến ông ta không có sức phản kháng. Điều này đủ làm lòng người kinh sợ. Ẩm vang. Pháp tắc chi thủ hóa thành lò luyện đại đạo, chấn áp phù phong vương vào trong đó. Thần Ngao Vương đã sớm chuẩn bị sẵn, lập tức ngăn cách dao động ở nơi đây. Thần Ngao Vương, đây là chuyện gì? Phù phong vương quát lên trói tai, cả người chấn động pháp tắc chuẩn bất hủ, muốn phá vỡ lò luyện. Nhưng chỉ tốn công vô ích, thực lực của tồn tại thần bí kia tuyệt đối hơn xa ông ta. Trên gương mặt khô gầy của thần Ngao Vương, nặn ra một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười, ông ta thở ờ, phù phong vương thấy vậy thì trái tim đã lạnh lẽo hơn phân nửa. Ông ta lại quay qua nhìn vào sâu trong sương mù khí cơ kia và nói, không biết là vị tiền bối nào, tại hạ đã đắc tội chuyện gì. Phù phong vương rán mắt nhìn chầm chầm vào sâu trong sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng bạch y, cứ như đang ngồi xếp bằng ở giữa vũ trụ, mang theo một uy thế khủng bố như chúng thần chi vương. Điều này làm phù phong vương kinh hãi, dù sao ông ta đã trêu chọc nhân vật khủng bố như thế từ khi nào nhưng bóng dáng kia lại không nói một lời giống như phù phong vương căn bản không có tư cách nói chuyện với mình tồn tại kia không có hứng thú trò chuyện với phù phong vương trấn một chữ vô và đơn giản lại như thần dụ giống như thiên địa vạn vật đều phải vận chuyển theo mệnh lệnh của người nọ lời người đó nói chính là thần lệnh oanh một chữ vừa dứt thì lò luyện đại đạo nổ vang một thứ sức mạnh khủng bố chấn áp về hướng phù phong vương trực tiếp làm ông ta hiện hóa ra bản thể là một con thanh thiên đại bằng là yêu loại thái cổ tất nhiên thực lực của thanh thiên đại bằng là điều không thể nghi ngờ nhưng giờ phút này thanh thiên đại bằng vốn nên như diều gặp gió đánh ngang cửu thiên lại cảm thấy như biến thành chim sẻ bị nhốt trong lồng sắt trật tự thần liên vô tận ngưng tụ thành một cái vòng cổ trói chặt lên cổ thanh thiên đại bằng phù phong vương không chút nghi ngờ chỉ một suy nghĩ của kẻ thần bí cũng có thể diệt sát ông ta xin tiền bối tha mạng Phù Phong Vương kêu lớn. Không phải ông ta không có uy nghiêm của chuẩn bất hủ, mà đôi khi người có tu vi càng cao thì lại càng tiếc mạng. Dù sao cũng đã cực cực khổ khổ tu luyện đến mức này, còn chưa làm nhân thượng nhân được mấy ngày thì đã mất mạng, vậy thì ai chấp nhận cho nổi chứ? Lúc này, thần Ngao Vương đứng bên cạnh mở miệng nói, đại nhân, không có khả năng thả hắn ra nữa đúng không, vậy xử trí như thế nào? Thật lâu sau, tồn tại thần bí kia mới nói, coi như làm. Lễ gặp mặt đi, Nghe thấy lời này, thần ngao vương cũng cười khổ lắc lắc đầu. Bắt một vị chuẩn bất hủ làm lễ gặp mặt, món quà này không phải ai cũng làm ra được. Phóng mắt nhìn khắp hai giới, không có bao nhiêu người có quyết đoán này. Nhưng rất nhanh thời thế sẽ thay đổi. Thần ngao vương nghĩ thầm. Vùng đất bất khả ngôn, bên kia đầu nguồn minh hà, quân tiêu giao vẫn đang chờ đợi. Tại đây đoạn thời gian, cuối cùng hắn, cũng tạm thời áp chế sức mạnh máu đen xuống. Trung mặt chi nhãn tỏa ra ánh sáng tím thăm thẳm đã biến mất. Mái tóc bạc cũng trở lại thành tóc đen. Chỉ là dung hợp giọt máu đen này đã là đại khảo nghiệm đối với nguyên thần của ta như vậy. Nếu thật sự dung hợp thượng thương hắc huyết, tiến vào hình thức hắc ám, đến lúc đó thật sự không biết sẽ như thế nào. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Ngoài ra, nên an bài một chút chuẩn bị. Những người nguyện ý đi theo ta, sau này phải nghĩ cách đưa họ đến tiên vực. Còn tung tích của phụ thân vẫn luôn không tin tức gì, cứ làm ta cảm thấy phụ thân đang chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ đang đợi thời khắc vô thiên ám giới mở ra? nhưng là vì cái gì? Trong lòng quân tiêu giao vẫn tồn tại một ít bí ẩn, chỉ có thể chờ tiến vào vô thiên ám giới mới có thể giải quyết. Bỗng nhiên, vẻ mặt quân tiêu giao hơi thay đổi. Hư không trên minh hà phía trước bị phá vỡ, một giai nhân tuyệt lệ đạp sóng mà đến, vạt áo nàng phiêu phiêu, váy lụa mộc mạc, mái tóc dài xanh thẳm mềm mại như sóng nước. Dung nhan tinh tế vô cấu như dương chi bạch ngọc, không tìm ra được chút tì vết nào. Thật sự y như xuất thủy lạc thần trong thần thoại. Không phải lạc tương linh thì còn là người nào. Tuy rằng khu sương mù là nơi nguy hiểm, nhưng lại không có khả năng ngăn cản cường giả cấp bậc chuẩn bất hủ. Giờ phút này, trong đôi mắt thu thủy của Lạc Tương Linh hiện lên chút lo âu. Khi nhìn thấy quân tiêu giao đứng đó chờ nàng, thì tâm tình thấp thỏm vừa rồi mới tạm thời yên ổn lại. Nàng bước chân ngọc ra, lập tức xuất hiện trước người quân tiêu giao, sau đó tay ngọc sờ soạn trên người quân tiêu giao để dở trò. Tương Linh, ngươi, quân tiêu giao nhất thời không biết nói gì. Có chỗ nào thương đến sao? dù sao gặp được sự tình gì, phát sinh cái gì nguy hiểm. Lạc tương linh nhìn quét qua quân tiêu giao, sự quan tâm đã thể hiện hết ra ngoài. Không thể không nói, tuổi lớn cũng có ưu điểm của tuổi lớn, không phải chỉ quyến rũ trưởng thành, mà còn chi kỷ, biết chiếu cố người khác. Hiện tại quân tiêu giao đã rõ cái gì gọi là nữ đại tâm ôm gạch vàng. Tuy rằng tuổi của lạc tương linh và hắn không chỉ tranh lệch 3 tuổi. Yên tâm, ta không có việc gì, bảo ngươi tới đây là muốn giao cái này cho ngươi. Quân tiêu giao lấy ra thiên minh thần châu, Lạc Tương Linh lập tức cảm giác được lực hấp dẫn trí mạng của Thiên Minh Thần Châu đối với nàng. Đây là một trí bảo có thể trợ giúp nàng tu luyện. Ngươi có được bằng cách nào, còn nữa, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lạc Tương Linh dò hỏi. Tuy rằng nàng vẫn luôn hỏi thăm về chuyện của quân tiêu giao, nhưng sau khi đi vào vùng đất bất khả ngôn, thì hiển nhiên không có khả năng truyền ra tin tức gì nữa. Quân tiêu giao lựa chọn nói một chút chuyện cho Lạc Tương Linh. Nội vũ trụ còn có bí mật liên quan đến thượng thương hắc huyết, tất nhiên hắn sẽ không nói cho lạc tương linh cái gì ngươi quá xúc động biết dung hợp máu đen nguy hiểm đến mức nào không hơn nữa ngươi còn là người của tiên vực lạc tương linh nghe thấy quân tiêu dao làm chuyện nguy hiểm như vậy thì trong lòng thực không bình tĩnh quân tiêu dao biết lạc tương linh quan tâm hắn cho nên cũng không để ý lạc tương linh nhìn vẻ mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhạt của quân tiêu dao thì biết quân tiêu dao căn bản không nghe lọt lời nàng ta nói nhưng mặc dù trong tình cảnh như vậy quân tiêu dao vẫn nghĩ tới nàng còn muốn lấy được thiên minh thần châu trợ giúp nàng tu luyện đột phá. Tình cảm này đã không cần nói thêm cái gì nữa. Đường đường là lạc vương lại trực tiếp dựa vào trên người quân tiêu giao, giúp vào trong lòng hắn. Tuy rằng tu vi hiện tại của nàng cao hơn quân tiêu giao nhiều, nhưng cảm giác an toàn cũng không phải chỉ dựa vào tu vi mang đến. Quân tiêu giao dừng lại, cũng vỗ vỗ lưng ngọc của lạc tương linh. Kế tiếp, ta còn muốn đi đến vô thiên ám giới. Quân tiêu giao nói. Lạc tương linh ngước mắt, nhìn về phía quân tiêu giao, Tuy nàng ta cũng không hiểu gì về vùng đất bất khả ngôn, nhưng thân là chuẩn bất hủ, nàng cũng biết một ít bí ẩn. Vô Thiên Ám Giới là nơi nào, nàng biết rất rõ. Đối với sinh linh dị vực thì nơi này chính là cấm địa tuyệt đối, càng đừng nói Quân Tiêu Dao là người của tiên vực. Ta biết ta nói cái gì thì ngươi cũng phải đi đúng không? Lạc Tương Linh cười thật thê lương xinh đẹp. Không sai. Quân Tiêu Dao cũng cười. Yên tâm, nếu ngươi có nguy hiểm gì thì ta cũng sẽ vọt vào tìm ngươi. Lạc Tương Linh nhìn chăm chú vào quân tiêu giao. Nàng biết tính cách của quân tiêu giao sẽ không dao động vì bất cứ kẻ nào, cũng không có khả năng dao động vì nàng. Thân là nữ nhân, điều duy nhất có thể làm chính là ủng hộ. Có lẽ sẽ gặp phải ách họa trung cực trong lời đồn. Quân tiêu giao khẽ nhíu mày. Hắn không muốn Lạc Tương Linh mạo hiểm vì mình, hắn sẽ nghĩ ra cách thoát thân mà thôi. Lạc Tương Linh lại như một thiếu nữ bướng bỉnh mà lắc lắc đầu, ách họa cũng không thể làm ta và ngươi tách ra. Quân tiêu giao sửng sốt, xem ra nữ tử lạc tương linh đơn thuần thẳng thắn, thật sự đã động tình khá sâu với hắn. Được nữ tử tuyệt đại như vậy yêu say đắm, có thể nói là phúc phận mà bất cứ nam tử nào muốn cầu cũng cầu không được. Đa tạ, nhưng lần này ngươi còn có nhiệm vụ khác. Quân tiêu giao bắt đầu an bài kế hoạch kế tiếp. Về đám người thác bạt vũ và một ít người đi theo, hắn cần an bài thích đáng. Tất nhiên quân tiêu giao không có thời gian đó, cho nên chỉ có thể giao cho lạc tương linh hắn cũng tin tưởng lấy năng lực lạc tương linh thì dư sức để hoàn thành những việc này. Chính là, lạc tương linh vẫn lo lắng cho quân tiêu giao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quân tiêu giao thẩm bất đắc dĩ thở dài, sau đó lập tức ôm lấy lạc tương linh. Môi hắn tới gần vành tay trong suốt của lạc tương linh, dịu dàng mà nói, yên tâm, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ bình yên vô sự. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau trở về tiên vực. Lời nói ôn nhu này khiến thân thể lạc tương linh mềm nhũn ra ngày thường tính cách quân tiêu giao đạm mạc, rất ít có khi nào ôn nhu, nhưng khi hắn thật sự ôn nhu thì cũng rất trí mạng. Đã rõ, Lạc Tương Linh cũng không nói cái gì, chỉ lẳng lặng dựa vào vai quân tiêu giao. Sau một hồi hàn huyên, quân tiêu giao vẫn tách khỏi Lạc Tương Linh. Lạc Tương Linh bắt đầu xuống tay chuẩn bị kế hoạch kế tiếp. Nàng ta muốn đi tập hợp những người trung thành và tận tâm với quân tiêu giao, như đám người thác bạt vũ, phi tỉnh tuyết. Còn quân tiêu giao thì chuẩn bị đi đến tổ địa của nhất tộc ma thủy. Hắn điều tức ở nơi đó một hồi rồi cùng chư vương đi đến vô thiên ám giới. Một ngày sau, quân tiêu giao đi tới tổ địa của nhất tộc ma thủy. Phóng mắt nhìn lại, từng tòa cung điện hắc ám lơ lửng trên hư không, trong đó ngủ đông không ít cường đại khí tức, thậm chí còn còn có khí tức làm quân tiêu giao cảm thấy hết sức hồi hộp. Bất hủ cấp thiên tai sao? Quân tiêu giao lẩm bẩm nói loại cường giả cấm kỵ này được gọi là thiên tai, bất cứ người nào cũng có thể mang đến áp lực rất lớn cho thiên vực nếu không có trí cường giả chống đỡ thì biên quan sẽ bị phá tan. Nhưng làm quân tiêu giao thở phào nhẹ nhõm một hơi chính là, hình như những khí thức khủng bố nhất đang trong trạng thái trầm miên, vẫn chưa hoạt động. Đây là một tin tức tốt. Quân chủ điện hạ. Đại nhân. Nơi xa có mấy bóng dáng hiện thân, đó là chư vương thần nhạc, ma hầu la. Bọn họ cảm nhận được khí thức của quân tiêu giao nên tiến đến nghênh đón, thậm chí trúc dạ và vân tiểu hắc cũng căng ra đầu bước tới. Chỉ là sắc mặt của họ thực mất tự nhiên, có chút cứng đờ đương nhiên họ không muốn tới nhưng nếu không tớ thì không chừng sẽ bị nói là không tôn trọng quân chủ hiện tại bọn họ không dám đắc tội chọc giận quân tiêu giao chút nào vị này chính là ma ảm quân chủ sao thật là anh hùng xuất thiếu niên cũng có một số lão giả hiện thân khí tức của ai cũng cường đại ít nhất đều là cấp bậc huyền tôn còn có một ít cường giả thần tôn đạo tôn bọn họ đều dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía quân tiêu giao hình như muốn nhìn ra manh mối gì vẻ mặt quân tiêu giao vẫn rất bình tĩnh thong dong cho dù đối mặt với một đám cường giả thì vẫn không cao ngạo không nóng nảy không chút hoang mang không hồ là ma ảm quân chủ giống như một sức mạnh vô hình vùi lấp tất cả nhân quả của hắn vô nghĩa ma ảm quân chủ chính là trực hệ do ách họa vĩ đại khâm điểm tất nhiên không có khả năng dễ dàng bị người phanh khui ra manh mối như vậy cường giả nhất tộc ma thủy đang giao lưu họ mặc sức tưởng tượng rồi càng xác nhận quân tiêu giao chính là ma ảm quân chủ quân chủ đại nhân khi nào chúng ta xuất phát ta đã chuẩn bị sẵn chìa khóa Ma hầu la nói, cũng lấy ra cấm khí diệt thế thuộc về hắn. Rõ ràng là một bảo tháp hắc ám 9 tầng vạn ma tháp. Lúc này, sáu cấm khí diệt thế hoàn toàn tề tụ. Thần khắp chiến kích của quân tiêu diêu. Ma đao thiên khốc của thần nhạc. Đại hắc thiên chi kính của tô hồng y. Vạn ma tháp của ma hầu la. Trúc long đăng của trúc dạ. Thập vĩ diệt thiên bàn của vân tiểu hắc không vội. Mọi người điều tức trước một hồi. Sau khi hoàn toàn chuẩn bị xong lại tiến vào vô thiên ám giới. Quân tiêu giao nói. Thưa vâng, ma hầu la gật đầu tiếp theo nhất tộc ma thủy nhường bảo địa tu luyện tốt nhất cho quân tiêu giao quân tiêu giao một mình tĩnh tọa kế tiếp phải đi vào vô thiên ám giới chuyện này tuyệt đối là khảo nghiệm sinh tử đối với quân tiêu giao một tu sĩ tiên vực tiến vào vùng đất bất khả ngôn của dị vực sâu trong vô thiên ám giới tuyệt đối là hành động vĩ đại từ xưa đến nay không có bao nhiêu người đạt tới có lẽ nữ tử quỷ diện kia được tính là một người bởi vì bị ngạn hoa chi mẫu từng nói qua nữ tử quỷ diện cũng từng tiến vào vô thiên ám giới. Là thành hay bại thì phải xem chuyến này, nếu có thể thành công thì ta có thể hoàn toàn hiểu rõ bí mật của dị vực. Trận đại chiến hai giới này sẽ có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Mặt khác còn có cơ hội đánh dấu, không biết có thể đánh dấu thứ tốt gì. Quân tiêu giao vừa suy tư, vừa nội thị. Trong nội vũ trụ của hắn, sức mạnh tín ngưỡng mênh mông cuồn cuộn lớn như một mảnh tinh vực, như một mảnh biển rộng kim sắc vô biên mà ở trung tâm, tín ngưỡng chi trùng sán lạn như nắng gắt, có vô số tiếng phạn sướng và âm thanh hiến tế vang lên. Quân tiêu giao thoáng cảm giác, tín đồ của vận mệnh và sáng thế chi thần đạt tới chừng chục tỷ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn, khuếch trương lên gấp trăm lần. Đây là một tốc độ cực kỳ khủng bố. Đương nhiên cũng không thể thiếu tác dụng của công cụ truyền giáo thác bạt vũ này. Hắn thật là một quỷ tài truyền giáo. Chục tỷ tín đầu nghe thôi cũng đã thấy nhiều, mà thật ra cũng nhiều thật nếu để cường giả tây thiên giáo và cổ lan thánh giáo biết được thì nhất định sẽ đỏ mắt chục tỷ tín đồ cho dù là bọn họ muốn phát triển truyền bá cũng phải hao phí hồi lâu quân tiêu giao lại trực tiếp phát triển đến con số này ở dị vực trong khoảng thời gian không lâu lắm này cũng một phần nhờ dị vực không có thế lực tôn giáo nào nếu không muốn phát triển cũng không có khả năng thuận lợi như vậy tuy rằng chục tỷ tín đồ nhiều thật nhưng so với sinh linh nô tộc lên tới ngàn tỷ của dị vực thì cũng không tính là cái gì quân tiêu giao nghĩ thầm sức mạnh tín ngưỡng của chục tỷ tín đồ đều bị hút vào tín ngưỡng chi trùng. Quân tiêu giao có thể cảm giác được tín ngưỡng chi trùng giống như một trái tim kim sắc đang nhảy lên, trong mơ hồ hình như đang ấp ủ ra tồn tại siêu nhiên kinh thiên nào đó. Như thế có thể coi như một át chủ bài, lúc sau trở lại tiên vực cũng phải phát triển mạnh tín chúng. Quân tiêu giao đưa ra quyết định trong lòng. Ở dị vực, hắn chỉ có thể dựa vào kế hoạch mà mình bố cục. Nhưng nếu trở lại tiên vực, thì có thể mượn dùng lực ảnh hưởng của quân gia để mở rộng vận mệnh thần giáo mà đúng lúc này quân tiêu giao lại mơ hồ có một cảm giác cảm giác này đến từ thiên mộ xa xôi chẳng lẽ là trong mắt quân tiêu giao lộ ra một tia vui sướng ở thiên mộ đại châu xa xôi trong cấm địa thiên mộ vạn cổ ở một sơn cốc hắc ám có đạo âm ù ù thiên địa đang chấn động vô số đại đạo thần tắc quay chung quanh sơn cốc hắc ám đồng thời có khí huyết hùng hồn đang kích động thậm chí biến thành trường long khí huyết kim sắc cũng quay chung quanh sơn cốc trong sơn cốc quang hoa trói mắt vô tận đang dâng trào có phù văn vạn cổ lạc ấn trên hư không đồng thời đông đông tiếng động giống như đất bằng nổi sấm sét vang lên mỗi một tiếng đều như muốn chấn nát cả hư không tồn tại trong sơn cốc này rõ ràng là một nhục thân khác của quân tiêu giao cũng là thân thể căn bản hoang cổ thánh thể không hiện tại phải nói là chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai trước đó quân tiêu giao đã bày ra bố cục kinh thiên giấu giếm được cả trời xanh chẳng những thắng được ván cờ đánh với trời, mà còn thuận tiện làm ẩn mạch quân gia trở về chủ mạch. Mà cái giá duy nhất quân tiêu giao phải trả chính là thân thể tan vỡ. Cho dù là hoang cổ thánh thể cũng chịu không được. Nhưng cũng may, quân tiêu giao đánh dấu 10 lần liên tục. Hắn dung nhập khen thưởng 8 sao, đạo chi căn nguyên vào thân thể hoang cổ thánh thể, giúp nó có thể lột xác ra chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Ngoài ra, còn dung nhập Cửu Tiên nghịch mệnh đan và Tam Sinh tiên dược đánh dấu được. Có thể nói, nếu không có những đan dược và tiên dược cực phẩm đó thì nhục thân của Quân Tiêu Dao muốn khôi phục cũng phải hao phí vô số thời gian. Tuy thể chất Hỗn Độn dùng Tam Thập Tâm, phẩm Hỗn Độn thanh liên của Thanh Đế để đáp nạn ra cũng rất nghịch thiên, nhưng chỉ có nít mới lựa chọn, Quân Tiêu Dao muốn hết tất cả. Hai khối nhục thân này đều thuộc về Quân Tiêu Dao, không có phân biệt ưu khuyết, đều là bảo khu cấp nghịch thiên. Thậm chí hai bên còn có thể dung hợp chồng lên nhau. Quân Tiêu Dao căn bản khó có thể tưởng tượng sau khi dung hợp mình sẽ manh đến trình độ nào. Hiện tại trong toàn bộ sơn cốc hắc ám có đại đạo chi âm đang nổ vang. Thực hiển nhiên, rốt cuộc khối nhục thân đã ấp ủ yên lặng hồi lâu này cũng sắp hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, còn càng mạnh hơn hoang cổ thánh thể đơn thuần. Tiên vực, cử thiên tiên viện. Trong một tòa cung điện khổng lồ như thiên cung, rất nhiều lão giả tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng tại đây, họ đều là trưởng lão của cử thiên tiên viện. Trưởng lão ngồi trên thủ tọa nghiêm trang mà nói, chắc chư vị đều đã biết, phía dị vực đã có lục vương tề tụ. Nghe thấy lời này, rất nhiều trưởng lão đều biến sắc. Các ngươi nên biết lục vương tề tụ sẽ mang đến cái gì, điều đó không chỉ liên quan đến truyền thuyết tận thế lục vương diệt thế. Càng liên quan, đến đại khủng bố chân chính tự cổ trí kim chưa bao giờ được ai khám phá, của dị vực, ách họa trung cực. Lời nói của đại trưởng lão trên thủ tọa làm không khí cả cung điện căng thẳng, như muốn hít thở không thông. Không sai, tiên vực cũng biết đến sự tồn tại của ách họa trung cực nhưng chỉ giới hạn trong một ít thế hệ trước và cường giả cao tầng dù sao nếu để làm người bình thường biết được thứ này cũng không có tác dụng gì ngược lại sẽ tăng thêm khủng hoảng vậy rốt cuộc ách họa trung cực là thứ gì có trưởng lão dò hỏi không biết chỉ sợ cả dị vực cũng không rõ được nếu chúng ta biết là cái gì thì cũng không bị động như thế đại trưởng lão trên thủ tọa khẽ lắc đầu trong mắt ông ta đây là một bí mật vĩnh cửu cả dị vực cũng không biết đó là gì vậy sao phe tiên vực bọn họ có người làm rõ được chứ nhưng hình như ta nghe nói trong trận đại chiến hai giới thời cực cổ có tồn tại cấm kỵ của quân gia từng giao thủ với ách họa trung cực cũng có trưởng lão âm thầm nói khẽ chuyện này quá cổ xưa thậm chí một ít thế lực tiên đình và thái cổ hoàng tộc còn nói đó chỉ là nói ngoa thôi rốt cục chân tướng như thế nào không ai biết được cả đại trưởng lão trên thủ tọa lắc đầu chuyện này quá xa xưa thậm chí quân gia cũng chưa chắc biết rõ được hơn nữa tiên đình và các thế lực thái cổ hoàng tộc còn bác bỏ tin đồn dần già cũng không ai còn để ý, ai, đáng tiếc, trong chiến trường biên hoang trước đó không ai có thể chém chết hỗn độn thể, thậm chí còn bị hỗn độn thể kia chảm hết hơn 10 thiên kiêu chủng tử. Một trưởng lão hận sắt không thành thép, thở dài ngao ngán. Có thể nói lần rèn luyện biên hoang đó là sỉ nhục của cửu thiên tiên viện, họ hoàn toàn bị chiến thần học phủ đàn áp. Nói một cách nghiêm khắc là bị một mình quân tiêu giao đẻ đầu. Cả bắt đầu đại đế ra tay cũng không giết được hỗn độn thể kia, chỉ dựa vào những người của viện ta thì có khả năng sao? có trưởng lão cười khổ và nói. Nghĩ đến cạnh đó, sắc mặt rất nhiều trưởng lão đều ngưng trọng. Tai họa ngầm diệt thế lục vương, cộng thêm mối hiểm họa ách họa trung cực trong trận đại chiến hai giới lần này, tương lai của tiên vực thật sự tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, ngoài cửa có một vị trưởng lão xin thấy. Chuyện gì? Nhìn thấy trưởng lão kia, đại trưởng lão trên thủ tọa đạm nói. Hồi đại trưởng lão, quân gia có hành động rồi. Vị trưởng lão kia kích động nói à không phải trước đó cũng nghe nói có động tĩnh sao đại trưởng lão nhướng mày lần này thì khác quân gia không chỉ xuất động quân đội còn có rất nhiều lão tổ cổ tổ quân gia xuất hiện thậm chí còn còn có đại đế hiện thân cái gì sao có thể trong cả điện tất cả trưởng lão đều nhịn không được nói đứng lên ánh mắt đại trưởng lão run lên đến tận bây giờ tuy tiên vực và dị vực có nhiều lần cọ sát chiến đấu nhưng đều giới hạn trong quy mô nhất định đó là vì không có nhân vật đế cấp chân chính ra tay cho dù là xích kiêu vương của dị vực, bắt đầu đại đế của tiên vực trước đó, cũng chỉ xuất phát từ mục đích nào đó, mà không phải thật sự muốn toàn diện tham chiến. Nhưng hiện tại, quân gia đại đế hiện thân, chắc chắn tình huống không giống với trước đó. Không đúng, bởi vì minh ước thái cổ, tiên vực ta còn có bao nhiêu đại đế, sao quân gia còn có đế? Đại trưởng lão nói, thời đại này, đại đế rất ít hiện thân, cứ như lông phượng sừng lân. Nguyên nhân là vì minh ước thái cổ, mặc dù quân gia ẩn giấu sâu đến mấy thì có được bao nhiêu đại đế chứ là ẩn mạch ẩn mạch quân gia còn có đế trưởng lão kia nói đại trưởng lão cứng họng không biết nói gì thiếu chút nữa ông ta đã quên ẩn mạch quân gia đã trở về chủ mạch trước đó ông ta chỉ tính đến sức mạnh của chủ mạch quân gia mà thôi bên kia có trưởng lão nói đại trưởng lão lần này quân gia đại động can qua như thế chẳng lẽ là vì ngăn cản diệt thế lục vương và ách họa trung cực đại trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói hừm, cũng không phải không có khả năng này. Chuyển lệnh xuống, cửu thiên tiên viện ta cũng phải tổng động viên, lần này phải tất cả thiên kiêu tiến đến rèn luyện, đây là một lần tẩy lễ hiếm có, thậm chí có khả năng chứng kiến đế chiến. Trận đại chiến hai giới như thế này ảnh hưởng lớn hơn bất hủ chiến rất nhiều, cũng giúp thế hệ trẻ rèn luyện rất tốt. Tuân lệnh, chúng trưởng lão rời đi, chuẩn bị tổng động viên. Đại trưởng lão lại lộ ra ánh mắt suy nghĩ sâu xa và nói, rốt cuộc quân gia muốn làm gì, đại động can qua như thế chẳng lẽ thật sự muốn triển khai quyết chiến trước, làm cuộc đại chiến hai giới bùng nổ. Nói là ngăn cản ách họa, đại trưởng lão không tin. Quân gia mạnh đến mấy cũng không có khả năng đánh đến vùng đất bất khả ngôn, chuyện này căn bản không hiện thực. Những trung cực đế tộc của vùng đất bất khả ngôn cũng không phải ăn mà không làm. Đại trưởng lão tiên viện thật sự không đoán ra ý đồ của quân gia. Sau này toàn bộ cửu thiên tiên viện luôn đang tổng động viên, một mảnh xôi trào. Đám người linh diên, cổ đế tử, vũ hóa vương, long giao nhi, cơ thanh y, long cát công chúa, nhan như mộng, ngọc thiền quyên đều chuẩn bị xuất phát. Còn có một ít nhân vật cấp trùng tử mới xuất thế cũng muốn đi đến đó. Mặt khác, Khương Lạc Ly cũng muốn tham gia. Trong khoảng thời gian trước, Khương Lạc Ly đã kết thúc được rèn luyện một mình, gia nhập cửu thiên tiên viện. Hiện giờ thực lực của nàng đã khác xưa, thể chất đã lột xác. Từ nguyên linh đạo thể trở thành nguyên linh tiên thể, còn có được nguyên linh giới tàn phá, Hiện giờ thực lực của nàng có thể xếp hạng đứng đầu trong thế hệ trẻ, chỉ là so với trước kia thì Khương Lạc Ly trầm mặc hơn quá nhiều, cũng rất ít cười. Bởi vì biết được tin quân Tiêu Dao ngã xuống ở thế giới thần khư, tuy rằng trong lòng nàng không tin, nhưng chờ đợi luôn là một điều dày vò. Tính tình vốn hoạt bát nghịch ngợm của nàng ta cũng thu lại rất nhiều. Thế lực nhận được tin tức này không chỉ có Cửu Thiên Tiên viện, mà các hoang cổ thế gia, Vô Thượng Tiên đình, các thái cổ hoàng tộc, Nhất Mạch Minh Vương, Cổ Lan Thánh giáo, tây thiên giáo đều nhận được tin tức này ban đầu vì không có người dẫn đầu cho nên không thế lực bất hủ nào dám xông lên phía trước làm chim đầu đàn cả tiên đình cũng tạm thời chọn cách án binh bất động nhưng hiện tại quân gia bỗng đi đầu ra tay cả nhân vật ẩn mạch đế cấp cũng hiện thân có quân gia đứng chắn ở phía trước tất nhiên những thế lực bất hủ còn lại cũng nguyện ý theo sau có lẽ còn được chia một ly canh cho nên ai cũng sôi nổi khởi binh phụ họa có vẻ trận đại quyết chiến của hai giới đã sắp bùng nổ mà hiển nhiên động tĩnh phía tiên vực cũng không thể gạt được dị vực ở vùng đất bất khả ngôn các đại trung cực đế tộc đều nhận được tin tức phía nhất tộc ma thủy quân tiêu giao cũng nghe tin này từ chỗ của ma hầu la gia tộc cũng ra tay chẳng lẽ quân tiêu giao suy tư trong lòng nghĩ tới khả năng nào đó trong mắt hắn hiện lên một quang hoa lộng lẫy rất nhanh hắn gọi ma hầu la tới đại nhân có chuyện gì ma hầu la cung kính nói đã đến lúc rồi chuẩn bị đi đến vô thiên ám giới Quân tiêu giao vùng tay áo lên rồi ra lệnh, ánh mắt sáng rực như kiếm. "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Ma Hầu La lộ ra vẻ mặt hưng phấn đến cực điểm. Rốt cuộc cánh cửa của Vô Thiên Ám Giới cũng mở ra. Năng lực của Tiên vực quân gia cực kỳ khổng lồ, kéo một sự tác động đến toàn thân. Theo quân gia ra tay, các cấp thế lực lớn còn lại của Tiên đỉnh cũng đi theo ra tay. "Đội ngũ, cường giả trùng trùng điệp điệp tiến về biên quan phía trước." Động tĩnh như vậy, đương nhiên là đã sớm bị các đại đế tộc dị vực biết được. Trong lúc nhất thời, một đám bất hủ đế tộc dị vực cũng bắt đầu nổi lên hành động. Minh Chiếu đế tộc, Ma Cật đế tộc, An Lam đế tộc, Bộ tộc Kế Mông, Bộ tộc Họa Đẩu, Bộ tộc Huyết Ma. Những vương tộc đứng đầu bên dưới này, Bách Đại vương tộc vân vân, cũng nhao nhao có hành động. Sinh linh hai giới đều hơi căng thẳng, biết cơn bão lớn chân chính đã sắp tới giờ chót. Mà cùng lúc đó, trung cực đế tộc ở vùng đất bất khả ngôn, hiển nhiên cũng có động tác. Trong bộ tộc Ma Thủy, ngay lúc đám người quân tiêu giao chuẩn bị xuất phát tiến thẳng tới vô thiên ám giới trong một tòa cung điện tối đen ở chỗ sâu bên trong bộ tộc ma thủy có rất nhiều thần niệm khí tức cường đại đang trao đổi trong đó yếu nhất cũng là chuẩn bất hủ thậm chí ngay cả bất hủ chân chính cũng có chẳng lẽ tiên vực thật sự muốn phát động tổng tiến công sao cùng lắm là vùng vẫy dãy chết mà thôi lần này cứ để cho vương của trung cực đế tộc chúng ta ra tay đi đúng vậy mặc dù chư vị thủy tổ đều đang ở vào trạng thái ngủ say nhưng chỉ cần ách họa vĩ đại thức tỉnh chư vị thủy tổ cũng sẽ theo đó tỉnh lại mang thiên tai đến cho tiên vực một khi đã như vậy vậy chúng ta lập tức đi gặp những đại đế tiên vực đó một hồi đến cùng có bao nhiêu cân lượng những kẻ lên tiếng này đều là cường giả mạnh nhất bộ tộc ma thủy mặc giọng điệu bọn họ kiêu ngạo nhưng hoàn toàn chính xác có loại tiền vốn này dù sao trung cực đế tộc ngồi nhìn kỷ nguyên thay đổi vạn thế chìm nổi nội tình sâu đến không cách nào tưởng tượng không có gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ cho dù trời đất suy tàn vạn vật tiêu vong thì bọn họ cũng vẫn có thể trường tồn ở trong bóng tối bất hủ đây mới là sức mạnh của bọn họ truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nhưng cũng có tồn tại bất hủ giữ thái độ cẩn thận nói vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn ta luôn có cảm giác hình như hành động lần này của quân gia tiên vực có âm mưu ở trong không sai có một vị bất hủ khác đáp lời nếu như lần này là tiên đình dẫn đầu ta đây sẽ không e ngại trước đó bọn họ đã từng bị chúng ta đánh sập phân liệt thành cửu đại tiên thống nhưng quân gia không giống các người đừng quên sự kiện đã từng kinh qua ấy suỵt im lặng có bất hủ giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc đây là quá khứ đã bị vùi lấp ở trong lịch sử không ai nguyện ý vạch trần được rồi sự tình đã trở thành lịch sử cũng không cần nhắc lại lần này quân gia có thể có âm mưu gì được chứ chẳng lẽ còn định ám toán chư vương của trung cực đế tộc chúng ta sao chuẩn bị một phen sau đó đi trước tới biên hoang Tiếp theo, lặng lẽ đợi ách họa giáng lâm. Cung điện tối đen chìm vào yên lặng. Khí tức bên trong đã biến mất không thấy. Không chỉ có bộ tộc ma thủy. Những trung cực, đế tộc khác tồn tại ở vùng đất bất khả ngôn. Tất cả đều có khí tức cường đại biến mất ở tổ địa. Bọn họ phá vỡ hư không, tiến về biên hoang, muốn đánh một trận quyết đấu long trời với tiên vực. Bên này, đám người quân tiêu giao đã rời khỏi bộ tộc ma thủy. Quân tiêu giao có cảm ứng, quay đầu lại vừa nhìn, hắn phát hiện rất nhiều khí tức cường đại đã dần dần biến mất. Quả nhiên, đáy mắt quân tiêu giao hiện lên một chút vẻ suy tư. Sau đó, hắn nhìn sang ma hầu la nói, ma hầu la, ngươi hẳn là đã biết vị trí cụ thể, từ ngươi dẫn đầu đi. Dạ, ma hầu la chắp tay, vẻ mặt khó nén nổi kích động. Thế hệ tuổi trẻ trung cực đế tộc bọn họ, từ nhỏ đã chịu mưa dầm thấm đất, cực kỳ sùng bái ách họa trung cực. Bây giờ có khả năng nhìn thấy ách họa chân chính, hắn đương nhiên là kích động khó kìm nén đoàn người quân tiêu giao tiếp tục đi sâu vào vùng đất bất khả ngôn. Cả vùng đất bất khả ngôn, phạm vi rất lớn, còn lớn hơn một châu dị vực nhiều. Cho dù đám người quân tiêu giao là sấp xỉ tu vi trí tôn, muốn qua sông cũng thực khó khăn. Bởi vì càng đi sâu vào vùng đất bất khả ngôn, thì thiên địa pháp tắc lại càng kiên cố. Đến phần sau, những người khác đến nỗi tu vi trí tôn, muốn phá vỡ không gian đều rất khó khăn. Duy chỉ có mỗi quân tiêu giao vẫn như cũ có năng lực phá vỡ không gian. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắn có không thư, nắm trong tay đạo không gian cực hạn, cho dù đang ở chỗ sâu trong vùng đất bất khả ngôn này thì quân tiêu dao vẫn như cũ tới lui tự nhiên. Đương nhiên, hắn không có biểu lộ ra ngoài, giấu một tay trung quy không sai, hơn nữa biểu lộ ra thì mấy người còn lại cũng không theo kịp hắn. Ước chừng hơn 10 ngày trôi qua, đám người quân tiêu dao cuối cùng đã đi tới chỗ sâu bên trong vùng đất bất khả ngôn. Phía trước là một mảnh đất tối tăm, như là bóng tối vĩnh hằng, nhưng cũng không phải không có chút ánh sáng chỉ là rất u ám, sương mù màu xám đen lượn lờ quanh năm. Trên mặt đất có từng vũng từng vũng nước nhỏ màu đen. Quân tiêu giao cảm thận cảm giác, phát hiện rõ ràng là vật chất hắc ám nồng đậm, hội tụ lại. Bởi vậy có thể thấy được, vật chất hắc ám mà mảnh đất tối tăm này chất chứa nồng hậu cỡ nào. Nơi này chính là vô thiên ám giới sao. Quân tiêu giao nhìn sang ma hầu la. Đúng vậy. Ma hầu la gật nhẹ đầu. Đại môn đâu? Đại môn ở chỗ nào? Thần nhạc tò mò hỏi không phải nói lục vương bọn họ ở cùng một chỗ thì có thể mở ra đại môn vô thiên ám giới sao nhưng bây giờ ngay cả cửa cũng không có ngươi đi qua thử một lần đi ma hầu la mỉm cười thần nhạc nghi ngờ liếc mắt nhìn ma hầu la một chút ngươi sẽ không lấy ta thử nước đấy chứ yên tâm tuy ta chưa từng đi vào nhưng ở chỗ này còn không đến mức có nguy cơ trí mạng gì huống hồ thiếu ngươi thì chúng ta cũng không đi vào vô thiên ám giới được ma hầu la cười cười thần nhạc hơi do dự nhấc chân ngọc lên, dẫm tới địa phương tối đen phía trước. Vút! Nhưng trong nháy mắt, bóng dáng thần nhạc lại lần nữa xuất hiện ở vị trí ban đầu, giống như chưa từng di chuyển qua. Đây là... Thần nhạc cũng hơi mở mịt. Vô thiên ám giới, có quy tắc từ xưa, không có sự chấp thuận, gần như không người nào có thể đi vào trong đó được. Ma hậu la cười cười. Ánh mắt quân tiêu giao trợt lóe. Ma hậu la dùng chính là chữ gần như này. Vậy đại biểu vẫn có người có thể đi vào trong đó. Ví dụ như nữ tử mặt quỷ kia, được rồi đừng nói nhảm trực tiếp bắt đầu đi thần nhạc nói mọi người nhao nhao tế ra diệt thế cấm khí của mình chiến kích thần khóc ma đao thiên khốc kính đại hắc thiên tháp vạn ma trúc long đăng thập vĩ diệt thiên bản sáu kiện diệt thế cấm khí đồng thời xuất hiện sau đó trên người sáu người quân tiêu giao, ấn ký ngôi sao sáu cánh tối đen kia lại lần nữa phát ra ánh sáng yếu ớt sáu chùm tia sáng màu đen thăm thẳm bay thẳng lên bầu trời tựa như trụ trống trời thô to Hắc quang nồng đậm hội tụ, biến thành một cái ấn ký ngôi sao sáu cánh khổng lồ tối đen. Hầu như toàn bộ vùng đất bất khả ngôn, thậm chí mười châu lớn dị vực đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó, sáu kiện diệt thế cấm khí phân biệt rơi vào trên sáu góc của ngôi sao sáu cánh tối đen, giống như là sáu cái chìa khóa rơi vào trên sáu cái ổ khóa. Trong nháy mắt, vùng đất tối đen phía trước có hắc vụ cuồn cuộn dâng trào, thiên địa biến sắc, quỷ khóc sói gào, giống như đại môn diêm la địa phủ mở ra hắc vụ vô cùng vô tận từ giữa mãnh liệt trào ra hơn nữa cảnh tượng trong đó cũng biến đối có các loại cảnh tượng huyền ảo kinh khủng tinh thần vẫn lạc vũ trụ khô kiệt thời không đứt gãy chư thế hủy diệt từ đó hiện ra uy áp kia trong thời gian ngắn bắt đầu khởi động trực tiếp đè ba người ma hầu la trúc dạ vân tiểu hắc nằm úp sấp xuống về phần thần nhạc và tô hồng y rất sáng suốt trốn ở trên người quân tiêu giao bạch y của quân tiêu giao căng ra chuyển động phần phật cỗ uy áp mạnh mẽ kia thậm chí khiến cho thể chất hồn độn của hắn cũng phải chịu đựng áp lực thật lớn, xương cốt đang rung lên lách cách. Đại môn vô thiên ám, giới, rốt cuộc đã mở ra. Quân tiêu giao lẩm bẩm, mà ở cùng một thời gian, tại chỗ sâu bên trong học phủ chiến thần, trong động thiên phúc địa dưới mặt đất. Mảnh đất khí cơ che chắn kia, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên sương mù dày đặc. Bóng dáng vẫn luôn ngồi xếp bằng đó rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Thời gian, không sai biệt lắm. Đại nhân, đi thẳng tới vô thiên ám giới sao? Thần Ngao Vương ở bên cạnh nói, không, trước đó, còn có một việc phải làm. Giọng nói kia đáp, chuyện gì? Thần Ngao Vương mở mịt, chảm xích kiêu, yêu man đại châu, nơi sa mạc màu đỏ một mảnh đất chết ngàn dặm. Nơi đây chính là tổ địa của bộ tộc Xích Kiêu, chuẩn đế tộc mà khoảng thời gian gần nhất danh chấn dị vực. Bộ tộc Xích Kiêu vốn không tính quá nổi tiếng, ở trong 10 vương tộc lớn đứng đầu cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Nhưng bởi vì lão tổ trong tộc này, Xích Kiêu vương cường thế chứng đạo thành tựu bất hủ vương. Cả tộc một lần thăng thiên, trở thành chuẩn đế tộc. Về sau, Xích Kiêu Vương lại còn ở vùng biên hoang, một trận chiến với Bạch Y Thần Vương quân gia tiên vực. Một trận chiến này, có thể nói là trận chiến thành danh của Xích Kiêu Vương. Dù sao chiến lực của Bạch Y Thần Vương quân gia, đúng là rõ như ban ngày. Về sau trong bộ tộc Xích Kiêu lại có tộc nhân chuyển ra tin tức. Bạch Y Thần Vương quân gia, là bởi vì bị Xích Kiêu Vương làm bị thương nặng nên mới không rõ tung tích. Đây không thể nghi ngờ là một kiểu tạo thế, làm cho uy danh của Sích Kiêu Vương và cả bộ tộc Sích Kiêu nâng cao lên một bước. Mà bây giờ, ở chỗ sâu tổ địa bộ tộc Sích Kiêu, đỉnh một ngọn núi hòa diệm cao vạn trượng, một vị lão giả áo bào đỏ chân mày đỏ đang ngồi xếp bằng ở trong hư không. Đôi cánh màu đỏ sau lưng, phù văn lạc ấn cổ xưa vô tận. Xung quanh biển lửa chìm nổi, phù văn hỏa đạo vô tận hiện lên. Phía sau, phảng phất có vạn linh chúng sinh vô tận, chập trùng ở trong biển lửa địa ngục. Đây hầu như đã là cực hạn diễn hóa của một đạo hòa. Lão già ngồi xếp bằng ở trung tâm trời đất, như là tổ của vạn hòa, có thể thiêu tận vũ trụ thương khung. Vị lão giả lông mày đỏ này chính là bất hủ giả của bộ tộc Xích Kiêu, Xích Kiêu Vương. Mà giờ khắc này, ở dưới chỗ ngồi của Xích Kiêu Vương, đang có một vị nam tử anh tuấn chiến giáp màu vàng tinh khiết, đang lắng nghe đạo âm, cảm ngộ đại đạo hỏa. Nếu như Quân Tiêu Dao có mặt ở đây thì tất nhiên sẽ không xa lạ với người này, chính là Xích Hồng Vũ. Hắn ta cũng là đệ tử bế quan của Xích Kiêu Vương trước đó trong đại hội chọn rể ở Đồ Sơn đế tộc. Xích Hồng Vũ thua thảm bởi quân tiêu giao, thậm chí ngay cả hồn thư cũng bị cướp đi. Có thể nói là người phát ngôn chữ thảm. Hả? Đại môn rốt cuộc đã mở ra rồi sao? Trong hư không, Xích Kiêu Vương tựa như một vùng mặt trời lớn, ánh sáng lừa hừng hực phổ chiếu mênh mông. Khắc nào đó, ông ta đột nhiên mở hai trong mắt ra, như hai vòng mặt trời nhỏ, nhìn thẳng tới khoảng không xa xôi ấn ký ngôi sao sáu cánh màu đen chiếu rọi trên bầu trời vùng đất bất khả ngôn là hắn ngọc tiêu giao bên dưới xích hồng vũ cũng có cảm ứng nét mặt trong nháy mắt liền chuyển sang khó coi sự tình trên đại hội chọn rể với hắn ta mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy quân tiêu giao đã trở thành tâm ma của hắn ta mà bây giờ tranh lệch giữa hắn ta và quân tiêu giao càng lúc càng lớn một vị là quân chủ ma ảm một là kẻ thất bại đã mất đi hào quang thiên kiêu nhận hết chế diễu hồng vũ tâm con chưa tĩnh xích kiêu vương thản nhiên nói thật có lỗi sư tôn sự thật là nghĩ tới tên ngọc tiêu giao kia trong lòng khó mà bình tĩnh bây giờ còn có tin tức tuôn ra hắn còn là quân chủ ma ảm gì đó mặt mày xích hồng vũ nhăn nhó vô cùng dữ tợn ừm bây giờ tên tiểu bối kia có thân phận đặc thù không tiện đụng đến hắn nhưng về sau con phải tự tay thu hồi hồn thư lại giọng điệu xích kiêu vương vẫn bình thản như trước mặc dù hồn thư chân quý nhưng ông ta cũng không có khả năng hạ thấp thân phận tự mình đi lấy. Đương nhiên, cũng là kiêng kỵ đám người thần ngao vương ở sau lưng quân tiêu giao. Sư tôn, con còn có thể đuổi kịp được ngọc tiêu giao không? Nét mặt xích hồng vũ hù bại, tâm ma sâu nặng. Xích kiêu vương khẽ nhíu mày, nói, hồng vũ, chút gập gành ấy, cùng lắm chỉ là một chút đau khổ nhỏ trên đường trở thành người mạnh nhất mà thôi. Khi mà con trở thành người mạnh nhất như vi sư thì sẽ phát hiện, đối thủ của quá khứ, sớm đã không còn ở trong mắt con nữa mắt xích hồng vũ sáng lên, sùng bái nói, hoàn toàn chính xác, đồ nhi hổ thệ, không giống sư tôn, cường thế chứng đạo, còn có thể dễ dàng trọng thương thần vương quân gia tiên vực. Nói tới đây, trong mắt xích hồng vũ hiện lên vẻ sùng bái. Xích kiêu vương sư tôn của hắn ta, chính là tín ngưỡng của hắn ta. Mặc dù trong lòng xích hồng vũ sinh ra tâm ma, nhưng chỉ cần có tín ngưỡng xích kiêu vương này ở đây, hắn ta lại như cũ có lòng tin, không sai, ta có thể chứng đạo, sẽ dẹp yên tiên vực, nhiều hơn ba phần thắng đối diện với tôn sùng tâng bốc của xích hồng vũ xích kiêu vương cũng hoàn toàn tiếp nhận sư tôn có thể nói một chút về chiến đấu cùng thần vương quân ra được không đồ nhi muốn cảm ngộ quỳ lễ ngộ ra chân lý cường giả trong mắt xích hồng vũ lộ vẻ ngưỡng mộ không cần cường giả sẽ không mê luyến công trạng quá khứ trận chiến với quân vô hối chỉ là một hồi nghiền ép không thú vị mà thôi xích kiêu vương khẽ lắc đầu giọng điệu hờ hững tận lực hiển lộ phong thái bất hủ vương siêu nhiên vô thượng có thể nói phong cách bức bách hoàn toàn kéo căng, Sư Tôn Uy Vũ, ánh mắt xích hồng vũ lại càng có vẻ sùng bái cùng nhiệt, nhưng đúng lúc này, Xích Kiêu Vương chợt có cảm giác, tầm mắt nhìn tới hư không rất xa phía trước, trong mơ hồ, có một cỗ lực lượng hết sức hùng hậu đang phá vỡ không gian, giáng xuống phiến địa vực này. Ầm ầm, trời đất cộng hưởng, hư không vô tận vỡ ra, uy áp dũng mãnh chút xuống, tổ địa bộ tộc Xích Kiêu, cả vạn dặm đất chết đều xảy ra động đất, phiến đá rạn nứt trời ạ à, đây là chuyện gì là có vị đại nhân vật nào dáng lâm sao không sao có tổ của chúng ta ở đây sợ cái gì trong bộ tộc xích kiêu rất nhiều tộc nhân đều bị giật mình khiếp sợ thậm chí có mấy tôn chuẩn bất hủ cũng từ trong tu luyện tỉnh giấc sau đó mắt lộ vẻ giận dữ lớn mật là ai dám đến bộ tộc xích kiêu chúng ta làm càn chẳng lẽ không sợ vương của tộc chúng ta giáng tội có chuẩn bất hủ cất tiếng quát mà lúc này trời đất bỗng nhiên tối sầm lại mọi người ngẩng đầu lên thình lình phát hiện một cái bóng người khổng lồ hoàn toàn che khuất ánh mặt trời bóng dáng kia tựa như là một khối đại lục di động ngay cả bầu trời cũng bị nó che lấp đó là một con rùa sao có tộc nhân tộc xích kiêu ngạc nhiên không đúng hình như là một cái đầu rồng có người nói lại vào lúc này giọng nói của xích kiêu vương truyền ra ta tưởng là ai thì ra là thần ngao vương của học phủ chiến thần làm lớn chuyện đi vào tộc của ta như thế gọi là gì đây cái gì? Vậy mà lại là Thần Ngao Vương của học phủ Chiến Thần sao? Nghe được tiếng của Xích Kiêu Vương, rất nhiều sinh linh tộc Xích Kiêu đều giật mình khiếp sợ. Thần Ngao chính là thái cổ dị trùng hình rùa thân rồng. Trong truyền thuyết cổ xưa, trời xanh sụp đổ, nữ oa chặt chân thần ngao, đóng đô bốn cực, chính là chỉ loại thái cổ dị trùng thần ngao vương này. Lời của Xích Kiêu Vương cũng không để cho Thần Ngao Vương có chút động tĩnh, ngược lại một giọng nói khác vang lên, "Không vì cái gì, chẳng qua là tới lấy mạng của ngươi mà thôi." giọng nói này, lời nói ong ong, như hàng ngàn hàng vạn chuôi kiếm sắc bén, trổ ra mũi nhọn, vang vọng hư không. Tư thế hào hùng, trong trời đất nhất thời tràn ngập một cỗ chiến ý bàng bạc, như là muốn xé rách trời đất. Mà sinh linh bộ tộc nhất kiêu nghe được lời này đều sợ ngây người, rung động đến da tóc tê dại. Bọn họ nghe lầm đúng không? Lại có người nói, muốn lấy mạng của xích kiêu vương ư. Trong ánh nhìn rung động không sao kể xiết, một bóng dáng bạch y thon dài, từ trên đầu thần ngao chậm rãi bước ra. Gương mặt mơ hồ này, có ánh sáng bất hủ rực rỡ tràn ngập, còn có âm thanh hiến tế chúng sinh, tiếng phạn sướng chư thần vang lên. Sau lưng bóng dáng bạch y kia, như là có ba ngàn thần quốc xếp hàng bên trong đó. Còn hắn thì giống như là vua chúng thần, khí tức lấn áp vạn cổ chư thiên, như một tôn thần linh khai thiên. Sao có thể được, là ngươi. Đồng tử xích kiêu vương trượt đông cứng, biển lửa lật lại, càn quét thiên khung. Ông ta không khống chế nổi khí tức của mình. Bóng người đang hiện ra ở trong ánh sáng trói lọi, thon dài thẳng tắp như sống lưng chống trời, một góc bạch y bay phần phật, là ác mộng của vô số sinh linh dị vực. Quân gia, quân vô hối. Giọng nói nghiêm nghị vang vọng trời minh mông. Ba chữ quân vô hối, tựa như sấm sét nổ vang ở bên tai toàn bộ sinh linh bộ tộc Xích Kiêu. Phụt phụt, ngay tại chỗ, phần lớn sinh linh bộ tộc Xích Kiêu miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đúng là không chịu nổi giọng nói nghiêm nghị kia. Trong ánh sáng thần thánh rực rỡ vô tận, bóng dáng quân vô hối hiện lên bạch y như tuyết, phong thần như ngọc, mắt như nhật nguyệt luân chuyển, nhìn thấu vạn thế mênh mông. Trong đó lại có vô tận tăng thương, tựa như trải qua vạn chiến. Ba ngàn thần quốc vườn quanh thân, đang ngâm sướng phạn ca. Đây là năng lực và dị tượng đặc thù của thần vương thể, chư thần triều bái, thiên hạ cùng tôn. Yên tĩnh, yên tĩnh trước nay chưa từng có. Vô số sinh linh bộ tộc xích kiêu cảm giác yết hầu đang bị bóp giữ, không thể thở nổi. Quân vô hối, đây tuyệt đối là người mạnh nhất tiên vực nổi danh nhất ở dị vực dù sao một trong những phân thân tam thanh của quân vô hối hàng năm đều trấn giữ biên hoang dị vực không ai không biết ông thiên quân vạn mã tránh bạch bào cái này không chỉ là một cái mô tả cũng chính bởi vì thanh danh của quân vô hối nên xích kiêu vương mới có thể ở trong một trận chiến ấy phong thần nhưng bây giờ quân vô hối lại công khai xuất hiện ở tổ địa bộ tộc xích kiêu điều này khiến cho người khác không cách nào tưởng tượng nổi có được mấy vị nhân vật tiên vực có bản lĩnh công khai hành động ở dị vực như thế. Cho dù là đại đế tiên vực cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập dị vực, sợ lọt vào vây quét chặn giết. Nhưng quân vô hối lại cứ như vậy xuất hiện, khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Có điều, vừa nghĩ đến chiến tích của Xích Kiêu Vương, lòng của rất nhiều sinh linh bộ tộc Xích Kiêu đều bình ổn xuống. Quân vô hối thì đã sao, còn không phải thua ở lão tổ bọn họ. Một vị chuẩn bất hù của tộc Xích Kiêu nhìn về phía quân vô hối, vẻ mặt lạnh lùng nói quân vô hối ngươi đến đây là để trả thù sao vậy thì sai lầm rồi có lão tổ tộc chúng ta ở đây sao ngươi còn dám ở chỗ này làm càn vị chuẩn bất hủ này đang lớn tiếng quát lên nét mặt quân vô hối không hề có chút sao động cặp con ngươi như nhật nguyệt nghiêm nghị kia thâm thúy vô biên không hề có cảm xúc dư thừa tựa như là vua của chư thần sẽ không bởi vì sâu kiến kêu gào mà có bất kỳ biến hóa cảm xúc nào sau một khắc quân vô hối trực tiếp thò tay ra thần năng pháp tắc vô tận bao phủ hóa thành bàn tay khổng lồ ở trong một phần triệu sát na bắt được chuẩn bất hủ kia sau đó bùm một nắm bóp chết từng giọt máu chuẩn bất hủ rơi xuống mặt đất nện ra từng cái hố sâu toàn bộ sinh linh tộc xích kiêu quả tim đều giống như bị đông cứng ngừng đập một chiêu vẻn vẹn chỉ là một chiêu chuẩn bất hủ cao cao tại thượng trong mắt thế nhân giống như con kiến bình thường bị một nắm bóp chết đây là lực lượng vô thượng nhường nào đáng chết quân vô hối ngươi Xích Kiêu Vương nổi giận, trời đất bùng lên lửa cháy dữ dội. Ngay cả ông ta cũng không kịp phản ứng lại, cảnh quân vô hối ra tay quả quyết như thế, không hề lưu cho người ta chút thời gian phản ứng. Mà ở phía trên mai rùa của thần Ngao Vương, một con chim nhỏ màu xanh ló ra. Sợ rằng cũng sẽ không có ai nghĩ tới, nó chính là chuẩn bất hủ của học phủ chiến thần, Phù Phong Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ phút này, Phù Phong Vương nhìn về phía tên chuẩn bất hủ của tộc xích kiêu đã bị bóp nát thành mảnh vụn xương máu kia mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng vội vàng dùng cánh nhỏ chùi chùi mồ hôi không hề tồn tại trên đầu chim nó bắt đầu cảm thấy may mắn may mắn mình chịu nhận hèn nhát đây làm sao có thể xích hồng vũ chứng kiến một màn này con người cũng chợt có rút lại da đầu cũng sắp sửa nổ tung một vị chuẩn bất hủ lại cứ như vậy bị miểu sát ư đạo tâm của xích hồng vũ đang chấn động điều này tác động rất lớn tới hắn ta nhưng xích hồng vũ nhìn về phía quân vô hối luôn có loại cảm giác không hiểu có vẻ như có loại cảm giác quen thuộc mơ hồ dường như đã gặp qua ở nơi nào có điều trong lúc ngẫm lại xích hồng vũ vẫn khẽ lắc đầu hắn ta nhìn sang xích kiêu vương trong mắt chứa đựng tự tin vô tận tuy rằng thực lực của quân vô hối khiến người sợ hãi nhưng có sư tôn hắn ta xích kiêu vương ở đây hết thảy đều không thành vấn đề quân vô hối sao chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi không chỉ có xích hồng vũ nghĩ như vậy những sinh linh còn lại của bộ tộc Xích Kiêu cũng đều nghĩ như vậy, Thỉnh lão tổ ra tay, chém giết quân vô hối. Đúng vậy, vì chuẩn bất hủ tộc chúng ta báo thù, Thỉnh lão tổ ra tay. Rất nhiều sinh linh tộc Xích Kiêu đều đang la hét. Xích Kiêu vương là hậu thuẫn cuối cùng của bọn họ. Nhưng mà, một đôi lông mày đỏ rực lửa của Xích Kiêu vương lại gắt gao nhíu chặt. Mở đầu tiếp theo, ông ta rốt cục mở miệng nói, "Quân vô hối, ngươi thuận thế mà xuống, chém giết chuẩn bất hủ tộc ta, việc này cũng chưa tính sóng gió lớn." nhưng nếu như ngươi tiếp tục tiến lên một bước thì chính là trời long đất lở xích kiêu vương lời nói sắc bén nhìn như vô cùng cường thế nhưng nếu cẩn thận hiểu tường tận thì sẽ phát hiện vậy mà xích kiêu vương lại không định ra tay ngược lại muốn để cho quân vô hối chủ động thối lui sư tôn vẻ mặt xích hồng vũ cũng hơi có chút biến đổi xích kiêu vương nói như vậy chẳng phải là để cho vị chuẩn bất hủ kia chết vô ích sao quân vô hối nghe vậy mới nhìn về phía xích kiêu vương thản nhiên nói Xích Kiêu Vương, xem ra một trận chiến ở biên hoang đã làm cho ngươi ảo tưởng, ảo tưởng có thể có thực lực chống lại quân mỗ. Nhưng ở trong mắt quân mỗ, ngươi không bằng ấu trùng. Xem bất hủ vương là ấu trùng. Liền hỏi, còn có ai? Làm càn, vương không thể nhục. Trong mắt xích kiêu vương dâng lên lửa cháy, vẫn nộ ngút trời, trời đất biến sắc. Ông ta cũng không còn nhẫn nhịn mà ra tay thẳng. Quy tắc hỏa hiện lên mênh mông cuồn cuộn, đốt khắp thương khung. Giữa trời đất, nhiệt độ mãnh liệt tăng lên cực điểm càn khôn đều bị đốt sụp, cảnh tượng khiến người giật mình. Những sinh linh còn lại của bộ tộc Xích Kiêu vội vàng trốn vào tổ địa, pháp trận hộ tộc dâng lên. Nói cách khác, cho dù chỉ là dư âm thì cũng đủ để đánh chết toàn bộ sinh linh. Vạn đạo hỏa liên, Xích Kiêu vương nhấc tay, vạn hỏa hội tụ, hóa thành một đóa hoa sen lửa màu sắc sặc sỡ. Đây là chiêu thức cao nhất mà Xích Kiêu vương thu thập vạn hỏa tu luyện thành. Hoa sen lửa vừa ra, vạn dặm đại dương mênh mông trong nháy mắt đều bị bốc hơi đối mặt với quân vô hối xích kiêu vương cũng không dám mảy may giữ lại cảm nhận được làn sóng hủy diệt phát ra thần ngao vương trực tiếp ra tay quy tắc bất hủ hiền hóa mà ra ngưng tụ thành quầng sáng như mai rùa trực tiếp bao bọc toàn bộ tổ địa bộ tộc xích kiêu lại không cho dư âm chiến đấu tiết ra ngoài thần ngao vương đây là muốn làm gì chuẩn bất hủ trong bộ tộc xích kiêu nhíu mày lờ mờ có loại dự cảm chẳng lành đối diện với chiêu thức mạnh mẽ của xích kiêu vương vẻ mặt quân vô hối bình thản chỉ có áo trắng tóc đen đang tung bay ông tiện tay bóp nhấn tới phía trước một cái một cái ấn lớn ép sập hư không trước mặt cái ấn lớn kia tràn ngập thần huy mênh mông tựa như pháp ấn của thần linh từ trên chín tầng trời rơi xuống không trung xung quanh hàng ngàn hàng vạn dặm đều đang sụp đổ trật tự thần liên tính đến hàng vạn trong nháy mắt đổ sập thần vương đọa tiên ấn đây đồng dạng là một chiêu mạnh nhất một thức cực kỳ khủng bố ầm ầm thần vương đọa tiên ấn và vạn đạo hỏa liên đâm vào nhau giống như là hai phiến vũ trụ đụng vào nhau, bắn ra gợi sóng kinh hoàng. Trời đất như là xoay ngược lại, càn khôn chút xuống, thiên ngoại vô số ngân hà bị đánh rớt xuống. Ngân hà từ chín tầng trời rớt xuống. Đây chính là cuộc chiến người mạnh nhất chân chính, một trận chiến đi xuống, một phương tinh vực đều sẽ tùy tiện bị hủy diệt. Nếu như không có thần ngao vương và đại trận hộ tộc của tộc Xích Kiêu, ngăn cản thì phiến địa vực này sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Mà giờ phút này, ánh mắt mọi người đều gắt gao ngưng tụ ở trung tâm va chạm trong đó ấy như là có vô số vũ trụ đang sinh diệt lực lượng hủy diệt mạnh đến nỗi khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng hự trong hư không thình lình một tiếng kêu rên gọi tâm trí về có một bóng dáng bị đánh lui lúc nhìn rõ được bóng người kia toàn bộ sinh linh bộ tộc xích kiêu đều ngừng hít thở lão lão tổ toàn bộ người của tộc xích kiêu quả tim trong chốc lát co lại vẻ mặt cứng ngắt tới cực điểm xích kiêu vương lão tổ vô địch của bộ tộc bọn họ bị đánh lui sao Điều này khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng được, tư duy đều muốn đứt gãy, khó mà suy nghĩ. Sư sư tôn, sắc mặt xích hồng vũ trong nháy mắt trắng bệch, mỗi một giọt máu trong cơ thể đều giống như sắp sửa đông kết. Trận chiến biên hoang, không phải là xích kiêu vương đè quân vô hối ra đánh sao. Thậm chí mới vừa rồi, xích kiêu vương còn nói, trận chiến đó là nghiền ép không thú vị. Nhưng bây giờ, kẻ bị đánh nuôi lại là xích kiêu vương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? đáng chết, quân vô hối, ngươi rõ ràng còn chưa có bước ra một bước kia, sao có thể là đối thủ của ta chứ? Xích kiêu vương giận dữ quát trái tai. Vốn đến loại cảnh giới này của ông ta đã có thể dễ dàng nắm giữ cảm xúc. Nhưng bây giờ xích kiêu vương lại thất thố, ở ngay trước mặt tất cả tộc nhân bị đẩy lui. Loại nhục nhã vô hình này càng làm cho ông ta khiếp sợ hơn. Đối mặt với chất vấn của xích kiêu vương, biểu cảm trên mặt quân vô hối nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Cảnh giới với ta mà nói không có ý nghĩa, chảm ngươi, không thành vấn đề quân vô hối cất bước, không gian hàng ngàn trượng ở dưới chân ông, trong nháy mắt giống như rút ngắn lại thành một điểm. Ông trong chớp mắt đã lướt tới trước người xích kiêu vương, nhất trưởng đánh ra. Thần năng mênh mông dâng trào, ánh sáng thần bất hủ nở rộ, như thể vạn giới chư thiên đều bị luồng ánh sáng thần thánh này chiếu sáng. Ngươi cũng có thể đến thử xem, ta xích kiêu vương đương thời chứng đạo, một đời đoạt thiên mệnh, ai có thể ép ta, ai có thể đánh bại ta. Xích kiêu vương quát trói tai, tuyên bố chấn động thiên hạ, đồng thời tế ra đế binh của mình. Một cái Xích Vương Lô. Xích Vương Lô vô cùng nóng cháy, toàn thân thần diễm lượn lờ, giống như một cái lõi mặt trời. Đây là đế binh chuyên biệt mà Xích Kiêu Vương hao phí tâm huyết tế luyện tạo thành, mặc dù còn chưa luyện hóa được đại đế và bất hủ vương, nhưng đã từng luyện hóa chuẩn đế và chuẩn chuẩn bất hủ. Xích Vương Lô tế ra, lửa thần ngập trời từ miệng lô hiện lên tuôn ra, biển lửa úp xuống mười phương, hư không bị thiêu đốt vạn vẹo sụp đổ, hết thảy vật chất hữu hình đều đang bị thiêu đốt bên ngoài thân thể quân vô hối có ánh sáng rực rỡ hiện lên từng cái từng cái văn tự cổ xưa hiện ra kéo theo một cỗ thần tính siêu nhiên đó là thần văn văn tự của thần quân vô hối thôi động chiêu phòng ngự mạnh nhất của bản thân thần vương thể che chở của chư thần ánh sáng bất hủ rực rỡ của rất nhiều thần văn tạo thành như là ngăn cách vĩnh hằng cho dù biển lửa ấy lật úp chôn vùi mười phương quân vô hối vẫn cứ sừng sững ở trên trời cao không bị lây dính chút nào thần vương thể khóe mắt xích kiêu vương hơi run rẩy đây cũng là một loại thể chất nghịch thiên danh sưng tu luyện đến cuối cùng có khả năng tu thành thần minh chân chính bất hủ bất diệt vĩnh thế trường tồn pháp của quân vô hối như là vạn pháp không dính ông ngay lập tức lướt tới trước người xích kiêu vương quyền ấn nổ ra trực tiếp nện sập phía trước xích kiêu vương dùng xích vương lô chặn lại một tiếng đinh vang lên quyền phong huyết nhục của quân vô hối đối đầu đế binh lại phát ra tiếng kim thiết giao kích tiếng động đánh tan tầng mây khắp bầu trời bão cát vô tận cũng đang càn quét tiếp đó quân vô hối và xích kiêu vương triển khai đại chiến kinh thế tinh khí sôi trào khắp trốn giữa thiên địa pháp tắc mênh mông cuồn cuộn như đại dương chập trùng chiến đấu loại tầng cấp này tuyệt đối hiếm thấy như là muốn đánh cho chư thế phá diệt lão tổ sinh linh bộ tộc xích kiêu từng người một biểu cảm run rẩy trong lòng căng thẳng chiến cuộc ở trong lòng bọn họ vốn nên là nghiền ép ai mà ngờ lại sẽ như thế chẳng lẽ sư tôn toàn là nói mạnh miệng xích hồng vũ nghĩ tới đây sắc mặt lập tức tái nhợt không gì bằng đạo tâm của hắn ta vốn bởi vì quân tiêu dao mà xuất hiện vết rách xích kiêu vương tín ngưỡng duy nhất của hắn ta và lại bây giờ nếu như tín ngưỡng sụp đổ thì đạo tâm của xích hồng vũ chắc chắn sẽ sụp đổ không ta không tin sư tôn là vô địch xích hồng vũ siết chặt nắm đấm trong lòng đang gào lên phía trên càn khôn gió mây biến sắc từng cái khe nứt hư không giống như vực sâu hiện ra phẳng phất chiếu dọi ra thế giới khác điều này cực kỳ kinh khủng đại biểu cho quy tắc của phương thế giới này đang có chút bất ổn có thể thấy được đế chiến chân chính dữ dội khủng khiếp cỡ nào ầm um. lại là một kích va chạm mạnh kinh thiên xích kiêu vương lại lần nữa bị đẩy lui khóe miệng cũng có chút hoa máu hiện lên lão tổ bị thương rồi có sinh linh tộc xích kiêu mặt mày dại ra không cách nào tin tưởng quân vô hối người chảm không được bản vương tiếp tục kéo dài xuống người khó mà thoát khỏi cái chết xích kiêu vương lau máu tươi ở khóe miệng ánh mắt cực kỳ âm u giữa một lần hít thở của ông ta thương tích trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng khép lại đây chính là sự cường đại của bất hủ vương nếu như nói áp chế thậm chí đánh bại thì vẫn còn có mấy phần khả năng nhưng muốn đánh giết độ khó kia tuyệt đối phải gấp bội nói thì phải làm hành động ắt có kết quả ta nói chảm ngươi thì sẽ chảm quân vô hối nói xong bàn chân đạp mạnh ầm ầm ba thần quốc sau lưng xếp hàng mở ra hình thành một phiến trận vực thật lớn che phủ toàn bộ tổ địa bộ tộc xích kiêu giống như là có ba tôn thần minh đang ngồi xếp bằng ở trong hư không sướng phạn còn quân vô hối thì đứng ở trung tâm ba thần minh ánh mắt bễ nghễ duy ngã độc tôn một cỗ khí tức cường đại lấn áp vạn giới chư thiên nổi lên thần vương vô song ai dám tranh phong chư thần tịnh thổ trong lúc quân vô hối nhắc tay lên như là có lực lượng ba ngàn thần minh gia trì, thần huy vô tận hội tụ hóa thành ánh sáng rực rỡ vĩnh hằng chiếu khắp thiên hạ. Đây là trung cực dị tượng đại thuật cấm kỵ của thần vương thể. ầm, um, xích kiêu vương trong chốc lát liền bị chặn lại, như là có mười vạn vũ trụ đè ở đầu vai, toàn bộ tu vi khí tức sức mạnh đều bị đè ép xuống. Ta là vương đương thời, ai có thể đè ở đầu vai ta? Không thể không nói, xích kiêu vương không hổ là bất hủ vương, cũng đủ mạnh mẽ. Ông ta nổi giận, hỏa diễm vô tận đang bao phủ như là muốn biến thế gian thành đất đai khô cằn tam giới chúng sinh hòa trạch phật ngục xích kiêu vương diễn hóa ra pháp trung cực của bộ tộc xích kiêu cả phiến thiên địa biến thành một mảnh đỏ đậm cả nhân gian tựa như là đang bốc cháy lên hết thảy chúng sinh đều chạy không thoát dày vò thiêu đốt loại đại thuật cấm kỵ này mạnh đến cực điểm hơn nữa còn là phạm vi thần thông thiên địa mà pháp lực xích kiêu vương có thể đạt tới đều bị thâu tóm ở trong đó cho dù là chuẩn bất hủ cũng chỉ có thể bị cầm tù ở trong đó vô vọng hóa thành kiếp cho. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão tổ tộc ta vô địch. Trong đại tộc hộ trận, sinh linh bộ tộc Xích Kiêu đang hét lớn. Nhưng quân vô hối đối diện với một chiêu này, vẻ mặt hết sức bình thản. Ông trải qua vạn chiến, chiêu thức quỷ dị khủng bố nào mà chưa từng thấy qua đâu chứ. Quân vô hối chậm rãi giơ tay lên, hệt như quyền hành chư thần đều bị ông nắm ở trong tay quân vô hối của giờ phút này như là vua chúng thần khống chế thiên cơ vận chuyển sinh tử tạo hóa muốn giáng xuống kiếp phạt hoàng hôn chư thần quân vô hối thúc giục đại thuật cấm kỵ nháy mắt một mảnh trời đất ảm đạm có ánh chiều tà đang chiếu rọi ba ngàn thần minh đều giống như đang thiêu đốt thần lực ánh sáng hoàng hôn bất tận chiếu rọi ở trên người xích kiêu vương xích kiêu vương trong chốc lát lập tức cảm thấy một cỗ mùi vị của tử vong lui xích kiêu vương không hề trần trở hai cánh rung động, muốn thoát đi. Về phần tộc nhân gì đó, đều không đáng kể. Ông ta cực cực khổ khổ ở đương thời chứng đạo, sao lại cam tâm mất mạng như vậy được chứ? Trốn được sao? Quân vô hối bình thản lên tiếng. Trận vực chư thần tịnh thổ, giam cầm bốn cực thiên địa, ngay cả hư không còn bị giam cầm, cơ bản không có khả năng bị phá mở. Đáng hận, sao bổn vương có thể bỏ mạng ở đây được? Thần ngao vương, ngươi đến cùng là lập trường gì thế hả? Xích kiêu vương vừa thôi động pháp tắc bất hủ trong cơ thể, cộng thêm xích vương lô chống lại lực lượng đại chiêu trung cực của quân vô hối, vừa quát hỏi thần ngao vương. Thần ngao vương thân là vương của học phủ chiến thần dị vực, theo lý thuyết hẳn là nên đứng bên phe ông ta mới đúng. Bây giờ lại cùng quân vô hối khối hợp cùng nhau, khiến cho người ta khó hiểu. Xích kiêu vương hy vọng thần ngao vương có thể hồi tâm chuyển ý, giúp ông ta chạy thoát thân. Nhưng bản thể thần ngao vương lại hùng hồn mở miệng, lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối, bản vương đều là người của quân gia. Cái gì, Xích kiêu vương sững sở. Thần ngao vương là người của quân ra sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Nếu như là nội ứng thì thời điểm đó không khỏi cũng quá xa xưa rồi, đã kéo dài qua nhiều cái kỳ nguyên. Hơn nữa ở trong này còn có nhân quả gì? Kết thúc rồi. Quân vô hối mở miệng. Hoàng hôn vĩnh hằng Giáng lâm, tựa như khúc cuối mai táng bất hủ vương. Ở trong một mảnh kiếp quang hoàng hôn chư thần, thân thể xích kiêu vương bắt đầu phân giã vỡ vụn, đại đạo pháp tắc tản ra, chút xuống người phương thiên địa đạo chứng được, cuối cùng vẫn phải tán đi, còn ở thiên địa. Ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi hoàng hôn cuối cùng. Thậm chí ngay cả khí cụ chứng đạo, xích vương lô cũng phân dã vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Khắp tổ địa bộ tộc xích kiêu, toàn bộ sinh linh đều ngây ra. Chuẩn bất hủ của tộc xích kiêu, đầu óc hoàn toàn nổ tung, đã mất đi linh hồn. Về phần xích hồng vũ, đầu óc càng ong ong hơn, trên mặt cắt không còn chút máu. Thân như cây khô, lòng như cho tàn, tín ngưỡng trong lòng hắn ta đã sụp đổ đối diện với mấy sinh linh bộ tộc xích kiêu này mặt mày quân vô hối vẫn bình thản như cũ nhân tử với các ngươi là tàn nhẫn với chúng sinh tiên vực quân vô hối có lòng hộ thế nhưng chỉ giới hạn trong vạn linh tiên vực đối với kẻ địch quân vô hối xưa nay chưa từng có lòng dạ đàn bà ánh sáng hoàng hôn chư thần đang chiếu dọi lên trên tổ địa bộ tộc xích kiêu lần lượt từng sinh linh bộ tộc xích kiêu thậm chí là chuẩn bất hủ nhục thân đều đang mai một hóa thành cho bụi cơ bản không có sức phản kháng. Mà xích hồng vũ, nhục thân cũng đang tan rã, từng tấc từng tấc biến thành cho bụi. Tâm của hắn ta, kỳ thật đã chết. Nhưng trong lúc vô tình, xích hồng vũ lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn lên bạch y thần vương quân gia đang đứng ở trên trời cao, uy thế khôn cùng. Nhất thời, trong đầu hắn ta bỗng nhiên có một tia điện lóe lên. Sau đó con người hắn ta bắt đầu run rẩy, Thân mình cũng run lên. Quân vô hối, ngọc tiêu giao. Quân tiêu giao, Xích Hồng Vũ đã rõ. Hắn ta hoàn toàn minh bạch. Người giết đệ đệ hắn ta đã từng ở ngay trước mắt hắn ta. Thậm chí toàn bộ dị vực đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáy lòng Xích Hồng Vũ đều đang run rẩy, rét run, toát ra hàn khí. Không phải bởi vị uy của thần vương quân vô hối ở trước mặt, mà là bởi vì dòng dõi duy nhất của ông. Cái tên quân tiêu giao, thần tử quân gia mưu trí sâu tới nỗi lừa gạt toàn bộ dị vực kia. Hơn nữa bây giờ quân tiêu giao đã là quân chủ ma ảm, lại còn xâm nhập vào nơi bí mật nhất dị vực, vô thiên ám giới. Nhân quả trước sau sâu chuỗi lại, lòng xích hồng vũ đều lạnh. Đến cùng quân tiêu giao muốn bố cái đại cục động trời gì ở dị vực. Chỉ là bây giờ phát hiện ra bí mật này, còn có ý nghĩa gì nữa không? Khóe miệng xích hồng vũ hiện ra một vòng ý cười đắng chát tới cực điểm. Không chỉ có tộc xích kiêu, xích hồng vũ cảm thấy, thậm chí cả dị vực đều có thể hủy ở trong tay hai cha con này. Nhưng đáng tiếc, xích hồng vũ rốt cuộc đã không còn cách nào phát tin tức ra ở dưới chiếu rọi của hoàng hôn chư thần, cả người xích hồng vũ biến thành cho tàn, theo gió tán đi. Chuẩn đế tộc dị vực, bộ tộc xích kiêu, cả tộc tận diệt. Bão cát thổi cuồn cuộn trong phạm vi hàng vạn dặm, tổ địa của xích kiêu tộc đã không còn tồn tại. Tất cả các sinh linh và đại trận bảo vệ xích kiêu tộc, cùng tất cả các vật chất đều bị chôn vùi trong ánh hoàng hôn, thậm chí không còn sót lại tí xương thịt vụn nào, cứ như nơi đây từ xưa tới giờ chưa từng có sự tồn tại của xích kiêu tộc. Trên không trung, vết nứt không gian trong thâm uyên mãi không thể nào lấp đầy được. Dưới mặt đất còn có rất nhiều hố sâu, vô số sao băng ở nơi xa xôi đã rơi xuống đây. Đây chính là cuộc chiến thật sự giữa các cường giả. Cũng may có thần ngao vương chặn lại, nếu không thì cả yêu man đại châu cũng sẽ có động tĩnh lớn. Quân vô hối đứng khoanh tay, áo trắng bay phần phật, vẻ mặt lại rất bình thản. Hủy diệt, cả một chuẩn đế tộc là chiến công cực kỳ lớn, thế nhưng từ đầu đến giờ quân vô hối vẫn rất bình thản trong đôi mắt sâu thẳm chẳng có một gợn sóng nào ông không vì danh tiếng không vì lợi ích chỉ vì bảo vệ tiên vực thịnh thế truyền thừa ngọn lửa bất diệt của quân gia nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha